mấy người trẻ tuổi đều là cao mày, màu đỏ thanh niên tóc dài khiển trách, đi sang một bên, ta không muốn giết người. Đạo lăng bàn tay đột nhiên loáng một cái, đem cái bồ đoàn này cách không câu lại đây, nhìn chầm chầm quan sát đứng dậy. Tình cảnh này để ba cái người trẻ tuổi sắc mặt đều khó nhìn xuống, đây là ở không nhìn chúng ta à. Đạo lăng trong ánh mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, lòng bàn tay của hắn phun ra âm dương nhị khí, cái bồ đoàn này nhất thời phục sinh, bạo phát vạn trượng thần hà, đại đạo luân âm nổ vang, âm dương phù văn bạo sung, chật ních toàn bộ thiên địa. Cái thật là đáng sợ. Ba cái người trẻ tuổi kinh hải vẻ, cả người mông lung lam vũ thanh niên thất thanh nói, này bồ đoàn ẩn chứa âm dương lưỡng cực lực lượng, cái này chẳng lẽ là âm dương lão tổ đã tọa bồ đoàn. Vô cùng có khả năng là, ta cảm giác được âm dương khí tức của đại đạo, nếu có thể tìm hiểu ra đến, nói không chắc có thể mượn cơ hội tìm được âm dương trưởng. Mấy cái sinh linh không gì sánh được hừng hực bắt đầu nghị luận, đạo lăng cũng một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới nhặt được bảo đây tuyệt đối là chí bảo thật là đáng sợ có thể tìm hiểu ra âm dương đại đạo như vậy ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ âm dương đạo đỉnh đạo lăng vui rạo rực xoa xoa một hồi bồ đoàn liền đem cất đi vật này giá trị đối với hắn lớn vô cùng bất quá âm dương đại đạo quá mức bá tuyệt đạo lăng hiện tại muốn tìm hiểu vẫn còn có chút khó khăn cần đạo hạnh thật sâu một ít mới được tiểu tử ngươi làm gì đem đồ vật lưu lại cho ta thanh niên tóc đỏ tức giận, này bồ đoàn có thể là không bình thường, chí cường giả đã tọa bồ đoàn, nếu có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, bước vào cường giả đó là bản bản đinh đinh sự tình, nhưng là lại bị nửa đường dết ra đến một người thiếu niên lấy đi. Đồ vật nhưng là vật vô chủ, ai được chính là ai, người cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Đạo lăng liếc chéo chúng nó một chút, quát lớn đạo. Ngươi muốn chết. Thanh niên tóc đỏ muốn rách cả mí mắt, chúng nó đến từ chính thái cổ thần Sơn, địa vị cao đáng sợ, So với thánh nhân thế gia còn muốn đáng sợ, nhưng là một cái tiểu thổ dân lại dám răng dạy chúng nó. Ít nói nhảm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Cả người quấn quanh Lam Vũ thanh niên trước tiên ra tay, bàn tay đè ép đi qua, khí thế như núi, muốn đem người này trấn áp. Muốn chết. Đạo Lăng chân mày cau lại, cử quyền bạo vọc lên, một tiếng vang ầm ầm liền tạp động ở cái này bàn tay lớn trên, chấn người thanh niên này bước chân lão đảo lùi về sau. Cái gì? Lại bị đẩy lui? thanh niên tóc đỏ lấy làm kinh hãi, nó quá giải đồng hành sinh linh, thân thể thật là khủng bố, cực ít có người có thể đẩy lui nó. Đáng ghét. Màu xanh lam sinh linh giận dữ, trên cổ tay mang theo một chuỗi bảo xương tay liên bay về phía trên không, từng viên một ầm ầm chuyển động đứng dậy, như là từng viên một đại tinh rơi xuống. Này xuyến bảo cốt treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, diễn sinh ra không gì sánh kịp áp lực, muốn đem đạo đánh chết. Đạo lăng lạnh trên một tiếng, đoạn kiếm tới tay, áp lực thật đáng sợ, chân không đều ở nổ tung, lập tức đánh vết hướng về trên không, này áp lực kinh khủng như núi lớn núi lớn ở dân lên, lập tức đem này xuyến cốt châu cắn nát ở trên không. Cái gì? Thật nặng đồ vật. Thanh niên tóc đỏ lấy làm kinh hải, dĩ nhiên nói riêng về trọng lượng liền ép sụt một tôn bí bảo, cái này đoạn kiếm đến cùng nặng bao nhiêu. Cùng tiến lên, vết hắn. Màu xanh lam sinh linh tức giận, gầm thét đứng dậy, biết rõ gặp phải đại địch. Thanh niên tóc đỏ gật gật đầu, lấy ra một tôn đại ấn màu đỏ rực, này đại ấn là một tôn bí bảo, đại hỏa cuồng cuộn buông xuống, thần lực dân trào, rơi xuống liền hướng về đạo lăng trấn áp. Ninh ngoan mất linh, đều cút cho ta. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, trong tay đoạn kiếm lập tức khủng bố xuống, đây là một đạo kiếm quang màu vàng bạo phát, xuyên thủng thiên địa, đánh nứt vạn vật. Răng rắc. Kiếm quang màu vàng hoảng sợ, hỏa hồng đại ấn đều bị xuyên thủng, biến thành một mau mau sắc vụn rơi xuống đất, cảnh tượng làm người sợ hãi không được. Hai vị sinh linh kinh hải vẻ, luồng kiếm khí màu vàng, vàng ống này thật đáng sợ, chưa từng bạo phát tới được thời điểm, tỏa ra gợn sóng đều lệnh làn da của bọn họ đang chảy máu. Thật là to gan, ngay cả chúng ta thái cổ thần sơn sinh linh cũng dám giết. Này hai vị sinh linh phía sau, vẫn chưa từng mở miệng thiếu nữ nhíu mày, nàng mỹ lệ phi thường, da thịt trắng hơn tuyết, thân thể nổi bật, gắn bó ống ánh. Cùng lúc đó, ống tay áo của nàng bên trong bay ra một tô ngũ sắc bảo tháp, phi thường khủng bố, Bảo phát ngũ sắc thần hà. Một hướng về bất lợi kiếm quan màu vàng, đều bị ngũ sắc bảo tháp bị chặn lại, chiếc bảo tháp này mông lung bảo huy, chìm nổi ở trên không, phục lên khủng bố gần sóng. Bảo bối tốt. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, hắn nhảy lên đi tới, đoạn kiếm phát sáng, lập tức liền hướng về ngũ sắc bảo tháp trấn áp, muốn đem vật ấy lấy đi. Vô liêm sĩ. Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt, lập tức nghịch xung mà đến, thân thể tỏa ra ngũ sắc thần hà, toàn bộ bàn tay khủng bố xuống, bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Đạo lăng cùng nàng gắn chống đỡ một chưởng, đánh văng ra phương này chân không, bắn ra nóng rực thần quang. Ồ, này nữ yêu tinh thân thể rất mạnh a. À? Đạo lăng một mặt kinh ngạc, nói rằng, ngươi cái gì quái vật gì biến thành? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của cô gái trợn to, nàng cũng cảm giác mình nghe lầm, nàng đến từ chính thái cổ thần Sơn, thân phận không gì sánh được cao quý, cường giả gặp phải nàng đều muốn lễ ngộ tồn tại, nhưng là tiểu tử này gọi nàng yêu tinh mấy cái thái cổ thần sơn tu sĩ trẻ tuổi cũng giận dữ hận không thể dết tới sống quả cái này miệng đầy bị chuyện thiếu niên đạo lăng nhìn nàng cao mày nói ngươi không là yêu tinh à chẳng lẽ còn là người hay sao thứ hỗn trướng ngươi thật là to gan đây là chúng ta thái cổ thần sơn thánh nữ ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng ta xem ngươi chính là muốn chết ngươi gây ra đại họa ta cảnh cáo ngươi lập tức đem bồ đoàn giao ra đây ở cho thánh nữ xin lỗi như vậy còn có thể tha chết cho ngươi hai cái sinh linh nhảy lên đến trống to không thể nào tiếp thu được đạo lăng ngôn từ ở trong mắt chúng thánh nữ là thái cổ thần sơn xuất sắc nhất thiên chi kiêu nữ há có thể dùng yêu tinh để hình dung cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy muốn bảo vật chính mình tới lấy đạo lăng chấn hống đánh ra kết thúc kiếm nội hàm kiếm quang màu vàng bạo phát quá khủng bố ở trong đều có mặt trời đỏ ở rơi xuống dị tượng lộ ra thật mạnh đồ vật là một tôn không trọn vẹn thánh binh thái cổ thần sơn thánh nữ nhảy lên mà đến Vũ sắc bảo tháp treo ở trên đỉnh đầu nàng, rủ xuống một tầng màn ánh sáng năm màu, cắt ngang kiếm quang màu vàng đánh vết. Ồ! Bảo vật này thật là lợi hại. Đạo lăng con mắt đều là nóng lên, này ngũ sắc bảo tháp cường độ, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, hai cái đáng sợ cái bóng cách không va chạm, chấn toàn bộ tàn kinh các đều là rung rung, các loại thần mang nghịch ngút trời. Thái cổ thần Sơn Thánh Nữ rất hung hăng, ngọc trưởng đập động mà ra, mang theo thần lực mênh mông, đánh về hắn phía trước, bao phủ đạo lăng thân thể. Đạo lăng chấn uống, hắc ti ngổn ngang múa tung, bàn tay màu vàng, vàng ống lực ép mà xuống, kinh sợ thiên địa, cùng với gắn chống đỡ. Bọn họ đấu gần sóng thật đáng sợ, toàn bộ tàn kinh các đều muốn lật tung, đặc biệt thái cổ thần sơn thánh nữ đỉnh đầu nghĩ lơ lửng ngũ sắc bảo tháp trấn áp mà xuống, đập cho chân không đều xuất hiện mấy dặm khe lớn. Đạo lăng đánh ra đoạn kiếm đón đánh, ánh kiếm xuyên thủng trời cao, đánh giết ở ngũ sắc trên bảo tháp, bạo phát một trận ống ánh đốn lửa. Ngũ sắc bảo tháp đều là rung động một hồi, đoạn kiếm trọng lượng quá kinh người, so với một ngọn núi lớn còn nặng hơn. Thái cổ thần sơn thánh nữ trầm quát một tiếng, thôi thúc hư không thuật, thân thể lập tức thoang đến đạo lăng trước mặt, cánh tay ngọc tỏa ra chói mắt thần huy, đều muốn bốc cháy lên, chụp vào đạo lăng bả vai. Chém giết gần người đạo lăng làm sao sẽ sợ nàng. Bàn tay hắn duỗi ra, năm ngón tay quan diễm cuồn cuộn, như là mang long bắt được đi tới, lập tức nặng ra thánh nữ cổ tay. "Vô Liêm Sĩ, cho ta buông ra." Thánh nữ trợn tròn đôi mắt, bị đạo lăng mò một hồi cả người đều lên nổi da gà, nàng biểu hiện phi thường hung hăng, cổ tay thiêu đốt, thần hà bắn ra bốn phía, tinh lực cuồn cuộn, càng là đem đạo lăng bàn tay đánh văng ra. "Không đúng, cô nàng này trên da thịt, thật giống mang theo món đồ gì?" Đạo lăng nặng nặng ngón tay, vừa nãy nàng thử nghiệm nắm lấy thánh nữ, nhưng là cảm giác da thịt của nàng không gì không xuyên thủng trên da khẳng định có cái gì đặc thù bảo vật tồn tại. Thái cổ thần sơn hai cái sinh linh, sắc mặt rất khó coi, chúng nó không nghĩ tới thân thể của thiếu niên này đáng sợ như vậy, bọn họ cũng rõ ràng thánh nữ mặc một bộ kinh thế kỳ trân, vì lẽ đó thân thể mới sẽ khủng bố như vậy. Đến như cái biện pháp cho nàng cởi ra. Đạo lăng con mắt ở thánh nữ đường công chập trùng thân thể mềm mại trên loạn miễu. Bị thiếu niên ngắm vài lần, thánh nữ sắc mặt đen kịch lại, cắn răng nói, vô liêm sĩ, ta muốn đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. bọn họ đại chiến đồng thời, chưa từng chú ý tới. Tàn kinh các bầu trời vách đá mơ hồ nứt ra rồi, chảy ra từng tia một âm dương nhị khí, mơ hồ có một loại cái thế khí tức muốn thức tỉnh. Thái cổ thần sơn thánh nữ đứng sừng sững trên không khí chất siêu nhiên, da thịt như ngọc, cả mái tóc đen bay lượn, đem nàng tôm lên phi thường kinh diễm. nàng ra tay muốn đoạt đi bộ đoàn, này bộ đoàn là âm dương lão tổ tu hành bảo vật, nếu như có thể được một gì đó. Có lẽ có thể mở ra chí cường thần thông. Chí cường thần thông thật đáng sợ, quản chi là truyền thừa thời đại thái cổ khủng bố bộ tộc, đều mê tít mắt không gì sánh được, hận không thể hiện tại phải đến, căn bản không muốn từ bỏ mảy may cơ hội. Nguyên lai like hắn chính là đạo, quá không thể lớn lối như vậy, ngay cả chúng ta thái cổ thần sơn cũng dám trêu chọc. Hừ, đồ điếc không sợ súng, ta xem cái này đạo cũng đến cùng, hồn nhiên không rõ ràng chúng ta thái cổ thần sơn đáng sợ, hắn đây là tự tìm đường chết cho là có điểm thiên phú liền dám hung hăng biết không sợ súng hai cái sinh linh đang cười lạnh đạo tuy rằng mạnh mẽ bất quá ở thái cổ thần sơn trước mặt chính là một cái tiểu thổ dân căn bản không lật nổi bao lớn sóng gió tự thời đại thái cổ truyền thừa gia tộc a thậm chí mơ hồ so với thánh nhân thế gia muốn mạnh hơn một đầu bộ tộc này lai lịch thật đáng sợ đạo thống khủng bố bắt nguồn từ xa xưa tuyệt không là một cái huyền vực có thể hạn chế hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó Đạo Lăng chân mày cau lại, một trưởng đẩy lui thái cổ thần sơn thánh nữ, thân thể của hắn nghịch xung mà đến, hét lớn, cái gì chó má thái cổ thần sơn, dám trêu ta, hết thảy trấn áp. Câu nói này bá đạo tuyệt luân, ở trong thiên địa nổ vang. Thần sơn sinh linh tức giận, thanh niên tóc đỏ quát, ngươi tìm đường chết, lại dám ăn nói ngông cuồng, nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Hiện tại chết chính là ngươi. Đạo Lăng long hành hổ bộ khí tức nguy nga như cổ chi núi lớn ở bạo phát, uy thế thiên địa. Bàn tay hắn cách không đập động tới đi, diệt bát phương chân không, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn mà đi, trực tiếp liền ép thanh niên tóc đỏ hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Không được. Trọn vẹn quấn quanh Lam Vũ thanh niên vừa kinh vừa sợ, hắn quay đầu liền chạy, thế nhưng hắn làm sao có thể chạy trốn quá đạo lăng trưởng lực, một trưởng bị đánh giết lăng xuống xa mấy chục trượng, cả người đều muốn đổ nát. Vô liêm sĩ, lúc này còn dám đối với ta hạ nhân ra tay, liền là ngươi là đạo, ta hôm nay cũng phải chém ngươi. Thần sơn thánh nữ khuôn mặt chìm xuống, từng cây từng cây ống ánh mái tóc đều cuốn ngược, hiện ra một loại khủng bố gợn sóng. Muốn đánh liền đến, để ta nhìn ngươi một chút mang theo bảo vật có bao nhiêu cứng rắn. Đạo lăng con mắt quét về phía hắn, khí thế như vực sâu phục lên, đang thiêu đốt hừng hực. Thần sơn thánh nữ toàn thân năm màu thần hà bạo phát, cuồn cuộn như sông lớn, sóng năng lượng cực sự mênh mông, tự hồ một cái ngũ sắc sông lớn ở hoành Xung, đặt ở đạo lăng đỉnh đầu. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, khí tức nếu như thần ma, thân thể thần tàn triệt để mở ra, bạo phát thần hà chói mắt, da thịt ống ánh, cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực. Hoàng kim quang phần phật hoành Xung, đem năm màu sông dài đều bị luyện hóa, hắn trực tiếp đi tới, mang theo khủng bố chấn động ngập trời, hoành ác mà đi. Oanh! Đạo lăng điều động xuất kích, cú đấm này đánh rơi khỏi, xuyên thủng thiên địa, đánh về con đường phía trước, một đạo thô to hoàng kim tinh lực ở phục lên. Thật mạnh thân thể, hảo thịnh liệt tinh lực, đạo quả thực danh bất hư truyền. Thần sơn thánh nữ trong con ngươi lướt ra khỏi một tia vẻ nghiêm túc, của nàng tay ngọc nhấc lên, toàn bộ cánh tay đều cuốn quanh ống ánh lóa mắt thần hà. Một chữ này oanh phách mà đi, năm màu thần mang nhấn chìm thiên địa, cùng với gắn chống đỡ. ầm 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 Thiên địa rung rung, toàn bộ tàng kinh các đều muốn lật tung lại đây, bốn phía ngam thạch bích đều rạn nứt rất khó chịu đựng loại này nỗ lực. Đặc biệt trên không, dùng quý giá vật liệu đá đúc thành nham thạch bích, trạng nước phạm vi ở tăng cường, tràn ra âm dương nhị khí vẫn là tăng nhanh, trong này mơ hồ có một cái thiên địa muốn mở ra. Dết! Đạo lăng ngang trời đánh dết, chân không đều ở nổ tung, không thể chịu đựng hơi thở của hắn, đánh thiên địa đều phát ra ầm ầm vang lớn. Thần sơn thánh nữ thân thể mềm mại vạn vẹo đứng dậy, như tế liễu vòng eo đông đưa, như là một mỹ nữ xà, chập chờn yêu kiều thân thể của nàng đang phát sáng, phi thường huyển sáng, mà là mơ hồ có một tôn khủng bố cái bóng ở chìm nổi, một tiếng gầm rung động non sông, hung lực cái thế. Long xà thần thông Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây tuyệt đối là một tôn long xà, chính là thái cổ đại hung, phi thường khủng bố. Đạo lăng nắm đấm đều biến thành màu hoàng kim, tinh lực hiện vỡ thiên tư thế thức tỉnh rồi, toàn bộ nắm đấm cũng giống như là một cái mặt trời nhỏ, đánh tới, xuyên thủng toàn bộ tàn kinh các. Long xà thối thần sơn thánh nữ nghiêm chính lấy chờ, diễn hóa ra một thức đại thần thông, thân thể của nàng ngang trời đánh vết, mang theo hủy diệt gợn sóng, mang theo một tôn hung lực ngập trời dị thú, cùng với gắn chống đỡ. ầm ầm ầm, sấm nổ âm thanh liên tiếp bạo sung, nóng rực thần quang bắn ra, hết thảy đều muốn nhấn chìm. Đây là hai vị ma sơn oanh kích cùng nhau, động tĩnh thật đáng sợ, nhằm phía trên không, nham thạch bích đều muốn rơi xuống, mơ hồ lộ ra một cái to lớn cổ điện, treo ở vực ngoại tinh không bên trong đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, tinh lực dồi dào như thần dương, đánh đổ lông xà bóng mờ, giết ở trên thân thể của nàng. Công. Cú đấm này lại như là đánh vào một tôn cổ chung trên, tỏa ra xa xôi thiền âm, làm người màng nghĩ muốn xuyên. Quả nhiên là bảo vật A. À. Đạo lăng một trận đỏ mắt, cú đấm này đều có thể đánh đổ một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo, nhưng là dĩ nhiên không có đánh gãy của nàng chân, có thể thấy được khủng bố chỗ. Của hắn quyền chớp mắt biến trưởng, lập tức nắm thánh nữ cổ chân, cánh tay dương ra, thần lực vô song, đem thần sơn thánh nữ lôi lại đây. Thần sơn thánh nữ đều rùng mình một cái, đầy mặt giận dữ và xấu hổ vẻ, bởi vì hai cái tư thế quá quá dị, đạo lăng chính nắm mắt của nàng chân. Ngươi vô liêm sĩ. Thần sơn thánh nữ nổi giận, phẫn quốc kêu to, huyền ở trên đỉnh đầu ngũ sắc bảo tháp chớp mắt chấn động, rơi xuống, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Đạo lăng nhanh nắm tới bàn tay lập tức thu nạp, này ngũ sắc bảo tháp phi thường đáng sợ, hắn không dám gắn chống đỡ. Hắn quả đoán đánh ra đoạn kiếm, một tiếng vang ầm ầm nện ở ngũ sắc trên bảo tháp, đem chấn trên không trung quay tròn. Thừa dịp cái này ngàn cân treo sợi tóc, đạo lăng bàn tay duỗi đi tới, mơ hồ chạm được một cái củ ấu độ cứng. A, à, Thần sơn thánh nữ rít gào, thân thể run lẩy bẩy, như là bị điện một hồi, phát ra giận dữ và xấu hổ rít gào. Đạo lăng đột nhiên dùng sức lôi kéo, muốn đem loại này kinh thế bảo y lôi kéo xuống, thế nhưng này bảo y thật đáng sợ, len ken nổ vang, rất khó lôi kéo động. Thần sơn thánh nữ hai chân đang phát trung, giận dữ và xấu hổ đang xen, không nhấc lên được khí lực đối phó đạo lăng. Đáng ghét. Điều này làm cho nàng giận dữ và xấu hổ phát điên hơn, làm thái của thần sơn thánh nữ, khắp nơi bị người lễ ngộ rất nhiều, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cũng nguyệt, chưa từng bị nhiều người như vậy chờ quá. Mi tâm của nàng đột nhiên tỏa ra một loại khí thế khủng bố, đây là một đạo trùng sáng rực rỡ giết tới, đánh về đạo lăng mi tâm, muốn đem hắn đánh văng ra. Đạo lăng chính đang ra sức lôi kéo bảo y, cũng bị loại khí tức này kinh sợ sợ hãi, mi tâm của hắn đều muốn sụp ra, nội hàm nguyên thần rung lên. Nguyên thần đánh giết. Đạo lăng vẻ mặt kinh biến, mi tâm của hắn chớp mắt nứt ra, một tôn màu vàng nguyên thần đi ra ngoài, có nắm đấm to bằng toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, há mồm phun ra một đám lớn lưu ly đang diễm, lập tức hỏa tán vọt tới nguyên thần đánh giết. Ngươi chết đi cho ta thần sơn thánh nữ nhân cơ hội khôi phục suy yếu cắn răng giận dữ và xấu hổ gào thét ta nhất định sẽ giết ngươi cho ta trấn áp đạo lăng giận dữ vừa nãy sắp thành công rồi dĩ nhiên tao ngộ loại biến cố này thiên lý khó chứa a à. một tôn to lớn động thiên huyền đi ra âm 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 chuyển động bạo phát ngập trời khí tức âm dương nhị khí rơi xuống đại đạo luân âm nổ vang lập tức liền đem thần sơn thánh nữ bao phủ ở bên trong không được thần sơn thánh nữ vẻ mặt đại biến vừa muốn lấy ra ngũ sắc bảo tháp nổ ra động thiên thời điểm, liền bị đoạn kiếm đánh trên không trung quay tiếp động. Đạo lăng cả người khí tức như vượt sâu, như một tôn hình người hung long đè ép xuống, một tay nắm chặt thần sơn thánh nữ cổ tay, một cái tay khác chụp vào của nàng dưới nách. A. À, thần sơn thánh nữ cùng bạo, tức giận đến sắc mặt máu ứ động, bất quá dưới nách rất nhanh truyền đến một trận ngứa ý, làm cho nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, kém chút không đứng thẳng được. Ồ, dĩ nhiên sợ ngứa, này liền dễ làm. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, ở của nàng dưới nách gãi gãi, bàn tay cũng nhanh không gì sánh được điên cùng lôi kéo cánh tay nàng trên bảo y. Khanh khách! Đừng nào! Khanh khách! Thần Sơn Thánh nữ giận dữ và xấu hổ khóc cười, không kìm lòng được cười, thế nhưng trên gương mặt giận dữ và xấu hổ, biểu thị tâm tình của nàng phi thường không muốn cười. Của nàng cánh tay ngọc phi thường bạch, hiện ra từng sợi từng sợi ống ánh bảo huy, như là ngà voi đang phát sáng. Đạo lăng bàn tay ở của nàng vai đẹp sưu tầm, ngón tay tuôn ra ngập trời thần lực không ngừng lôi kéo tam chuyển kim thân đều muốn thiêu đốt cuối cùng xé tan một tiếng một cái ống ánh ống ánh trong suốt ống tay áo bị hắn lôi kéo xuống một vòng động thiên chìm nổi ở trên không phục lên thiên ti vạn lũ thần huy tràn ngập gợn sóng trầm trọng vô cùng ép người đều nghẹt thở bên ngoài có hai cái sinh linh ở ngốc tiết con ngươi trường lớn đây là ở hóa đá vừa nãy chúng nó tận mắt nhìn thiếu niên này mò thánh nữ đùi đẹp hiện tại càng làm nàng giam giữ ở động thiên bên trong đạo của nàng dưới nách. Đại nghịch bất đạo A. Đồ vô liêm sĩ, đạo chính là cái đồ vô liêm sĩ A, hắn đây là muốn chết. Hai cái sinh linh đều muốn tức điên, nội tâm thánh khiếp nhất đồ vật bị người cho ô nhiễm, bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn thấy sự thực, mỗi một người đều nổi khùng. Ta muốn làm thịt hắn. Một tôn sinh linh giận dữ, lấy ra một tôn sát khí bạo nhằm phía trên không, đập về phía cái này động thiên. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái này động thiên phi thường đáng sợ, mặc cho tôm này sinh linh bú sữa thoải mái xuất ra, đều không thể lay động tôm này động thiên mảy may. Bọn họ từng cái từng cái hút vào khí lạnh, đạo thực sự là nghịch thiên rồi, thân thể mạnh mẽ cũng coi như, liền động thiên đều khủng bố như vậy. Động thiên bên trong, đạo lăng nhìn chầm chầm thiên tầm ti đúc thành ống tay áo đánh giá, vật này chính là trong suốt, mắt thường trên căn bản đều không nhìn thấy, nếu như dùng thứ này đánh lén, nên sẽ khủng bố cỡ nào. Vừa nãy thiên tầm ti độ cứng đạo lăng là đo lường quá, đoạn kiếm đều không thể đánh nát nếu là mặt ở trên nhục thể quả thực chính là một tôn người hành hung long vấn thế a à. khá lắm bảo vật này quả thực là đáng sợ đạo lăng đều sâu hít một hơi khí lạnh vật ấy giá trị không cách nào đánh giá ngươi vô liêm sĩ ngươi hạ lưu ta muốn giết ngươi thần sơn thánh nữ cắn răng gào thét cả người đều muốn nổi cùng phổi đều muốn nổ tung từ chưa trải qua quá loại biến cố này mà là loại biến cố này có chút quá giới nàng là thái của thần sơn thánh nữ, thánh kiết hoàng mỹ, bất luận đi tới nơi nào đều là chúng tinh cũng nguyệt, nhưng là từ không có người như vậy kinh bạc quá nàng, chớ nói chi là có người cướp giật của nàng thiếp thân bảo vật. Ngươi con yêu tinh này, vừa nãy nghĩ trộm ta bồ đoàn, hiện tại ta trộm ngươi thiên tầm y, ngươi dĩ nhiên nói ta hạ lưu. Đạo lăng một trận trừng mắt. Ngươi, thần sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ đang xen, cũng có chút á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói hắn mò không nên mò đụng vào không nên chạm địa phương đem. Ngươi chết đi cho ta. Thần sơn thánh nữ không nhịn được trích gào đứng dậy, sợi tóc đều ở ngổn ngang múa tung, kinh diễm gò má giận dữ và xấu hổ không gì sánh được, lấy ra ngũ sắc bảo tháp hướng về trước trấn áp. Đến rất đúng lúc. Đạo lăng cười to, con mắt đều tỏa ánh sáng, phải biết nàng toàn thân đều là thiên tầm ti đúc thành bảo y, nếu là toàn bộ đều lột ra đến, vậy còn không nghịch thiên rồi. Nghĩ tới đây, Đạo Lăng trực tiếp đưa cái này ống tay áo chụp vào cánh tay của chính mình trên, chuẩn bị trắc nghiệm trắc nghiệm vật ấy công hiệu. Thiên tầm ống tay áo mới vừa trồng lên đi, Đạo Lăng liền cảm giác thiên tầm ti trong ống tay áo, tuôn ra một loại khủng bố thần năng, thiên ti vạn lũ tụ hợp vào cánh tay bên trong, có vô thượng sức chiến đấu gia trì đến cánh tay của hắn trên. Thật mạnh mẽ. Đạo Lăng con mắt đều là co rụt lại, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều khủng bố vô biên, tinh lực tăng vọt một đoạn dài. Khá lắm, Ta nói cô gái này làm sao đáng sợ như vậy, so với yêu vực chí tôn còn muốn mạnh hơn một chút, hóa ra là dựa vào thiên tầm y. Đạo lăng trợn mắt liếu lưỡi, tiện đà hưng phấn trống to, nếu là ta có thể được thiên tầm y, toàn bộ tiểu thế giới bảo vật còn không bị ta một cái người hết thảy lấy đi. Không nghi ngờ chút nào, đạo lăng trải qua thiên tầm ống tay áo gia trì, cánh tay nội hàm thần năng tăng cường một đoạn dài, có thể nếu là toàn thân đều như vậy đây. Đối mặt đè ép mà đến ngũ sắc bảo tháp, Đạo lăng đơn giản mà lại thô bạo, náo động một tiếng đánh ra một quyền, cánh tay nội hàm hàm khí tức bạo phát, nhấn chìm thiên địa, thần hà dân trào. Công, công này ngũ sắc bảo tháp rung rẩy dữ dội, bị đạo lăng cú đấm này đánh lăng lộn, tháp thân đều ở rung động. Ha ha, cố gắng. Đạo lăng hống lên, hưng phấn không gì sánh được. Chuyện này quả thật là nghịch thiên thần vật, dĩ nhiên có thể gia trì nhiều như vậy sức chiến đấu, này cùng khôi lỗi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. A. À thần sơn thánh nữ tức giận đến cả người run, hắn dĩ nhiên dùng chính mình xuyên lâu như vậy bảo y, để lùi chính mình bảo vật. Nàng quá giải thiên tầm y, phi thường khủng bố, ở thái cổ thần sơn chính là chí bảo, chỉ có thánh nữ mới có tư cách đeo, quý giá không gì sánh được, ở toàn bộ huyền vực cũng không tìm tới cái thứ hai, đây chính là độc nhất vô nhị. Nhưng là hiện tại bị một cái huyền vực ma vương cướp đi, mà là dùng tới đối phó chính mình. Bất quá sau đó nàng run rẩy rùng mình một cái, bởi vì nàng phát hiện đạo lăng nhìn thẳng tình tỏa ánh sáng nhìn mình chầm chầm thân thể mềm mại đánh giá, loại kia tạc quang ánh mắt, hận không thể đem nàng xé ra. Đạo lăng phi thường phấn chấn, muốn lấy được hoàn chỉnh thiên tầm bảo y. Thần sơn thánh nữ đều nhanh dọa khóc, quay đầu liền chạy, cảm giác cái này ma vương chắc chắn sẽ không thương hương tiết ngọc, nhất định sẽ đem trên người nàng thiên tầm y linh kiện hết thảy cắt. Yêu nghiệt, ngươi chạy trốn nơi đâu, còn không đem thiên tầm y cho ta hết thảy cởi ra. Đạo lăng hưng phấn trống to, cánh tay của hắn ép che xuống, thần lực ngập trời, lập tức liền đem thần sơn thánh nữ trấn áp xuống. Đạo Lăng muốn chiếm được cái thứ hai thiên tầm y linh kiện, tăng cường chân sức chiến đấu. Động tác này mới ra hiện, liền để thần sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ muốn ngất đi, hai chân đều như nhũng ra, kém chút mới ngã xuống đất. Đạo Lăng bàn tay mới vừa chạm được, lông mày của hắn đột nhiên nhíu chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn phía trên không, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nham thạch bích nứt ra rồi, có thiên ti vạn lũ âm dương nhị khí rơi xuống, ép sụp hư không, chính trừng trừng hướng về của hắn động thiên trấn áp. Không được. Đạo Lăng vẻ mặt kinh nộ, cảm giác toàn bộ động thiên đều phải bị ép sụp, hắn chớp mắt đem động thiên thu hồi, bước chân như điên đào tẩu. Âm âm âm. Âm dương nhị khí rơi xuống, loại khí tức này quá nặng, trấn áp vạn vật càng khôn, lao ra khủng bố gần sóng. A. À. Đạo Lăng bị loại khí tức này quét trúng, chấn hắn cả người đều chiến, tinh lực cuồn cuộn da thịt đều đang chảy máu. Chỉ có cánh tay của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, là thiên tầm ống tay áo tỏa ra một loại kỳ lạ mực lực, cắt ngang âm dương nhị khí đánh giết. Hảo bảo vật A. Đạo lăng con mắt tỏa ánh sáng, này thiên tầm ống tay áo sức phòng ngự nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực là không gì không xuyên thủng, hơn nữa còn có thể tự động hộ chủ. Cái này vô liêm sĩ, vô liêm sĩ vương bát đảng. Một phương khác, thần sơn thánh nữ gò má giận dữ và xấu hổ, hai chân còn có chút như nhũng ra, phẫn nộ nắm tay, cắn răng tức giận mắng, vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ, ngươi chờ ta chờ, ta quyết không buông tha ngươi. Lúc này, đạo lăng không tâm tình tranh cướp bảo vật, hắn giật mình ánh mắt nhìn về phía trên không, nhằm thạch bích kém chút nứt ra rồi, hắn nhìn thấy vực ngoại tinh không. Lẽ nào âm dương lão tổ động phủ, kiến trúc ở vực ngoại? Căn bản là không ở huyền vực. Đạo lăng trợn mắt liếu lưỡi, lúc trước hỗn độn pháp ấn không phải là chìm nổi ở chư thiên trong tinh không, nơi này y nguyên cũng là khí tức phi thường đáng sợ, nhằm phía bốn phía bát hoang, không biết đã kinh động bao nhiêu người, bọn họ đều nhìn thấy một tôn cổ điện đang phát sáng, mông lung âm dương nhị khí, muốn hiển hóa ra ngoài. Trời ạ, à, lẽ nào là khu vực hạch tâm mở ra? Đây là âm dương cổ điện, khẳng định là âm dương lão tổ tu hành đạo trường, chí cường thần thông rốt cục muốn hỏi thế. Vô số người điên cuồng, như điên bạo xông lại, muốn tranh cướp chí cường thần thông. Cái này âm dương cổ điện thật đáng sợ, bạo phát ống ánh lóa mắt thần hà, soi sáng nhân thế gian, lệnh vực ngoại chồng sao đều rì rào rung động đứng dậy, chồng sao tựa hồ muốn rơi xuống. Trong này có một loại cái thế gợn sóng thổi tới mà ra, ép rất nhiều tu sĩ đều rung, muốn quỳ phục xuống dập đầu. Âm dương cổ điện ở phục lên tuyệt cường khí thế, nó thật đáng sợ, chồng sao đều rủ xuống từng cái từng cái ống ánh tinh hà, tụ hợp vào bên trong cung điện cổ này, ở tẩm bổ tôn này cổ điện. Ai a tôn này cổ điện quanh năm bị tinh thần chi lực tẩm bổ đều trưởng thành đến chí bảo có người tặc lưỡi âm dương cổ điện phi thường đáng sợ không biết là loại nào cấp số chí bảo ta phỏng chừng so với đạo tộc đạo thành còn muốn đáng sợ rất nhiều người đều đang bàn luận cảm giác này âm dương cổ điện bị tinh thần chi lực tẩm bổ vô số năm tháng đều thành tinh này phải như thế nào đi tới có người đều ngẩn người tôn này cổ điện treo ở trên bầu trời nó quá cao vì thế nhân thế gian loại áp lực này dẫn đến rất nhiều người đều không ngóc đầu lên được chớ nói chi là leo lên liền tại bọn họ lo lắng thời điểm liên miên đại địa một tiếng vang ầm ầm tự hồ phát sinh động đất chấn một ít người đều mới ngã xuống đất ở mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt đây là một người thiếu niên hai chân lực chấn cả người tinh lực ngút trời lao ngược lên trên giống như một tôn thiếu niên thiên thần bạo nhằm phía cổ điện đạo lăng xung mây phá vụ toàn bộ mái tóc múa tung đứng dậy cả người bùng nổ ra ngập trời khí tức liền như vậy từ đại địa bay vọt mà tiến lên. Toàn trường đều ngẩn người, này vẫn là người à. Dĩ nhiên dựa vào thân thể lực lượng, hướng về cổ điện phóng đi, đây là hình người chân long a. À. Là đạo, đạo thân thể quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể nhằm phía bầu trời, hắn muốn đi vào bên trong cung điện cổ. Không thiệt thòi là chúng ta huyền vực thiên kiêu, ta ngược lại thật ra hy vọng đạo có thể được chí cường thần thông, võ đế cũng được a, à, chính là tuyệt đối không nên rơi vào yêu vực cùng phật vực trong tay a. À bằng không chúng ta huyền vực bộ mặt ở đâu. Có người kích động rống to, để người xung quanh đều hút vào khí lạnh, quả thật là đồn đại không phải hư, đạo thân thể đủ để nghịch thiên, có rất lớn cơ hội tranh cướp chí cường thần thông. Ta nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng không chiếm được, tay không mà về. Thần Sơn Thánh Nữ cắn răng ở trong lòng chửi bới, có thể thấy được nàng lúc này tâm tình, phi thường không tốt. Thiên Tầm Y là thái của Thần Sơn truyền thừa chí bảo, chỉ có Thánh Nữ mới có tư cách đeo, nhưng là ở trong tay nàng lại bị đạo hung tàn cởi ra, nếu là truyền vào thái cổ bên trong ngọn thần sơn, còn không biết sẽ khiến cho nhiều động tĩnh lớn. Thái cổ thần sơn hai cái sinh linh sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cảm giác nội tâm thần thánh nhất khu vực bị đạo cho đạp lên, hận không thể hiện tại xuất hiện một cái thiên lôi đánh chết hắn. Hóa ra là hắn, thực sự là xảo A, lần trước ta không thời gian, lần này ngược lại có thời gian. Một cái không dính một hạt bụi cô gái mặc áo trắng đi tới, đen thui mái tóc phấp với, nàng cổ thon dài, da thịt trắng như tuyết, hiện ra oánh oánh bảo huy. Nàng đứng chấp tay, mông lung sương mù con ngươi nhìn hướng về cổ điện nỗ lực thiếu niên, trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ, nhớ tới tranh cướp kim cốt thời điểm, tao ngộ thiếu niên. Khổng tước, xem ra thần cốt cùng ngươi vô duyên, vật ấy nhất định là của ta. Cô gái mặc áo trắng tay áo bào dương ra, màu trắng dày cũng trong dây lát đạp đất, hơi thở của nàng chớp mắt cường đại đến cực hạn, tựa hồ một vị cổ đại thiên nữ đột nhiên xuất hiện nàng thật đáng sợ, bạo xông lên, bạch y phấp phới, trên người mang theo một loại khiếp người uy nghiêm khí tức, lao ngược lên trên. Ai y a, vị tiên tử này cực kỳ đáng sợ, ta cảm giác thân thể của hắn phi thường mạnh, cũng không biết từ nơi nào đi ra. Ngươi cho rằng đây, bằng không yêu vực chí tôn sẽ nịnh hóc lấy lòng nàng, loại này tiên tử không phải là người bình thường có thể vọng tưởng, chỉ có trí tôn trẻ tuổi mới có thể xứng với nàng. Một người đang bàn luận, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết vị tiên tử này, nhưng là ép huyền vực rất nhiều thiên chi kiêu nữ không ngốc đầu lên được. Tiên tử chờ ta. Yêu vực chí tôn vội vã quát lên, cũng bắt đầu noi theo đạo lăng, lấy thân thể lực lượng, hướng về cổ điện bạo sung. A-di-đà Phật, nơi đây cùng ta có duyên. Tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất, ánh sáng đầu tỏa ra ánh vàng, tăng hài đột nhiên đạp, toàn thân bạo phát ngàn trượng kim hồng, thân thể chính là ngang trời sông lên. Tiểu hòa thượng thực lực vô dung hoài nghi, tu thành thể thuật, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tóc và người ba mắt đi tới, thân thể của hắn cũng rất đáng sợ, lao ngược lên trên, nhằm phía âm dương cổ điện. Lúc này, không ngừng có người bạo xông lại, hướng về âm dương cổ điện xung kích, muốn tranh cướp chí cường thần thông. Hừ, một đám người mang rợ. Thác Bạc Hồng không biết từ nơi nào đi ra, há mồm càng là phun ra một tòa bạch ngọc thang trời, vật ấy tọa lạc ở trên mặt đất, hướng về cổ điện gió lốc mà lên, cuối cùng tọa lạc ở cửa điện. Một tôn dị bảo, có thể thông nạp thiên địa có người tặc lưỡi, loại bảo vật này quá hiếm thấy, không thiệt thòi là thánh nhân thế gia truyền thừa nhân vật, giá trị bản thân phong phú. Không ngừng có người đi tới, rất nhiều người đều là mượn kỳ bảo, hướng về âm dương cổ điện vượt qua, muốn tranh cướp đại tạo hóa. Đại hát, người ma ma tức tức làm gì, dành thời gian. Luôn luôn bình tĩnh giả bác quân đều nhảy lên đến mắng to. Gấp làm gì, bản vương thạch kỳ cũng quý giá vô cùng. Đại hắc hừ một tiếng, đem thạch kỳ cắm trên mặt đất, mấy người bọn hắn cầm lấy mặt cờ liền hướng về phía trên bay đi. Ngươi cũng đừng xếp vào, ngươi không phải là muốn chờ mấy cao thủ này lên một lượt đi tới, mới dám đem thạch kỳ lấy ra, ta xem ngươi chính là sợ bọn họ tranh cướp ngươi rách nát thạch kỳ, ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ, một cái phá cờ còn sợ người ghi nhớ. Giả bác quân xem thường, vạch trần đại hắc. Hắn trên người mặt hắc kim thần y, trên cổ mang theo một cái thông linh thần ngọc đúc thành trường mệnh tỏa, trên người càng là có một bộ ngũ hành hoàng, một bộ cường hào dáng vẻ liếc chéo đại hắc ngươi biết cái đếch gì bản vương đây là muốn cho bọn họ trước tiên liều mạng chúng ta tùy thời mà đồng trở lên đi tranh cướp bảo vật đại hắc làm sao có khả năng sẽ dễ dàng thừa nhận phản bác hừ ngươi chính là kiếm lậu vương giả bác quân hừ một tiếng không ngừng có người dớt tới đến cũng có người làm lên chuyện làm ăn bọn họ nắm giữ thông thiên báo vật bắt đầu cố định giá khởi điểm một ngàn cân nguyên một vị trí số lượng có hạn phải biết trí cường thần thông không phải là dựa vào vũ lực mà là dựa vào cơ duyên nói không chắc các ngươi phải đến loại này đại tạo hóa tuyệt đối không thể bỏ mất cơ hội tốt bằng không thiên lý khó chứa a à. một cái tai to mặt lớn tên béo thét to đứng dậy còn gõ lên la quát chúng ta huyền vực đạo lên một lượt đi tới các ngươi còn do dự cái gì dành thời gian đi tới đạo lập tức liền liều mạng yêu vực chí tôn đại chiến các đại kỳ tài đại chiến như vậy tuyệt đối không thể sai qua bằng không nhất định sẽ hối hận chung thân ở đây 99% tu sĩ đều phiền muộn muốn thổ huyết, bất quá vì trong truyền thuyết chí cường thần thông, bọn họ cũng nhịn đau giao tiền đi tới. Cái tên mập mạp này không sai, rất sẽ kiếm tiền. Tử Ngọc con mắt khiếp lại, quét cái tên mập mạp này như thế, rồi cùng càng giao, dịp vận liên thủ nhảy lên đi tới. Âm dương cổ điện bên trong, đạo lăng trước tiên bạo cướp đi vào, hắn không có một chút nào dừng lại, bước chân đi vào trong nỗ lực. Cung điện cổ này nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, quá to lớn, mà là trên căn bản không có kiến trúc, chỉ có từng cây từng cây long trụ tồn tại, hiện ra cổ xưa gần sống, tồn tại niên đại không cách nào đánh giá. Đạo lăng con mắt ngắm nhìn bốn phía, này long trụ kiến tạo phi thường phức tạp, như là chòm sao ở sắp xếp, hắn tự lẩm bẩm, không trách cung điện cổ này có thể tụ hợp vào tinh hà lực lượng, hóa ra là căn cứ trận pháp sắp xếp, thủ bút quá lớn. Đạo lăng trước mắt hắn không công phu suy nghĩ những này, hắn đi tới nơi sâu xa, đạo lăng liền nhìn thấy một tòa chín tầng trời đài. Cái này thiên đài vô cùng lớn lao, như một ngọn núi lớn tọa lạc ở đây, từng tầng từng tầng hướng về trên nhìn lại, càng ngày càng cảm giác được một loại không thể xâm phạm thần uy. Khi hắn nhìn về phía trên đài, sắc mặt kinh biến, đây là một chiếc ấn lớn treo ở trên thiên đài, phục lên chí cường khí tức. Âm dương lão tổ âm dương đại ấn. Cô gái mặc áo trắng trước tiên bay lượng mà đến, nhìn thấy tôn này đại ấn, mông lung sương mù trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ánh sáng ống ánh sáng. Thật đáng sợ đạo lăng đều tê cả da đầu cảm giác được tôn này đại ấn nội hàm cái thế gợn sóng đặc biệt đại ấn quanh thân khắc lại giả từng đạo từng đạo đại đạo thần văn dường như là từng cái từng cái chân long thần hoàng ở bàn ngoạ quả nhiên là âm dương lão tổ đại ấn không nghĩ tới đều lâu năm như thế y nguyên trường tồn đây là chí bảo a dĩ nhiên không có mất còn tồn ở đây không ngừng có người tới rồi nhìn thấy tôn này đại ấn đều là kinh ngạc thốt lên liên tục đây chính là tồn tại trong cổ sử chí bảo rất nhiều người cũng biết vật ấy đáng sợ, ở thời đại Thái cổ có thể nói uy thế cửu thiên thập địa. Đó là cái gì? Một khối màu vàng bảo cốt làm sao tồn tại ở trên thiên đài? Cũng có người nhìn thấy một khối kim cốt, phi thường nghi hoặc, coi như là một khối thần cốt, cũng không tư cách này à? Lẽ nào là chí cường sinh linh bảo cốt? Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía khối này kim cốt, sắc mặt của hắn lập tức không bình thường, này kim cốt đến cùng là lai lịch gì? âm dương lão tổ đều thu gom. Cô gái mặc áo trắng nụ cười trên mặt càng tăng lên một phần, nàng không nghĩ tới chuyến này thu hoạch các ngươi phong phú, liên tục hai khối kim cốt A. Ban đầu ta liền nên hỏi một câu khổng tước. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, này kim cốt lai lịch khẳng định không đơn giản, bằng không cũng sẽ không bị âm dương lão tổ để ở chỗ này, cùng của hắn đại ấn cùng tồn tại A. Trong mắt của hắn cũng liếc mắt một cái cô gái mặc áo trắng, biết rõ, cái này sâu không lường được nữ nhân, cũng là vì khối này kim cốt đến hỗn độn bảo thư lúc này toàn trường kinh hải đến biến sắc bởi vì mông lung trên bầu trời có một cái sách quý xuất hiện mông lung hỗn độn quang trời ạ à, đây là trong truyền thuyết hỗn độn bảo thư phía trên này ghi chép tất nhiên là vô thượng thần thông lẽ nào chí cường thần thông liền tồn tại ở đây câu nói này nói ra toàn trường đều kinh hải vẻ từng cái từng cái kém chút điên rồi con mắt của bọn họ đều đỏ có lẽ thật có thể nhưng mà đón lấy hình ảnh lại không gì sánh được quỷ dị, bởi vì không có một người xông lên tranh cướp hỗn độn bảo thư, từng cái từng cái dĩ nhiên là kỳ tỉnh táo lại. Người ở chỗ này ai cũng không ngốc, hiện tại xông lên chính là muốn chết tiết tấu, ai đều không thể một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây giết, phỏng chừng mới vừa bắt được liền bị đánh chết. Đạo Lăng cũng nhìn ra rồi, bọn họ đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên tiếp đón lấy khốc liệt tranh đoạt chiến. Kỳ thực Đạo Lăng còn không biết, những người này sở dĩ hiện tại không có xông lên, là bởi vì đạo quản thời gian trước tạo hạ một cái máu tanh lịch sử, để bọn họ ngẫm lại đều rung, bọn họ biết cũng chỉ có đạo nhân kiệt như vật, mới dám cùng quần hùng lực hám. Lúc này, đạo lăng con mắt nhưng là hơi co rụt lại, nắm đấm lập tức nắm lên, hắn lạnh lùng nói, võ đế khí tức, ta cảm giác được hắn, hắn cũng tới nơi này. Đạo lăng đã từng cùng võ đế một giọt máu đối lập quá, đối với hơi thở của hắn có thể nói hết sức quen thuộc, lúc này hắn cảm giác được võ đế khí tức. Quả đấm của hắn nắm chặt, hai con mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, ngẩng đầu nhìn phía con đường phía trước, liền nhìn thấy bệ đá phía sau, tồn tại một cái hư không động, như ẩn như hiện dâng lên hỗn độn quang, có một loại khủng bố gợn sóng ở lan tràn. Lẽ nào võ đế đi vào? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, hắn ở đây nhận ra được võ đế khí tức, võ đế lẽ nào tiến vào cái này hỗn độn động bên trong? Không nghi ngờ chút nào, cái này hỗn độn động phi thường đáng sợ, đạo lăng có thể cảm giác được một tia hủy diệt gần sóng nếu như xông vào sẽ bị đánh chết ở bên trong hắn làm sao sẽ chạy đến nơi đây mặt lẽ nào là bởi vì mở ra nơi này duyên cớ đạo lăng cau mày có chút không nghĩ ra nếu như là hắn tiến vào nói e sợ sẽ đem kim cốt cùng hỗn độn bảo thư lấy đi nhưng là này đồ vật bên trong như thế cũng không thiếu võ đế đến cùng là làm sao đi vào ngay ở hắn suy tư thời điểm đạo lăng con mắt đột nhiên bạo phát ống ánh ánh vàng mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước trong hư không ẩn giấu đi một cái nhanh vô cùng cái bóng Ai? Không chỉ là hắn phát hiện, tóc và người ba mắt mắt dọc cũng phát hiện, mở thanh gầm thét, lăn ra đây cho ta. Đồng thời tóc và người ba mắt bạo xông lên, hắn này hơi động, ở đây tu sĩ toàn bộ đều động, một trận đại chiến chấn động thế gian mở ra. Tóc và người ba mắt mắt dọc đang phát sáng, phục lên thô to trùng sáng, nội bộ có một viên phù văn ở mông lung khí tức quỷ dị, lúc này rộng mở bắn mạnh ra một đạo ống ánh quang, dết hướng về trong hư không cái bóng. Hư không đột nhiên nứt ra rồi, một cái màu máu bảo kiếm từ bên trong đưa ra ngoài, chảy ra từng giọt huyết, có một loại lạnh lẽo đến mức tận cùng sát khí, cũng bỗng nhiên bạo phát. Thật là đáng sợ sát khí. Có người tê cả da đầu, bị cốt đều muốn nổ tung, mơ hồ nhìn thấy núi thay thi hải cảnh tượng, để bọn họ đều sởn cả tóc gáy. Đây là một cái đen thui cái bóng từ trong hư không đi ra, hắn như là một cái u linh, âm khí âm u, người này mặc áo bào đen, không thấy rõ hình dáng gì, chỉ có hai đôi khát máu con mắt, như ẩn như hiện tràn ngập cảm giác tàn nhẫn. Người này quá khủng bố, mang theo khốc liệt sát khí, màu máu bảo kiếm đập vỡ tan đánh tới thần quan, hê hê cười nói, không sai, tam nhãn tộc cũng đi ra một vị phản tổ sinh linh. Tóc vàng người ba mắt con mắt lạnh lẽo, hắn cảm giác người áo đen này hình như tại lời bình chính mình, hắn có tư cách này à. Z A à? Tình cảnh không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đình chỉ, trong nháy mắt đại chiến bạo phát, không biết bao nhiêu người bạo sung mà đến, toàn bộ đều là hướng về hỗn độn bảo thư hoành xung mà đi. Trên chính tầng thiên đài, người áo đen đã đứng ở tầng thứ 8, hắn tà nhẫn con mắt nhìn một đám sông lên người, nụ cười gằn, một bầy kiến hôi, cho ta tế kiếm tư cách đều không có, đều cho ta xuống địa ngục đi. Của hắn tay áo bào đột nhiên rung lên, đen thui ánh kiếm cuồng sung diễn biến mà ra, đáp xuống, sát khí này lăng liệt không gì sánh được, muốn liệt thiên, trực tiếp liền quét ngang đám người kia. Xoạt xoạt. Ánh kiếm không chỉ có lạnh lẽo, mà là cực kỳ mạnh mẽ vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt mấy chục người bị chém ngang hông này dòng máu phung mạnh theo thang trời chảy xuôi xuống thật mạnh người hắn là nơi nào nhô ra vô số người run rẩy liền này một động tác chấn phía sau rất nhiều người đều đang lùi lại cảm giác cái cổ ở rét run tự hồ đầu muốn dọn nhà hừ công này thế lực cũng tới nhúng tay cô gái mặc áo trắng ống tay áo rung rung đánh nát đánh tới ánh kiếm nàng liếc mắt nhìn người áo đen lạnh trên một tiếng lập tức nổi bật thân thể liền nhằm phía thiên đài. A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, tiểu tăng không độ ngươi, ai tới độ ngươi. Tiểu Hòa thượng trực tiếp đi tới, mục tiêu cũng không phải người áo đen, mà là huyền ở trên không hỗn độn bảo thư. Một bầy kiến hôi, đều cút cho ta. Người áo đen phi thường hung hăng, tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía phía dưới còn ở bạo sông lại đám người, hắn xoay chuyển lên trong tay màu máu bảo kiếm, đi xuống mặt nổi giận chém. Tình cảnh này, để toàn trường người đều tức giận, hắn đây là muốn làm gì? Độc chiến quần hùng à? Coi chính mình là đạo sao? Khẩu khí thật là lớn, để ta nhìn ngươi một chút lợi hại bao nhiêu? Một cái thượng cổ thần sơn sinh linh tại chỗ tức giận, lấy ra một tôn thiết mâu phá nát đầy trời ánh kiếm, điểm hướng về người áo đen này. Nó nộ vọt lên, thiết mâu đổi chiều, khí tức hung lực vô cùng, muốn xuyên thủng người áo đen này mi tâm. Một cái giả thú cũng dám càng rỡ, thực sự là muốn chết. Người áo đen tàn nhẫn nở nụ cười, màu máu bảo kiếm như là cắt đậu hũ như thế, đem thiết mâu lập tức tức thành hai nửa. Cái gì? Công này sinh linh kinh nộ, giật mình con mắt xem trong tay nửa đoạn binh khí, nó cả người lông tóc dựng đứng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế nhưng người áo đen cũng sẽ không bỏ qua hắn, bàn tay cách không nắm đầu của người này, hắn đánh ra màu máu bảo kiếm trực tiếp cắt xuống. Không biết bao nhiêu người ở sởn cả tóc gáy, người này là lai lịch gì? Dĩ nhiên không chút kiên kỵ nào cắt xuống thần sơn sinh linh đầu. Một đám rác rưởi, các ngươi lại vẫn không lăn. Người áo đen lập uy, vốn cho là những người này sẽ thức thời rút đi, nhưng là không nghĩ tới bọn họ chưa từng có dừng lại, vẫn là tiếp tục xông lên, đặc biệt còn có một người thiếu niên. Rất nhiều người đều tức giận, người áo đen này quá hung hăng ngang ngược, dĩ nhiên đem bọn họ đều nói thành là rác rưởi, để bọn họ rất khó tiếp thu. Người tên rác rưởi này, lăn lại đây lãnh cái chết. Người áo đen quay về thiếu niên mặc áo trắng gầm thét đứng dậy, cảm giác thiếu niên này cũng quá ngông cuồng, hắn ở không nhìn chính mình à. Một người thiếu niên cũng dám cùng mình tranh cướp bảo vật. Tình cảnh này, để toàn trường ánh mắt đều quỷ dị xuống, có người đều không nhịn được cười, ma vương đối với ma vương à. Bọn họ mới vừa rồi bị mắng thành rác rưởi, bây giờ nhìn đến người áo đen nhằm vào đạo lăng, tâm tình của những người này đều dưới sự kích động đến, chờ mong đạo chém xuống hắn. Người áo đen bàn tay lúc này nắm tới muốn giết đi thiếu niên này. Đạo lăng chân mày cau lại, con mắt khủng bố đứng dậy, nổ quát, ngươi tên rác rưởi này, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Thật can đảm. Người áo đen tàn những con mắt thu nhỏ lại, sầm cười lạnh nói, thật là to gan, một con dung dế dĩ nhiên lớn lối như thế, ta xem ngươi là chán sống. ồn ào. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thân khí tức cuồn cuộn mà lên, ép nhân tinh thần nghẹt thở hắn trực tiếp liền đánh ra một khẩu đoạn kiếm, bay lên không đè xuống, đi xuống mặt đánh giết. Hừ, một cái phế khí, cũng dám cùng ta bảo kiếm đối kháng, thực sự là muốn chết. Người áo đen lạnh lẽo cười, trong mắt tàn nhẫn càng nặng. Hừ, người áo đen này quá tùy tiện, đạo đoạn kiếm không phải là rác rưởi. Mặt sau, một vị xích con rết màu đỏ khiếp đảm hơi co lại, biết rõ đạo đoạn kiếm đáng sợ, chém đứt của hắn mâu sắc. Màu máu bảo kiếm bổ ngang, quét về phía đạo lăng đầu, muốn chém đứt đầu của hắn. Đạo Lăng đánh ra đi đoạn kiếm, đổ ít đi tới, ép chân không đều mơ hồ. Công. Song kiếm giao kích, màu máu bảo kiếm chớp mắt ong ong. Sau đó rung rẩy dữ dội đứng dậy, phản phất muốn đổ nát. Người áo đen cánh tay đột nhiên chìm xuống, hắn toàn bộ thân thể đều run cầm cập đứng dậy, cảm giác một tòa thái cổ núi lớn đè ép xuống, để hắn sợ hãi. Làm sao có khả năng? Người áo đen con mắt tránh ra vẻ khiếp sợ, sao có thể có chuyện đó? đáng ghét đồ vật, vô liêm sỉ. Có một cô gái ở mài răng, thần sơn thánh nữ quá rõ ràng, đạo lăng mặc vào thiên tầm ống tay áo, mới sẽ có như vậy cường sức chiến đấu. Người tên rác rưởi này, vừa nãy không là rất hung hăng, cho lão tử cút. Đạo lăng bàn tay đoạn kiếm đè ép xuống, chấn người áo đen kém chút bại liệt trên đất, xương nứt âm xuất hiện, cả người đều muốn nổ tung. Tình cảnh này để người xung quanh đều vỗ tay bảo hay, đạo khá lắm. Đáng ghét, tiểu tử này thân thể làm sao sẽ như vậy cường. Người áo đen sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn không nghĩ tới ở đây, gặp phải một tên biến thái, thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạo lăng hoành vọt lên, bàn chân dẫm đầu của hắn, hướng về tầng thứ 9 bạo vút đi. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Người áo đen kém chút khí nổ, bọn họ bộ tộc này, ai dám làm nhục. Đạo lăng căn bản không có dừng lại, một cước kém chút giẫm nát người áo đen đầu lâu, thân thể ngang trời bạo phát, nhằm phía hỗn độn bảo thư. Không được, đạo muốn xông lên tầng thứ 9, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn cho ta đánh xuống, ngàn vạn không thể để cho hắn được hỗn độn bảo thư. Võ vương bá con mắt co rút nhanh, cổ động người xung quanh ra tay, trong nháy mắt thì có rất nhiều thần thông đánh về phía đạo lăng phía sau lưng, muốn đem hắn chấn xuống. Coi như là trước kia vỗ tay bảo hai người, cũng chớp mắt muốn tru diệt đạo. Đạo lăng nhíu nhíu, thân thể hắn lập tức biến mất rồi, hắn biết hiện tại còn không là liều sự tình, ở đây có rất nhiều ở tiểu thế giới này có tuyệt đỉnh sức chiến đấu tu sĩ. Tình cảnh này khiến người ta thở vào nhẹ nhõm, xem ra đạo cũng sợ, thôi thúc bí thuật rời đi. Bất quá sau đó có người sắc mặt kinh biến, nhìn thấy đạo tuy rằng không có tranh cướp hỗn độn bảo thư, thế nhưng hắn xuất hiện ở kim cốt trước mặt. Bất quá người ở chỗ này đều bị hỗn độn bảo thư hấp dẫn, không ai đi tranh cướp kim cốt, mỗi một người đều không thèm quan tâm hắn. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ, mới vừa phải bắt được kim cốt thời điểm, một tôn năm màu tiểu kiếm, ngang trời giết tới, đâm hướng về mi tâm của hắn. Là nàng. Đạo lăng sầm mặt lại, luân động trong tay đoạn kiếm, hướng về trên không năm màu tiểu kiếm trấn áp. Đồng thời của hắn một cái tay khác trưởng chụp vào kim cốt. Lần trước tha cho ngươi một cái mạng, lần này ta có thể không buông tha ngươi. Cô gái mặc áo trắng cười đi tới, vẫn tay ngọc từ ống tay áo của nàng bên trong đưa ra ngoài, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, đánh về đạo lăng lồng ngực tương lai người vợ kẻ địch chính là kẻ địch, giết. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, thúc đẩy bác phương chân không, cử quyền oanh tạp ngọc trưởng, đồng thời bay lên không xuất kích. Trong thiên địa cương phong gào thét, thiên phong múa, sát khí quyển tịch thiên địa trên dưới, đều sắp biến thành một cái khủng bố đại vòng xoáy, gió lốc vực ngoại chồng sao. Âm dương cổ điện hoàn toàn bị giết hết bao phủ, không biết bao nhiêu người đều tham chiến, bọn họ đã có bản lĩnh bò lên, trên căn bản đều là các tộc kỳ tài, thực lực đều không kém những người này vừa lên đến liền di chuyển thủ đoạn mạnh nhất ở phát điên tranh cướp hỗn độn bảo thư hỗn độn bảo thư ghi chép rất khả năng là chí cường thần thông ai cũng động lòng uống một phương khác đạo lăng ở gào to toàn bộ mái tóc múa tung hắn ngang trời xuất kích cắt phá trời cao đập về phía đập động tới được tay ngọc cô gái mặc áo trắng thoát phàm thoát tục da thịt trắng như tuyết hiện ra bảo huy nàng như một tôn trích tiên tử đứng sừng sững trên mặt đất cái này trích tiên tử phi thường cường hoành thân thể nàng dâng lên ngũ sắc cầu vồng, mà lòng bàn tay trấn ác bát phương, khóa lại phương này bị đạo lăng quyền thế lay động thiên địa, cùng với gắn chống đỡ. Đùng. Tứ phương thiên địa đều chiến, quyền trưởng va chạm, bạo phát hừng hực thần hà, nhằm phía khắp nơi, vùng thế giới này bắt đầu rung rẩy dữ dội đứng dậy. Thật mạnh. Cô gái mặc áo trắng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, nàng kinh ngạc không là đạo sức chiến đấu, mà trên hắn trưởng thành tốc độ, quả thực là nghịch thiên rồi. Lúc này mới thời gian một, hai năm, đối phương dĩ nhiên đứng ở độ cao này, làm cho nàng có một loại kinh ngạc dám, cảm giác này không là cùng một người. Cái tên này là tu luyện như thế nào? Một cái nho nhỏ huyền vực tại sao có thể có như vậy phong phú tài nguyên? Cô gái mặc áo trắng có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đạo lăng tu hành tốc độ quá nhanh, quá mãnh liệt. Giết! Đạo lăng ở chấn hống, toàn thân khí thế như một tôn cự nhạc, hơi dơ tay nhất chân, thân thể hiện ra một loại chân ý, như một khối không gì không xuyên thủng thần kim. Đạo lăng ngang trời nghiền ép mà đến, nắm quyền ấn lần thứ hai đánh về cô gái mặc áo trắng. Cái này thân thể bạo phát huyết khí vàng ống bao phủ trên không, chân không đều xuất hiện thô to vết trạng nứt, như lũ quét tuyệt đề, nơi này phản phất muốn đổ nát. Một đám nắm đấm vàng đánh đi ra, đánh về cô gái mặc áo trắng thân thể. Cái tên này, thật không biết thương hương tiếc ngọc nha. Cô gái mặc áo trắng khẽ lắc đầu, nàng song chỉ điểm hướng về trên không nắm đấm, hai ngón tay bùng nổ ra một đạo kinh thiên kiếm mang, vỡ nứt thiên địa. Kiếm khí kinh hoàng, như một thanh kiếm thần đánh giết, xé rách trời cao, đánh về phía nắm đấm vàng, mà sát ra một đám lớn đốn lửa. Đồng thời cô gái mặc áo trắng nhằm phía trên không, mái tóc ngổn ngang bay lượn, nàng dơ chưởng nổ ít trên không cái bóng, chưởng đao lăng liệt vô cùng, lại là một đạo thô kiếm khí lớn hoành xung mà đi. Đạo lăng quyền thế bá tuyệt, nắm đấm vàng không gì không xuyên thủng, phục lên huyết khí vàng ống, một quyền tiếp tục đánh đem đạo kiếm mang này đánh nát. Giết! Đạo lăng chấn uống, không do dự nữa, hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, đem kim cốt trước tiên chiếm được, lại đi tranh cướp hỗn độn bảo thư. Đoạn kiếm ngang trời, lập tức liền thức tỉnh, ở phục lên kiếm khí màu vàng ống, khủng bố vô cùng, giết thiên địa đều rung rẩy. Thanh kiếm này! Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, thanh kiếm này khí tức, cho nàng một loại mùi vị quen thuộc, thế nhưng nói không được. Đoạn kiếm rơi xuống, áp lực thật đáng sợ, như một tòa cổ chi núi lớn rơi xuống dưới nền đất, đổ nát mảnh này chân không, đem cô gái mặc áo trắng chấn đều thân thể rung động. Thật nặng kiếm. Cô gái mặc áo trắng con mắt tránh ra năm màu thần hà, nàng tay áo bào bên trong bay lượn ra một khẩu năm màu tiểu kiếm, và chạm hướng về đoạn kiếm. Công này năm màu tiểu kiếm phi thường cường hoành, không biết lấy cái gì khoáng thạch đúc thành, sắc bén vô cùng, xuyên thủng kiếm quang màu vàng, đánh vết ở đen thui đoạn kiếm trên hai vị đồ vật giao kích đồng thời đạo lăng thân thể uy thế mà xuống xuất hiện ở cô gái mặc áo trắng trước mặt vung đầu nắm đấm đánh về đầu của nàng cái tên nhà ngươi hảo không thức thời cô gái mặc áo trắng dở khóc dở cười cảm giác địch ý của người này quá nặng tới đều là sát chiêu làm cho nàng cười khổ không biết nơi nào đắc tội hắn hừ ngươi không là muốn ta kim cốt à phí nhiều lời như vậy làm gì đạo lăng gào to hắn quyền thế càng đáng sợ banh chân không nổ tung ép thiên địa đều chiến, đánh ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Cô gái mặc áo trắng trưởng lực đập động mà ra, năm màu thần hà bắn nhanh, nàng căn bản không kém gì đạo lăng, loại này đấu đối với bọn họ mà nói, trên căn bản đều là thế lực ngang nhau. Ngươi nhưng là họ chu. Cô gái mặc áo trắng mông lung sương mù con ngươi nhìn hắn, đột nhiên mở miệng, nàng đều là cảm giác thiếu niên này cùng vị nào nữ yêu nghiệt phi thường tương tự. Ngươi có ý gì, tới liền cho lão tử đem dòng họ cho sửa lại, nên đánh đạo lăng chớp mắt giận dữ cả người khí tức càng dữ dội như là một vòng thần dương bốc cháy lên quyền thế khủng bố ngập trời giết về phía trước đường muốn trấn áp cô gái mặc áo trắng thật dữ a à. cô gái mặc áo trắng yêu kiều thước tha nàng vòng eo rung động cặp váy bay lượn chập chờn yêu kiều nàng lòng bàn tay dâng lên lượng lớn năm màu thần hà như là một cái đại thác nước dương kích đấu đi tới đây là thuần thân thể đấu chấn sụp khu vực này đạo lăng nắm đấm ở phục lên hừng hực tinh lực cô gái mặc áo trắng bàn tay ở hơi rung động. Nàng thân thể khẽ rung, bước chân lùi về sau một hồi, trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ kinh hãi, nói, cơ thể ngươi thật mạnh, tu hành chính là cái gì cổ pháp? Chẳng lẽ noi theo chính là nhân tộc thủy tổ, đi chính là thể tu con đường? Lời của ngươi cũng thật nhiều. Đạo lăng trực tiếp đi tới, long hành hổ bộ, cao mày nói rằng, còn muốn hay không đánh? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, một cái nho nhỏ huyền vực có thể đi ra một vị nhân kiệt như vật, Quả nhiên để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô gái mặc áo trắng cười khẽ, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, nói rằng, chúng ta kết minh làm sao? Ngươi xem lấy hai người chúng ta sức chiến đấu, đoạt được Hỗn Độn Bảo Thư còn là phi thường dễ dàng. Kim cốt tặng cho ta, chúng ta liền kết minh. Đạo Lăng ngẩn người, liền cười cật. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng khẽ lắc đầu, hơi thở của nàng lập tức mạnh mẽ xuống, như một tôn hoàng nữ đột nhiên xuất hiện, mang theo một loại cao quý ung dung phủ lãm chúng sinh. Đây là một loại khí thế hết sức mạnh mẽ, mang theo một loại đám mây bên trên tư thái, lệnh tinh thần của người ta lại là không chịu được. Chăm chú lên tới sao? Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tay áo dương ra, rù rì nói. Cô gái mặc áo trắng khí thế càng ngày càng khủng bố, sống sờ sờ một tôn thiên nữ đột nhiên xuất hiện, quát lên, nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì đánh đi. Đến đây đi. Đạo lăng toàn thân tinh lực cháy hừng hực đứng dậy, từng cây từng cây ống ánh sợi tóc múa tung, hắn khí thôn sơn hà, ngang trời bạo sung mà tới. Cô gái mặc áo trắng ngọc trưởng kích thiên, năm màu thần hà như nước thủy triều ở tràng lan, có một loại kinh thế gợn sóng ở bạo phát, nhấn chìm trên không. Đây là năm màu phù văn bay lượn, nằm dày đặc trong hư không, diễn sinh ra làm người rung khí tức, một tôn khủng bố cái bóng cũng chìm nổi đi ra. Đây là một tôn năm màu chim thần, phi thường mạnh mẽ, giá lâm ở trong thiên địa, bể nghệ thiên địa, xem ra uy nghiêm không gì sánh được người xung quanh đều lấy làm kinh hãi, đây tuyệt đối là kinh thế thần thông, một khi diễn hóa ra chân chính năm màu chim thần, có thể sánh vai 72 đại thần thông. Năm màu chim thần nỗ lực mà đến, hai cánh dương ra, nứt quát trời cao, đáng sợ đáng sợ, chân không đều ở cuốn ngược, vô giết mà tới. Nát! Đạo lăng đại quát, chỉ tay kích thiên, khủng bố võ đạo khí tức bạo phát, một tôn màu vàng cự chỉ ngang trời đứng sừng sững, phục lên thô to tinh huyết, che trời ít nhật. Chiến thần chỉ đánh ra, mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng uy năng đáng sợ vô cùng, xuyên thủng trên không, điểm hướng về năm màu chim thần. Thiên địa phát ra kịch liệt vang lớn, năm màu chim thần bị chiến thần chỉ điểm nát mi tâm, bùng nổ ra hừng hực thần quang. Đạo lăng sông lên trên, trong cơ thể phun ra nuốt vào khí tức khủng bố bá liệt, như ưng kích trời cao, nghịch sung mà tới. Cô gái mặc áo trắng khí tức càng ngày càng hung hăng, mà là khí thế lăng liệt vô cùng, nàng cũng bạo sung mà đến, gần cách không va chạm trong nháy mắt, của nàng ngọc trưởng dơ lên, Bấm tay thành trảo. Ngâm. Nặng nề như lôi sóng âm nổ vang, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cô gái mặc áo trắng ngọc trảo, càng là cuốn quanh một tầng long ảnh. Khí tức quá khủng bố, xông ra thiên địa. Bá tuyệt vô song. Chân long trảo. Có người kinh hải vẻ, la thất thanh, dĩ nhiên là chân long thần thông ở hiện nhân thế gian. Người này đến cùng là ai? Võ vương bá trong mắt bắn ra một tia kinh sợ này chân long trảo là không kém gì chân long tí thần thông. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cảm giác được lăng liệt vô cùng gần sóng, có một loại mũi nhọn chi khí đâm hắn bị cốt phát lạnh. Có người đầu quả tim đều nhấc lên, vì đạo lo lắng, đây chính là chân long thần thông. Nhưng mà vào đúng lúc này, ở tranh cướp hỗn độn bảo thư yêu vực trí tôn, rộng mở thay đổi thân thể, nghịch xung mà đến, mang theo ngập trời sát khí, vung đầu nắm đấm đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Cái gì? Tình cảnh này, để người xung quanh kinh ngạc thốt lên đứng dậy yêu vực chí tôn dĩ nhiên đánh lén đạo hai vị vô địch sinh linh trực tiếp liền liên thủ phía trước là chân long trảo phía sau là yêu vực chí tôn đạo lấy cái gì để ngăn cản yêu vực chí tôn ở âm lãnh cười mục đích của nó cũng là chí cường thần thông nó cảm giác đạo đối với sự uy hiếp của nó lớn vô cùng chỉ cần giết đi hắn đến thời điểm rất ít người có thể cùng nó tranh cướp ha 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 đến hay lắm đạo lăng ở cười ha ha hắn hào khí ngàn mây khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tinh lực khủng bố ngập trời, thể hiện ra chân thực sức chiến đấu. Tay phải hắn nắm chân long tí, cánh tay ống ánh chói mắt, giống như một cái thần tàn mở ra, bạo phát thiên ti vạn lũ thần quang, đâm người không mở mắt nổi. Những này màu vàng vẫy rồng tổ hợp lại với nhau, đạo lăng cánh tay tự hồ biến thành một tôn chân long, dân trào rít gào, muốn đập sập vùng thế giới này. Rồng gầm khiếu thiên. Hắn tay trái hung hăng bá tuyệt, động như thần ma, tinh lực trời long đất lở, thiên tầm ống tay áo triệt để bạo phát, đánh về yêu vực chí tôn. Đạo lăng song quyền xuất kích, quanh thân chồng sao vòng quanh thân thể mà đi, hắn thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, chân đạp bát hoang, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Lực chiến song tôn. Đạo lăng tay phải tỏa ra chói mắt thần hà, phù văn màu vàng diễm diễm rực rỡ, mỗi một viên phù văn đều ẩn chứa khủng bố long nguyên, uy thế thiên địa. Lấy tam chuyển kim thân gia trì thân thể thần thông, dẫn đến chân long tí nâng cao một bước mà tay trái của hắn nặng ra quyền ấn, nhưng là lấy thiên tầm ti nội hàm thần năng gia trì sức chiến đấu, dĩ nhiên chỉ là so với chân long tí yếu hơn một ít, đây chính là vật ấy chỗ kinh khủng. Nếu là đạo lăng có thể nắm giữ nguyên bộ thiên tầm bảo y, phỏng chừng này giờ chờ căn bản không tìm được nhân hòa hắn chống lại. Mà toàn trường kinh hải đến biến sắc, đạo lăng nắm thần thái, này không là chân long tí à. Làm sao có khả năng? Chính đang phát điên tranh cướp hỗn độn bảo thư võ vương bá, sợ hãi đến cả người sợ hãi chân long tí làm sao sẽ bị đạo nắm giữ. Đây chính là võ điện bí mật bất truyền. Rất nhiều người dùng cười nhạt ánh mắt nhìn về phía võ vương bá, đây thực sự là vô cùng nhục nhã, tộc này thần thông đều bị kẻ địch nắm giữ. Võ vương bá phổi đều muốn khí nổ, đạo không chỉ có nắm giữ chân long tí, mà là so với hắn tu hành còn muốn đáng sợ. Phải biết, đạo được long dịch, càng bị xích huyết long quả luyện thể, tìm hiểu ra rất nhiều chân long ảo diệu, đối với môn thần thông này đã nắm giữ như cá gặp nước ầm 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 thiên băng địa hãm tình cảnh chân long tí với chân long trảo giao chiến hết thảy đều ở diệt đi ép sụp vùng thế giới này hư không đều ở nhỏ bé vạn vẹo đây là chân long thần thông bên trong tán thủ ở đấu tình cảnh tâm đầu ý hợp hiện lên khí tức ép người thở dốc gấp cáp lồng ngực tựa hồ bị một khẩu búa lớn liên tiếp gõ từng cô gái mặc áo trắng trên lên một tiếng nàng trắng loáng ngón tay đang chảy máu bàn chân đang lùi lại phát ra tiếng kêu rên bị đạo chấn thương a à nhưng mà ở cùng đạo liều yêu vực chí tôn, nhưng là phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào, cánh tay của hắn ở uống lượng. Kém chút bị đạo một quyền đánh nổ. Cái gì? Có người trợn to trong mắt, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng? Yêu vực chí tôn dĩ nhiên bị thương, ta không nhìn lầm đi, cánh tay của hắn đều muốn tách ra. Đạo nghịch thiên rồi không thành, lực chiến sông tôn, lại vẫn chấn thương một cái. Có người sợ hãi, có một loại cảm giác sợ hãi, đạo lăng thật đáng sợ, thân thể vô song, dĩ nhiên đem yêu vực chí tôn đều cho chấn thương. Đáng ghét khốn kiếp, vô liêm sĩ hạ lưu. Thần sơn thánh nữ mài răng, nàng nhìn ra rồi, đạo mặc dù có thể làm được, là bởi vì thiên tầm ống tay áo công hiệu. Nàng quá giải vật ấy, gia trì thân thể sức chiến đấu, mà thiên tầm ống tay áo quả thực là vì đạo đo ni đóng giày, một khi bị hắn di chuyển đứng dậy, sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đoạn. Yêu vực chí tôn cái tráng đều bốc lên mồ hôi lạnh, trong mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng, hắn không thầm nghĩ quyền thế sẽ tăng vọt đến bực này cấp độ, quả thực là muốn nghịch thiên. Giết! Đạo lăng điên cuồng, sợi tóc múa tung, khí thế như cự sơn, ngang trời bạo phát, thiên tầm ống tay áo thức tỉnh, một quyền đánh về cô gái mặc áo trắng. Không được! Cô gái mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được cú đấm này đáng sợ, hắn khẳng định dùng cái gì đặc thù biện pháp, tăng cường một đoạn dài thân thể sức chiến đấu. Hai chân của nàng lui nhanh, tay áo tung bay, eo thon tinh tế, tự lẫm bẩm, không nghĩ tới gặp phải như vậy một vị thiếu niên. Mà thời khắc này, đạo lăng thân thể trong dây lát nghịch chuyển, lập tức xuất hiện ở kim cốt trước mặt, đem lao đi. Đạo cướp đi kim cốt, hắn muốn vật này làm gì? Có người cao mày, tuy rằng không biết có tác dụng gì, thế nhưng đạo từ bỏ tranh cướp hỗn độn bảo thư, đi tranh cướp khối này kim cốt, tất nhiên có ý nghĩ của hắn. Yêu vực chí tôn cũng là nhíu mày, nó biết thiếu niên này cùng cô gái mặc áo trắng, Đều là nơi đây mạnh nhất người một trong, nhưng là bọn họ tranh cướp kim cốt làm gì? Đem đồ vật lưu lại. Cô gái mặc áo trắng biểu hiện mơ hồ lạnh lùng một phần, của nàng ngọc thể trên, trọng mở xuất hiện một cái hoàng kim giáp trụ, đem nàng ngọc thể tôn lên, đường cong chập trùng, lồi lõm có hứng thú, kinh diễm làm người nghẹt thở. Đây tuyệt đối là một tôn báo vật, đặc biệt hoàng kim giáp trụ trên còn có một cái chân hoàng đồ án, muốn đập cánh bay lượng, không nói ra được cao quý khí tượng, nàng như là một cái hoàng gia thiên nữ hơi thở của nàng cũng tăng cường một đoạn, không nghi ngờ chút nào đây là một cái cực kỳ đáng sợ bí bảo, cùng thiên tầm y có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực trí tôn tức giận, nó thể xác trên cũng xuất hiện một cái thanh chiến y vàng ống, bạo phát không gì sánh kịp thần tính gần sóng, vì thế thiên địa. Toàn trường đều trợn mắt liếu lưỡi, yêu vực trí tôn chiến y, dĩ nhiên là dùng thanh kim thần khoáng đúc thành. Hai người trực tiếp thể hiện ra tuyệt cường gốc gác. Bại tướng dưới tay, muốn chết liền đến đi. Đạo lăng quát lạnh, đối mặt hai vị thiên kiêu nhân vật, lù lù không sợ. Hừ, dựa vào một cái ống tay áo, còn có thể lật trời không thành. Yêu vực chí tôn cười ha ha, sống sờ sờ đại tài chủ phong độ, hắn không là có thiên tầm ống tay áo à. Cái kia yêu vực chí tôn liền lấy ra một bộ đầy đủ chiến y. Hai người bạo sung mà đến, đánh ra trạng thái mạnh nhất, muốn giết đi hắn. Đạo lăng nắm nắm đấm, gầm thét nói, cùng lên đi, ta đạo lăng cái gì sợ. Cô gái mặc áo trắng như là một vị hoàng kim nữ chiến thần, màu vàng giáp trụ làm nổi bật lên nàng đường công chập trùng vóc người, mang theo một loại lãnh diễm khí tức làm lại. Của nàng toàn bộ bàn tay đều bị giáp trụ bao trùng, nàng vung lên ngọc trưởng bổ về phía đạo lăng thân thể. Giết! Đạo lăng ở chấn hống, toàn thân kim quan bắn nhanh trời cao, như chớp giật chạy nhảy trong thiên địa, nắm quyền ấn tạp động đi ra ngoài, cùng với đấu, vùng thế giới này phát ra kịch liệt vang lớn yêu vực chí tôn nổ dết mà đến hắn người mặc thanh chiến y màu vàng ống khí tức khủng bố vô cùng cử quyền đập về phía đạo lăng phía sau lưng đây là hai vị quyết định sức chiến đấu nhân kiệt đánh tới đạo lăng đều cảm giác được một loại rất lớn áp lực tam chuyển kim thân đều vận chuyển tới cực hạn tay trái nằm dày đặc phù văn màu vàng cùng với gắn chống đỡ khủng bố đại chiến bạo phát bạo phát đạo lăng đối đầu sông tôn chiêu thức đại khai đại hợp mang theo cuồng bạo thiên phong ở bên trong đấu đá lung tung dũng không thể đỡ tiểu tử ngươi đừng cho bọn họ liều duy trì sức chiến đấu đem bọn họ dẫn tới hỗn độn bảo thư trước mặt chúng ta muốn nhân cơ hội đem sách quý trọng đi đại hắc vội vã không nhịn nổi bọn họ vẫn luôn không có ra tay ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tranh cướp hỗn độn bảo thư đạo lăng yên lặng gật đầu hắn tới nơi này không phải vì đại chiến mà là vì chí cường thần thông hiện tại kim cốt đã tới tay bước kế tiếp chính là hỗn độn bảo thư vật ấy nhất định phải được Vết yêu vực chí tôn thiêu đốt hừng hực lửa giận, cầm một tôn thần mâu, kích động long trời lỡ đất, giết hướng về đạo lăng ngực. Công. Đạo lăng đánh ra đoạn kiếm, bạo phát kiếm quang màu vàng, náo động một tiếng đập về phía cái này thần mâu, ép yêu vực chí tôn cánh tay đột nhiên chìm xuống. Thật nặng kiếm. Yêu vực chí tôn trong con ngươi tránh ra một tia mù mịt, cảm giác này thực lực của thiếu niên từ khi biến mất một khoảng thời gian, lần thứ hai trở về sau, tăng cường không chỉ là nhỏ tí tẹo, hắn là làm sao làm được, đây chính là tam chuyển kim thân sự đáng sợ, vì thế một vực trí tôn. Vô lượng đại đế thiếu niên thời đại. Lại là khủng bố cỡ nào như vậy? Cũng vừa lúc đó, cô gái mặc áo trắng nổ dết mà đến, lấy ra năm màu bảo kiếm, nhân cơ hội chém về phía đạo lăng mi tâm. Nàng đối với kim cốt tình thế bắt buộc. Đạo lăng lòng bàn chân bốc ra một vệt huyền ảo hoa văn, dẫn ra chư thiên tinh đấu, quỷ dị từ biến mất tại chỗ, hướng về hỗn độn bảo thư từ từ chuyển dời hắn nắm giữ một môn đại thần thông, mà là phi thường quỷ dị, ta đều đang không nhìn thấu hư không biến hóa, đến cùng là thần thông nào. Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, đây là vượt qua hư không thần thông, phi thường đáng sợ, liền là của nàng không đuổi kịp. Đây chính là đạo lăng giữ nhà thần thông, há có thể sẽ bị người dễ dàng đuổi theo. Hai người đuổi tận cùng không buông, yêu vực chí tôn ngang trời nghiền ép, khí tức hung lật, thần mâu ngang trời, muốn xuyên thủng đạo lăng. Cô gái mặc áo trắng phong thái tuyệt thế, song trưởng hợp nhất, như một tôn nữ chiến tiên giá lâm trong thiên địa, lòng bàn tay rộng mở bạo phát một đạo hung mảnh vô cùng ánh kiếm, nghịch loạn âm dương. Đều cút cho ta. Đạo lăng xoay người, đoạn kiếm bạo phát mãnh liệt ánh kiếm, mặt trời đỏ đều ở ánh kiếm bên trong rơi xuống, giết thiên địa rung rẩy, hiện ra một loại đáng sợ thánh lực, đánh nát đạo kiếm mang này. Đồng thời đoạn kiếm quay lại, quanh bổ về phía đến từ trên trời thần mâu, chấn yêu vực chí tôn cánh tay tê dại. Ngay ở đạo lăng muốn hướng về hỗn độn bảo thư nỗ lực thời điểm, hư không đột nhiên nứt ra rồi, hiện ra lạnh lẽo đến cực điểm sát phạt khí, đây là một tôn màu máu bảo kiếm đưa ra ngoài. Dám làm nhục ta, đi chết đi. Người áo đen từ trong hư không đi ra, mang theo màu máu bảo kiếm, chém về phía đạo lăng mi tâm. Liền ngươi cũng xứng, cút cho ta. Đạo lăng hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng long trời lỡ đất, hoàng kim tinh lực vỡ thiên, há mồm phun ra một đạo lưu ly đang diễm, thiêu sụp chân không, màu máu bảo kiếm bị đang hỏa bao vây lấy, lập tức liền theo kiếm thể, thoáng hướng về người áo đen thân thể. Không được, đây là cái gì đang diễm? Người áo đen thất sắc, cả người khí tức cuồn cuộn, năng lượng như nước thủy triều bạo phát, phát điên tiêu diệt trên người nhen lửa đang diễm. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng tiêu diệt loại này đang diễm? Cả người đều bị thiêu cháy đen, phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Một bên khác, hỗn độn bảo thư cũng không biết đổi chủ bao nhiêu lần mỗi khi có người mới vừa đoạt tới tay bên trong muốn quan sát thời điểm, liền bị người kém chút đánh chết. Võ vương bá cả người nhúng máu, lần này hắn cướp đi hỗn độn bảo thư, bất quá bốn phía bác hoang đều là đại địch, không ai sẽ kiên kỵ thân phận của hắn. Võ điện người đều run rẩy, đối mặt đám người kia kinh sợ bộ lông dựng thẳng. Đáng chết! Võ vương bá vẻ mặt âm lãnh, nhìn thấy bọn họ đều trên mặt mang theo sát quan, mỗi một người đều giết đỏ mắt, bảo cướp mà tới. Đại ca, vật này hiện tại nắm không thể, nhanh ném. Võ vương thuẫn sốt sắng, nếu là võ điện cùng những người này liều mạng, phỏng chừng đều sẽ chết. Đúng rồi. Võ vương bá con mắt tránh ra một tia âm lãnh vẻ, chớp mắt cầm trong tay hỗn độn bảo thư, ném về đạo lăng. Xem ngươi lần này còn bất tử, ba cái không được, vậy thì năm cái, mười cái. Võ vương bá âm lãnh mở miệng, những người này có thể không giống như là một tháng trước kỳ tài, những người này một khi liên thủ, coi như là đạo cũng sẽ bị đánh thành cho cạn bã. Hắc ca, hỗn độn bảo thư bị võ vương bá ném cho đạo đại nhân. Kim Giao ở trên không điều tra chiến trường, lúc này con mắt con mắt tuôn ra vẻ hưng phấn. Kích động hống lên, hắn khẳng định là muốn cho người ở chỗ này vây giết đạo đại nhân. Cái gì? Đại Hắc chớp mắt cuồng bạo, không gì sánh được thô bạo vỗ vỗ giả bắt quân bả vai, nổ quát, tiểu quân tử, tôi luyện ngươi thời gian dài như vậy, hiện tại thời điểm đến, nên ngươi ra trận đi cho bản vương đem sách quý đoạt lại. Đại hắc như là cái gà trống lớn, hùng hi ngang nổ hống đứng dậy. Âm dương cổ điện bên trong, tiếng la giết ngập trời, những người này toàn bộ phát điên, đều giết đỏ cả mắt rồi, căn bản mặc kệ lai lịch của đối phương, nhìn thấy người chính là giết. Hỗn độn bảo thư rất khả năng ghi chép trí cường thần thông, bọn họ đều ở tranh cướp vật ấy, trái lại âm dương lão tổ đại ấn, nhưng là không người hỏi thăm. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, này đại ấn chính là thái cổ đại thánh chí bảo, phỏng chừng còn chưa bắt đầu tranh cướp vật ấy thời điểm đã bị đại ấn đánh chết tại chỗ vật này dù cho là cường giả đều rất khó lấy đi một bên khác đạo lăng đại chiến yêu vực chí tôn cùng cô gái mặc áo trắng hắn toàn thân tinh lực bạo phát nhấn chìm thiên địa sát phạt khí ngút trời nghiệt xúc ngươi cho ta nạp mạng đi đạo lăng điên cùng gào thét tam chuyển kim thân toàn lực vận chuyển bảo thể bạo phát ngàn trượng thần huy đây là một tôn kim thân uy thế thiên địa một tiếng gầm rung động non sông hắn nổ sung, bàn tay rung động long trời lỡ đất, kim thân từ trời cao nhảy lên mà xuống, toàn thân chư thiên tinh đấu vòng quanh thân thể, ầm ầm chuyển động, thần âm cuồn cuộn, như một tôn trường gian đang gầm thét. To lớn cổ điện đều rạn nứt ra thô to vết rạn nứt, đi ngang qua mấy dặm, giống như là muốn diệt nơi đây. Hắn nắm quyền ấn đập về phía yêu vực chí tôn, như một tôn thiếu niên thần vương dáng thế. Cú đấm này quá khủng bố, trên nắm tay có chồng sao rơi xuống, phục lên ra thô to tinh huyết, giống như lan yên dâng lên, đánh thiên địa rung động. Đạo lăng quyền thế quá khủng bố, nếu không là nơi này là âm dương cổ điện, e sợ toàn bộ cổ điện đang bị đánh xuyên qua. Muốn chết đồ vật, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Yêu vực trí tôn con mắt lạnh lẽo, hắn là cao quý yêu vực chí tôn, nhưng là thiếu niên này dĩ nhiên xưng hô hắn là nghiệt súc, điều này làm cho nó không thể nào tiếp thu được. Hắn người mặc thanh chiến y màu vàng ống, ở len ken nổ vang, cường tráng thân thể lao ra từng đạo từng đạo chấp giật, cùng bạo không gì sánh được, ẩn chứa đại đạo lôi kiếp khí tức, phi thường mạnh mẽ. Quần xà múa tung, toàn bộ thiên địa đều bị chấp giật bao phủ, dết hướng về đạo lăng, cùng với liều. ầm ầm ầm, Sấm sét âm nổ vang, khắp nơi ở ầm ầm, đang rung rẩy, ở rung động, thật đáng sợ, khí tức ngút trời liệt địa. Phút chốc, một tôn hoàng kim nữ chiến thần đột nhiên dết vào, toàn thân năm màu thần hà dâng lên, loạn thiên động. Đây là năm tôn đạo kiếm do phù văn tổ hợp thành, hiện năm màu vẽ, liền như vậy ngang trời cắn dết như là một tôn chân long ở lao xuống không nghi ngờ chút nào cô gái mặc áo trắng cường đáng sợ nắm giữ kinh thiên thần công trong cơ thể đều xuất hiện vang dội tụng kinh âm kinh sợ thiên địa ầm một tiếng thiên địa rung mạnh một tôn bàn tay lớn màu vàng ống từ đạo lăng phía sau lưng đưa về phía trên không khí tức kinh thế liền như vậy đè ép mà xuống bao phủ ngàn trượng khu vực đập nát năm tôn đạo kiếm thiên băng địa hãm quỷ khóc thần hào đây là kinh thế đại chiến toàn bộ trên không đều phá nát, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Đại địa đang rung rẩy, thiên địa ở cộng hưởng, ba người giao chiến tình cảnh quá khủng bố, lệnh người xung quanh đều sợ hãi. Chúng ta căn bản không xen tay vào được. Cổ thái mạnh mẽ thở dài, loại này cấp số tranh đấu là cấp chí tôn những khác chiến trường, bọn họ cuốn vào chính là một cái chết. Phải nỗ lực tu hành A. À. Tiểu bàn tử nghe răng, hắn cũng muốn gia nhập loại này tranh đấu, Lúc này Đại Hắc mang theo bọn họ lén lén lúc lúc hướng về Đạo Lăng phương vị vượt qua. Ồ. Hỗn Độn Bảo Thư làm sao bay ra ngoài, Võ Vương Bá muốn làm gì? Có người giật nảy cả mình, nhìn thấy Hỗn Độn Bảo Thư ném ra chiến trường, vị trí chính là Đạo Lăng khu vực. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, toàn trường đều điên cuồng, bắt đầu hướng về Hỗn Độn Bảo Thư nỗ lực, muốn tranh cướp chí cường thần thông. Hỗn Độn Bảo Thư. Đạo Lăng chân mày cau lại, trong tay đoạn kiếm bảo phát kiếm quang màu vàng có tới ngàn trượng cao đánh về yêu vực chí tôn đồng thời hắn thay đổi thân thể bàn tay chụp vào hỗn độn bảo thư muốn chết đem sách quý lưu lại yêu vực chí tôn chấn quát trong tay thần mâu kích động lệnh thiên địa rung động sụp đổ rồi kiếm khí màu vàng ống thân thể ngang trời nổ dết mà đến bổ về phía đạo lăng đầu lâu cô gái mặc áo trắng cũng động bàn chân đạp đất lăng không mà lên màu vàng giáp trụ bạo phát khí thế khủng bố khắc lại thần hoàng đồ án đều muốn giác tỉnh lại nàng hoành sung, mái tóc bay lượn, trắng loáng da thịt hiện ra bảo huy, như một tôn nữ chiến thần, nhằm phía hỗn độn bảo thư. Giết A. Mấy chục người cùng nhau bảo sung mà đến, đều là vung lên ra đánh giết đại thuật, hoặc là lấy ra bảo vật ép về phía trước đường. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng chấn quát, đoạn kiếm phát sáng, mãnh liệt bốc cháy lên, hắn lấy thiên tầm ống tay áo thôi thúc tôn này đoạn kiếm, kiếm quang màu vàng càng ngày càng khủng bố đánh rơi khỏi thời điểm ở ngổn ngang múa tung, như từng đạo từng đạo thô to ti chớp màu vàng ống quét về phía con đường phía trước. Chiêu kiếm này chém đi đi qua, lít nha lít nhít thần quang đang phập phồng, muốn đánh đổ thiên địa. Có đồ vật cách không nổ tung, bị đoạn kiếm trảm thành phấn vụn, cái kia khủng bố ánh kiếm y nguyên đang bay múa, nghịch loạn thiên địa. A, à, có người hét thảm, bị trực tiếp chém ngang hông, mưa máu cùng phi, có kỳ tài đẫm máu ở chỗ này. Xèo, một tôn thần mâu phá không đánh tới, điểm hướng về đạo lăng sau gáy muốn lấy xuống đầu của hắn xuyên thủng thân thể của hắn đấu chuyển tinh di đạo lăng tâm thần kỳ ảo lòng bàn chân bốc ra một vệt huyền ảo hoa văn dẫn ra chư thiên chồng sao lập tức biến mất chỗ cũ xuất hiện ở hỗn độn bảo thư trước mặt cái gì hỗn độn bảo thư bị đạo cướp đi toàn trường người kinh hãi vẽ hỗn độn bảo thư lại bị cái này ma vương cướp đi lẽ nào hắn muốn trọng mới mở ra một lần máu tanh lịch sử hay sao Võ vương bá trên mặt xuất hiện âm lãnh nụ cười, này chính là hắn muốn nhìn thấy, quần hùng đánh giết đạo tình cảnh, tất nhiên phi thường đặc sắc. Phải biết âm dương cổ điện bên trong người, tu hành đều phi thường mạnh mẽ, có mấy cái đều có huyền vực thế hệ tuổi trẻ hàng đầu sức chiến đấu, trên căn bản đều có thể cùng đạo liều. Bá ca thủ đoạn cao cường. Võ kỳ cười to, chuyện này quả thật là phát động quần hùng tru diệt võ điện đại địch. Võ điện người, đều giết cho ta, đem đạo giết ở chỗ này. Lúc này, Võ vương bá trầm quát một tiếng, phía sau hắn mấy chục người chớp mắt động, giết hướng về giữa trường, muốn giết đi đạo lăng. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người gia nhập chiến trường, một trận đại chiến chấn động thế gian muốn mở ra chiến sự. Định. Tóc và người ba mắt đi tới, hắn mi tâm mắt dọc tỏa ra lạnh lẽo trùng sáng, nội hàm phù văn rộng mở bạo phát một đạo ống ánh cầu vồng, phóng đến đạo lăng trên thân thể. Đây là một loại mạc danh sức mạnh to lớn bao phủ mà đến, lúc này đạo lăng đang cùng yêu vực chí tôn, bạch y nữ chiến thần huyết chiến. Một, hắn uy thế thiên địa thân thể rung lên bần bật, dơ lên đoạn kiếm cánh tay, rộng mở cứng ngắt xuống. Không được. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc, cảm giác thân thể bị quấy rầy, trong thiên địa có vô cùng vô tận uy thế ở bao phủ của hắn thể phách. Ha ha, đạo, ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực trí tôn mừng như điên, trong tay thần mâu bảo phát trăm nghìn đạo thần hà, đòn đánh này kinh thiên động địa, sát phạt khí sung mây, đánh về đạo lăng lồng ngực phá cho ta. Nguy cơ sống còn một khắc, đạo lăng khóe mắt đều muốn sụp ra, mỗi một tấc bắp thịt đều tầng tầng mở ra, lao ra ống ánh ống ánh thần hà. Hắn toàn bộ thể xác đều ống ánh ống ánh, hoàng kim tinh lực vỡ thiên, như một tôn thần lô ở dựng đứng, chấn động, xung khai thiên địa ràng buộc. Đạo lăng thân thể ở thay đổi, thế nhưng thần mâu đến quá nhanh, lập tức đóng ở trên đầu vai của hắn, chảy ra đỏ tươi huyết. Đạo bị yêu vực chí tôn kích thương. Có người hút vào khí lạnh, đạo bị thương, bị yêu vực chí tôn thần mâu bắn trúng bả vai. Không đúng, là tóc và người ba mắt phát động thiên phú của hắn thần thông, quấy rầy đạo thân thể. Có người con mắt thu nhỏ lại, đạo ra nguyên do. Không trách đạo sẽ bị yêu vực chí tôn kích thương, bất quá thương rất nặng, bả vai kém chút bị xuyên thủng. Đạo lăng thân thể ở rung động, cảm giác bả vai muốn sụp ra, hắn muốn rách cả mí mắt, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, cả người hiện ra một loại tuyệt thế hung lực khí tức khủng bố chiến ý ngút trời, thật đáng sợ, mi tâm của hắn đều đang phát sáng, có một loại đáng sợ chiến ý, này mi tâm mơ hồ bị chiến ý thức tỉnh, có một cái như ẩn như hiện tự muốn lộ ra đến. a, à, Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tinh khí thần nối liền trời đất, trời long đất lở. Cánh tay màu vàng ống lập tức nắm tại thần mâu trên, khủng bố thần lực bạo phát, như đại dương càng quấy. Cho lão tử đi chết. Đạo lăng rống to, hai con mắt bạo phát thần quang, cánh tay của hắn tuôn ra không gì sánh kịp thần lực, trực tiếp đưa cái này thần mâu lăng không xoay tròn lên. Yêu vực chí tôn kinh hải, nó không nghĩ tới đạo bị chính mình xuyên thủng bả vai cốt, vẫn là đáng sợ như vậy. Ngươi cút cho ta. Đạo lăng hét lớn, đem thần mâu từ bả vai nhổ ra, nương theo xương vỡ cùng huyết dịch đang dân trào, truyền đến thấu xương đau nhất. Hắn cắn răng gắn gượng, hắn tay cầm thần mâu, kể cả yêu vực chí tôn đồng thời xoay chuyển mà đi, hướng phía sau đánh tới một đám người ném tới ầm 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 người ngã ngựa đổ sóng khí ngút trời đám người kia kể cả yêu vực chí tôn bị đập cho hoành bay ra ngoài thậm chí đều có người từ âm dương cổ điện trên rơi xuống khỏi đi đáng ghét yêu vực chí tôn khóe miệng chảy máu mới vừa rồi cùng quần hùng chính diện tiếp xúc thân thể của nó bị vài tôn đồ vật đập trúng nếu không có thanh kim chiến y ngăn cách rất nhiều áp lực phỏng chừng hiện tại thương đến rất nặng đạo lăng lạnh lùng con mắt liếc mắt một cái sắc mặt âm lãnh màu vàng người ba mắt hắn cũng nhận ra được là tóc vàng người ba mắt đang quấy rầy thân thể của chính mình mới bị yêu vực chí tôn thực hiện được tóc vàng người ba mắt ở âm lãnh cười đạo hôm nay ngươi chắc chắn phải chết của hắn thần thông phi thường đáng sợ chính là mắt dọc truyền thừa thần thông có thể phong thiên tuyệt địa dù cho là đạo thân thể đều sẽ bị quấy rầy muốn cho ngươi ta xem ngươi có dám hay không tiếp đạo lăng ở gầm lên trong tay hắn hỗn độn bảo thư hào không lưu luyến chớp mắt ném về tóc và người ba mắt. Tình cảnh này, để toàn trường mừng như điên, đạo dĩ nhiên từ bỏ tranh cướp. Võ vương bá sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn không nghĩ tới sát cục mới vừa mở ra, đạo liền lùi bước, này không là hắn muốn muốn kết cục, để hắn phi thường tức giận. Tóc và người ba mắt da mặt đều là vặn vẹo xuống, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, căn bản cũng không có nghĩ đến, đạo sẽ bỏ qua hỗn độn bảo thư, mà là sẽ phát điên ném về hắn. Đặc biệt đạo câu kia, lấy có dám hay không tiếp lời nói để hắn triệt để tức giận có gì không dám bất quá ngay ở hắn vừa muốn lao lên hỗn độn bảo thư thời điểm bên tai của hắn liền truyền đến khủng bố tiếng la vết một đám con mắt đỏ như máu người vết tới tình cảnh này để tóc vàng người ba mắt cái tráng đều chớp mắt bốc lên mồ hôi lạnh cảm giác đám người kia muốn đem hắn xé nát quả thực là quần long thôn hổ đạo người tên khốn kiếp này tóc vàng người ba mắt gầm nhẹ một tiếng hắn trực tiếp liền chạy căn bản là không dám nhận trụ hỗn độn bảo thư tình cảnh này để rất nhiều người đều kinh ngạc không ít trong bóng tối chống đỡ đạo người cười lạnh nói thấy không cho rằng người người đều là đạo à đừng tưởng rằng đánh lén đạo liền dám cùng hắn hò hét chính là loại tình cảnh này dưới cũng chỉ có đạo có không sợ tinh thần dám cướp đi hỗn độn bảo thư không sai đạo tuy bại còn vinh nếu không là đạo trọng thương nhất định sẽ huyết chiến quần hùng hắn sẽ không lùi bước rất nhiều người đều đang bàn luận điều này làm cho tóc và người ba mắt muốn trách cả mí mắt hận không thể sống lột đạo trận này bên trong người cũng ở sưu tầm đạo khi thấy hắn chạy đến một góc bên trong đều là kinh ngạc không biết đạo đang làm gì hiện tại không ai để ý tới đạo dù cho là trọng thương cũng không ai đi để ý tới hắn tranh cướp chí cường thần thông mới là vương đạo a góc này quay chung quanh rất nhiều người đầu tiên là tinh thần học viện một đám đệ tử từng cái từng cái khí tức đều phi thường đáng sợ do dịp vận dẫn dắt tổ hợp thành chu thiên tinh đấu đại trận, trấn áp một phương. Càng giao cùng tử ngọc đều ở nơi này, bọn họ đều dùng không gì sánh được hừng hực ánh mắt, nhìn chầm chầm giả bác quân trong tay hỗn độn bảo thư. Không sai, vừa nãy hỗn độn bảo thư đã bị giả bác quân đánh tráo, hiện tại bọn họ tranh cướp chính là giả. Trong này sẽ có chí cường thần thông à. Đạo lăng kích động, hắn trên đầu vai lỗ máu đang chảy máu, hắn quên rồi đau đớn, tinh thần toàn lực quan tâm hỗn độn bảo thư. Nên có chứ âm dương lão tổ đại ấn đều ở nơi này, trong này ghi chép đồ vật khẳng định không phải chuyện nhỏ. Đại hắc đang gầm thét, nhanh vén lên nhìn. Chư vị thí chủ, ta với các ngươi hữu duyên. Ngột, một người đầu trọc tiểu hòa thượng trực tiếp đi tới, miệng tụng Phật hiệu, đoan chính không gì sánh được. Quỷ mới có duyên với ngươi, tiểu hòa thượng ngươi không đi tranh cướp hỗn độn bảo thư, chạy đến tới nơi này làm gì. Đại hắc mặt kéo xuống. Tinh thần học viện một đám đệ tử đều là nhìn nhau một cái, Bọn họ biết cái này tiểu hòa thượng đã từng trợ giúp quá đại sư huynh, nên không là kẻ địch. A Di Đà Phật, tiểu tăng cùng hỗn độn bảo thư hữu duyên. Tiểu hòa thượng nghiêm nghị nói rằng: "Ngươi hòa thượng này, chỉ có biết ăn thôi nhục, còn nói bình thường chính kinh." Đại Hắc nhảy lên, con mắt cũng nhìn thấy đánh tới cô gái mặc áo trắng, mặt một trận biến thành màu đen, đến rồi hai cái còn trẻ cấp chí tôn mấy nhân vật. Cô gái mặc áo trắng người mặc hoàng kim giáp trụ, của nàng thân thể mềm mại đường cong chập trùng, toàn thân khí tức càng là hung mảnh dân trào, ngũ sắc thần hà dân lên, nàng tới nơi này là vì kim cốt. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải ngăn cản lại cái này tiểu nương bì, bằng không hỗn độn bảo thư liền không muốn mơ hảo. Đại hắc con ngươi đảo một vòng, vội vã cười gian nói, đến thời điểm, hỗn độn bảo thư nhường ngươi nhìn qua. A di đà Phật, ta không nhập địa ngục ai nhập địa ngục. Tiểu hòa thượng gật gật đầu, để đại hắc một trận xanh mặt. Hàng này quả nhiên là vì hỗn độn bảo thư đến cũng không biết hắn là làm sao nhìn thấu giả bác quân đạo thánh bí thuật tiểu quân tử ngươi còn nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm a à, bản vương phải cố gắng huấn luyện ngươi đại hắc tận tình khuyên nhủ nói rằng đứng dậy ngươi này tiểu con lừa trọc muốn ngăn trở ta đường à cô gái mặc áo trắng con ngươi tỏa ra khủng bố gợn sóng cao quý khí tượng bốc lên nàng như là một vị hoàng gia thiên nữ mang theo lãnh diễm ý nhị thế không thể đỡ a di đà phật thí chủ bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật tiểu hòa thượng hai tay hợp nhất lãnh đạm nói rằng làm càng bạch y nữ chiến thần hét lớn cả người đều bạo xông tới cùng tiểu hòa thượng đấu cùng nhau không nghi ngờ chút nào tiểu hòa thượng đạo hạnh phi thường đáng sợ tu hành quỷ dị vô cùng muốn ngăn cản lại cô gái mặc áo trắng vẫn là có thể làm được hai cái tuyệt đỉnh sức chiến đấu nhân vật trong nháy mắt đấu cùng nhau điều này làm cho tinh thần học viện đệ tử đều thở vào nhẹ nhõm bọn họ biết loại này cấp số nhân vật có thể cùng đại sư huynh chống lại hoàn toàn không là bọn họ có thể ứng đối. Thật nặng, ta thấy thế nào không được trong này ghi chép đồ vật. Giả Bác Quân gấp cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, hắn căn bản ngã không ra hỗn độn bảo thư, đây là chỉ có bảo sơn nhưng không cách nào mở ra a. À. Rác rưởi, nhanh để bản vương đến xem nhìn. Đại Hắc đã vội vã không nhịn nổi chụp vào hỗn độn bảo thư, bất quá hàng này căn bản không thấy rõ đồ vật bên trong. Tiên sư nó, ngươi mới là rác rưởi. Giả Bác Quân ở vô tình cười nhạo để đại hát một trận dơ chân. Để cho ta tới. Đạo lăng cao mày, cầm lấy hỗn độn bảo thư, khối này sách quý phi thường trọng, hỗn độn quan phi thường chói mắt, hắn lấy thiên địa nhãn xem đi vào, càng là không cách nào thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Đạo lăng giận dữ, đánh ra đoạn kiếm liền hướng về hỗn độn bảo thư bổ tới, bất quá này sách quý cứng rắn không gì sánh được, căn bản phách không nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút a, à, vừa nãy ta tạo giả, Căn bản giấu không được bao lâu. Giả Bác Quân gấp hỏng rồi. Đạo Lăng nhanh dùng Âm Dương Nhị Khí thử không thử. Lúc này, Tử Ngọc Linh cơ hơi động, liền vội vàng nói: "Đúng vậy, ta làm sao đem này ra quên đi." Đạo Lăng ảo não vỗ vỗ cái trán, vật ấy nếu là Âm Dương lão tổ, như vậy cùng Âm Dương Nhị Khí khẳng định cũng có quan hệ gián tiếp, hay là mở ra vật ấy ảo diệu vị trí. Đạo Lăng lòng bàn tay lướt ra khỏi Âm Dương Nhị Khí hướng về hỗn độn bảo thư bên trong phun trào mà đi, kỳ vọng có thế mở ra. Âm dương nhị khí chảy xuôi đến hỗn độn bảo thư bên trong, hỗn độn quan rung rẩy dữ dội đứng dậy, tình cảnh này để bọn họ toàn bộ đại hỉ xuống. Hỗn độn quan ở tiêu tan, lộ ra một quyển lấy hỗn độn thạch đúc thành sách quý. Ai ia, thật là bạo tay, âm dương lão tổ thực sự là nghịch thiên rồi, dĩ nhiên dùng hỗn độn thạch đúc thành một quyển sách quý, đây chính là tế luyện đế binh vật liệu. Đại hắc vẽ quyết tâm vỗ vỗ miệng, này bản sách quý tuy rằng không lớn, chỉ có cao năm tấc, thế nhưng vật liệu quá nghịch thiên. Đạo lăng đè xuống nội tâm kích động, lòng bàn tay lượng lờ âm dương nhị khí, từng sợi từng sợi mới buông xuống đến hỗn độn bảo thư bên trong, này bản kinh thế sách quý, chính là một tờ tờ xốc lên. 30 tờ. Đại hắc mắt sắc, nhìn thấy có 30 tờ. Lẽ nào trong này ghi chép 30 môn đại thần thông? Một đám người đều sắp điên rồi, âm dương lão tổ nhưng là trí cường giả, thái cổ đại thánh, hắn cất giấu thần thông, há có thể là người yếu. Đạo lăng hai con mắt hội tụ ở hỗn độn bảo thư bên trong, mặt danh, hắn cảm giác được từng sợi từng sợi làm hắn rung động khí tức, tâm thần của hắn chính là tụ hợp vào đến trong đó một tờ. ầm ầm ầm, Hỗn độn mở ra, sấm vang chấp giật, cùng phong gào thét, mưa xối xả càng quấy, hết thảy đều muốn lăn lộn, toàn bộ thiên địa đều ở làm loạn. Thật đáng sợ, đây là thiên nhiên sức mạnh, dời sông lấp biển, không gì không làm được toàn bộ thế giới đều bị lật tung. Rộng mở, xa xôi phía trên đường chân trời, một tôn to lớn pháp tướng bay lên trời, tay nắm pháp ấn, dáng vẻ trang nghiêm, ép thấp toàn bộ thiên địa, đạo tướng kinh thế. Hắn muốn trấn áp náo loạn. Vô lượng đạo tổ. Gầm thét thanh, ở trong hỗn độn nổ vang, trấn áp bát phương náo loạn. Cùng lúc đó, này bốn cái màu vàng kiểu chữ, xuyên qua cổ kim tương lai, rót vào đạo lăng trong mi tâm đây là một tôn to lớn pháp tướng chìm nổi với trong biển ý thức của hắn, diễn hóa ra mỗi loại đại đạo, loại này đại đạo hóa thành thiên ti vạn lũ hoa văn, điên cùng tụ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Đây là đáng sợ nhất truyền thừa thủ đoạn. Lấy đại đạo diễn biến, từ từ rườm ra, mạnh mẽ rót vào thần hồn của đạo lăng bên trong, để hắn lấy tốc độ đáng sợ nhất lĩnh hội ra phương pháp này chỗ mấu chốt. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hiểu ra, cảm giác như là thể hồ quán đỉnh, có một môn kinh thế thần thông, dấu ấn đến thần hồn của hắn bên trong. Đạo lăng thật giống được thần thông. Càng giao mắt to sáng như tuyết, nhìn thấy đạo ở mờ mịt bên trong ngộ đạo, rất khả năng được một môn kinh thế thần thông. Mọi người dành thời gian, từng cái từng cái đến. Tử Ngọc vội vã mở miệng, đại hắc đã sớm nhào tới, cầm lấy hỗn độn bảo thư, trừng mắt thông linh mắt to đi vào trong quan sát. Đại hắc nhìn thấy hỗn độn bên trong, một loại chí cao vô thượng khí tức lao ra, đây là tuyệt thế yêu lực bạo phát chấn chư thiên tinh đấu từng viên một mau chóng rơi xuống. Loại khí thế này quá khủng bố, lập tức diễn hóa ra một tôn cự đao, như là một khẩu đại đạo cự đao, trảm nứt thiên địa. Đại hắc dáng vẻ trang nghiêm, hiện hình người dựng đứng lên, chân trước vung vẩy, trong miệng còn soàn soạt, nói thầm, không biết hàng này đang làm gì. Dưới một cái nên ta. Tử Ngọc nhào tới, đem hỗn độn bảo thư ôm ở trong tay, bất quá rất đáng tiếc hắn nhìn một hồi, cái gì đều không được. Làm sao có khả năng, tương lai tiên tử làm sao cái gì cũng không chiếm được. Tử Ngọc kém chút xù lông. Tại sao lại như vậy, lẽ nào trong này liền ghi chép hai môn thần thông? Càng giao không tin, cũng cầm lấy đến hỗn độn bảo thư, thế nhưng đồng dạng, nàng cũng cái gì cũng không chiếm được. Không thể nào. Nhìn thấy hai cái hồn bay phách lạc thiên chi kiêu nữ, giả bác quân nhíu mày, cầm lấy đến hỗn độn bảo thư, lúc này liền nhìn thấy hỗn độn bên trong, một tôn có thể khủng khủng bố bàn tay lớn, đè ép lại đây bàn tay lớn chủ nhân, ở trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển càng khôn. Ngô. Giả bác quân thấp A à một tiếng, mơ hồ tìm hiểu đến cái gì, ngồi xếp bằng xuống không nhúc nhích. Tại sao, không công bằng, liền đại hát đều có thể được, tại sao hai chúng ta không chiếm được? Tử Ngọc cùng càng giao kém chút tức điên, bởi vì giả bác quân cũng được, nhưng là hai người bọn họ cái gì đều không có được. Lẽ nào âm dương lão tổ xem thường nữ nhân không thành, dịp vận tỷ tỷ ngươi nhanh đến thử xem các nàng không tin, đem Diệp Vận kêu lại đây. Không thể nào. Liền đại hát đều có thể được, các ngươi làm sao sẽ không chiếm được. Diệp Vận nhíu mày, nghi ngờ không thôi cầm lấy đến hỗn độn bảo thư đi vào trong quan sát. Lập tức, nàng cả người đều trang nghiêm nghiêm túc xuống, nhìn thấy vạn ngàn thần hỏa ở dân lên, một tôn to lớn cái bóng đứng sừng sững thương khung bên trên, uy nghiêm kinh thế, hắn ở mở lô luyện chế thiên địa đang dược. Tình cảnh này, để tử ngọc cùng càng giao kém chút phun máu, Hai người bọn họ bất luận thực lực và thiên phú đều không kém gì Diệp Vận, tại sao liền không chiếm được Hỗn Độn Bảo Thư ban tặng thần thông? Mọi người không muốn ở tranh, Hỗn Độn Bảo Thư là giả, bị người đánh tráo. Không biết là ai hét lớn một tiếng, lệnh toàn trường đều ồ lên một mảnh. Toàn trường đại chiến trong nháy mắt dừng lại, rất nhiều người đều kinh ngạc, Hỗn Độn Bảo Thư là giả. Đây là tóc và người ba mắt ở mở miệng, sắc mặt của hắn khó coi, mi tâm mắt dọc mở đóng, nhìn thấy Hỗn Độn Bảo Thư là giả là vài đạo bộ lông biến thành. Tại sao lại như vậy? Tóc và người ba mắt kém chút tức điên, vì tranh cướp này hỗn độn bảo thư, hắn dưới tay nô bột tất cả đều chết rồi, nhưng là đồ chơi này dĩ nhiên là giả, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Làm sao có khả năng là giả? Có người căn bản cũng không tin, thất thanh rít gào, bởi vì tranh cướp hỗn độn bảo thư nhưng là không biết tổn lạc bao nhiêu kỳ tài, nếu là giả bọn họ còn không khóc chết. Đây chính là mấy cây lông đen, không tin ngươi đánh nát nhìn một chút. Tóc và người ba mắt lạnh lùng mở miệng, mi tâm bạo phát một đạo cầu vòng, đánh về phía hỗn độn bảo thư, cái này hỗn độn bảo thư nổ tung, biến thành một đoàn lông đen. Không thể. Có người mất khống chế, tâm tình đều không khống chế được, bọn họ nhìn thấy sự thực, thế nhưng không thể tin tưởng sự thực này. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào âm dương lão tổ che đậy hậu nhân không thành, dĩ nhiên dùng giả đến hại chúng ta? Toàn bộ tình cảnh đều vỡ tổ khổ sở tranh cướp hỗn độn bảo thư, dĩ nhiên là giả. Ta rõ ràng, ta nói đạo làm sao từ bỏ, trái lại trốn ở một góc bên trong, là đạo dở trò quỷ. Thác Bạc Hồng lập tức nhảy lên đến, ngửa mặt lên trời rít gào, bởi vì của hắn thông linh thần kiếm, chính là bị đạo có biện pháp như thế đánh tráo. Đồng dạng đều là đại hắc lông tóc. Toàn trường đều triệt để bạo động, vô số đến ánh mắt nhìn về phía trong góc, lẽ nào thật sự đúng như vậy? Lúc này trong này bận biệu không thể tách rời ra, bọn họ đều ở luân phiên quan sát hỗn độn bảo thư, để cầu được thần thông. Không thể không nói, tinh thần học viện có người thành công, được thần thông, đều phi thường mạnh mẽ, chính là thời đại thái cổ tuyệt tích thần thông. Bất quá này cùng đạo lăng bọn họ được so ra, có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là đánh giết đại thuật, đều quý giá vô cùng, bắt được tinh thần học viện đều là không bình thường thần thông. Không công bằng. Tử Ngọc cùng càng giao hai tỷ muội kém chút khóc chết, các nàng tới nơi này chính là vì thần thông, nhưng là các nàng đều không được hai nữ thiên phú cũng không yếu hơn bọn họ nói thật tinh thần học viện đệ tử cùng càng giao cùng tử ngọc so ra thiên phú vẫn có rất lớn chênh lệch thế nhưng hiện thực quá tàn khốc các nàng không có được bất kỳ truyền thừa thần thông đạo lăng ở làm quan hắn ở ngộ đạo cả người đều dáng vẽ trang nghiêm ở tìm hiểu một môn kinh thế bí thuật lúc này của hắn hư không túi mở ra bên trong thoang đi ra một đầu trắng như tuyết linh điêu ruby mắt to lấp lóe rơi vào hỗn độn bảo thư trên chít chít linh điêu hứng thú bừng bừng chạy tới ông lấy hỗn độn bảo thư ruby mắt to nhìn chầm chầm trang sách quan sát nó nhìn thấy hỗn độn bên trong một chiếc mắt nằm dọc mở dâng lên hỗn độn quang bùng nổ ra trí cường gợn sóng linh điêu cả người bộ lông ống ánh ống ánh đuôi nhỏ đung đưa nó cũng dựng đứng lên cái tráng phát sáng mơ hồ có một cái mắt dọc muốn mở ra a à, ta không sống liền linh điêu đều chiếm được ta cái gì cũng không chiếm được, tại sao muốn như vậy đối với ta? Càng giao phát điên. Tên tiểu tử này nghịch thiên rồi, lẽ nào được thiên nhãn thông? Tử Ngọc con mắt trợn tròn, thân thể hơi run, bởi vì loại thần thông này là 72 đại thần thông. Thiên nhãn thông, không kém chút nào với đấu chuyển tinh di, thậm chí càng mạnh hơn. Càng giao cả người đều hóa đá, loại thần thông này dù cho là bá chủ đều kích động, một khi mở ra thiên nhãn, khả quan nhật nguyệt chồng sao, nhòm ngó đạo pháp, tìm thiên địa ảo diệu chính là cực kỳ khủng bố đại thần thông thật đáng sợ e sợ lần này là linh điêu được lợi to lớn nhất thật là không có nghĩ đến a à. tử ngọc một trận tặc lưỡi chuyện này ai đều không cần nói cho tử ngọc con ngươi nhìn chầm chầm càng dao mang theo một loại cảnh cáo ý nghĩ ngươi ánh mắt gì ta làm sao sẽ nói lung tung ngươi nên quản hảo ngươi miệng mình Càng dao tức giận nói rằng nàng phi thường rõ sở thiên nhãn thông giá trị coi như là huyền vực bá chủ đều sẽ phát điên. Mà lúc này, ngoại giới đại quân áp trận, toàn bộ đều bạo sông lại, tinh lực cuồn cuộn như biển rộng đang gầm thét, để kết ra chồng sao đại trận một đám đệ tử, đều sợ mất mật. Đại sư Huynh nhanh thức tỉnh. Có người rung giọng đến, đám người kia một khi liên thủ, bọn họ một cái hô hấp đều chống không ngừng. Giết A, Đạo Lăng khẳng định được chí cường thần thông, bắt sống. Võ vương bá ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này rất nhiều người đều giận tiếng mặt, bọn họ ở bên ngoài khổ sở tranh cướp hỗn độn bảo thư, nhưng là đạo dĩ nhiên đã sớm được hỗn độn bảo thư, đã đang quan sát. Tiếng trống to liên tiếp nổ vang, có người muốn náo loạn thiên địa. Đạo lăng hai con mắt đột nhiên mở to, hiện ra đại đạo khí tức, muốn trấn áp náo loạn. Hắn nhìn thấy một đám người khủng bố giết tới, hơn trăm hơn một nghìn, có người nắm kiên mâu, có người nắm thần mâu, có người tế thần thông, duy nhất đánh giết mà tới. Sát khí quyển thiên. Vô lượng đạo tổ đạo lăng toàn thân khí tức khủng bố xuống, tinh lực cháy hừng hực, rót vào trời cao. Mông lung trong hư không, một tôn người khổng lồ ngồi xếp bằng, phát tướng kinh thế, uy thế cửu thiên thập địa. Cái bóng này thật đáng sợ, đạo tướng kinh thế, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét, màu vàng sóng gợn quét ngang cửu thiên thập địa, muốn trấn áp bát phương phản loạn. Ầm ầm ầm. Toàn bộ âm dương cổ điện đều rung động, thiên địa ở ầm ầm, khắp nơi đang rung rẩy, ở rung động, hết thảy đều ở diệt đi ở tinh thần học viện đệ tử ngốc tiếp dưới ánh mắt hơn trăm hơn một nghìn người ở cuốn ngực a à, có người hét thảm bị hống năm khiếu chảy máu thân thể nứt thành bốn mảnh suýt nữa bị đánh chết mà ở âm dương cổ điện phía dưới tai to mặt lớn tên béo còn ở làm ăn miệng đầy nước bọt bay ngang không ngừng cổ động vây xem hơn ngàn người giao nộp tiền tài đi tới lúc này hơn ngàn người hóa đá bọn họ nhìn thấy treo ở bầu trời cổ điện có một cái tiếp một cái cái bóng từ phía trên rơi xuống Lão tử không đi. Có người run rẩy, đây là cỡ nào đại chiến, hơn trăm hơn ngàn người bị quét ngang xuống, quả thực muốn nghịch thiên. Là ai ở phát điên? Không ngừng có người lông tóc, mỗi một người đều ở lùi bước, đánh chết cũng không dám đi tới. Bên trong cung điện cổ, một đám người run rẩy, yêu vực chí tôn cả người tinh lực lăn lộn, tóc vàng người ba mắt bước chân đạp đạp lùi về sau, võ điện Tam Vương một cái tiếp một cái nện ở trên vách tường. Làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì? yêu vực chí tôn sắc mặt khó coi, cảm giác đạo lăng rất khả năng được một môn vô thượng sát sinh đại thuật. Là của hắn thần thông. Bạch y nữ chiến thần trong con ngươi lướt ra khỏi hào quang rực rỡ, tự lẩm bẩm, lẽ nào trong này, ghi chép đồ vật như vậy nghịch thiên. Đạo lăng thở dốc gấp gáp, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì tiêu hao quá to lớn. Thật là đáng sợ, ta đều không thể ở phát động lần công kích thứ hai. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi trên mặt, điên cuồng đem cực phẩm nguyên thiêu đốt, khôi phục tiêu hao năng lượng. A Di Đà Phật, Tiểu Tăng cùng hỗn độn bảo thư hữu duyên. Tiểu Hòa thượng nhìn thấy Đạo Lăng đứng ra, cũng sắp chạy bộ đến trong góc, cầm lấy hỗn độn bảo thư quan sát. Không chiếm được, không chiếm được. Tử Ngọc cùng càng Giao thở vì phò nói, bất quá rất đáng tiếc, Tiểu Hòa thượng cũng được, không biết là cái gì loại thần thông, hắn đứng bất động. Này hỗn độn bảo thư bên trong, tất nhiên là ghi chép kinh thế thần thông, giết a. Võ Vương Bá gào thét liên tục. Hắn đều nhanh phun ra một khẩu lão huyết, hắn chính là ở tư địch, bởi vì hỗn độn bảo thư chính là hắn ném cho đạo lăng. Không cái gì có thể nói, người ở chỗ này toàn bộ đều liên thủ, có thể từ vừa nãy thần thông bên trong người còn sống sót, không nghi ngờ chút nào đều là réo vang một phương cao thủ. Giờ khắc này bọn họ đều phát điên, hướng về con đường phía trước hoành xung, muốn đoạt đi hỗn độn bảo thư, bên trong có đại thần thông là không thể nghi ngờ. Đạo lăng khôi phục không ít, mặc đối với những người này, hắn đánh ra đoạn kiếm đơn độc đối kháng quần hùng. Đến chiến. Hắn thét dài, tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh đoan, sức chiến đấu ngập trời, khí thế như núi, hoành vọt lên, bổ ra trong tay đoạn kiếm, chém về phía yêu vực chí tôn. Đồng thời hắn nắm quyền ấn, chư thiên chồng sao treo lơ lửng, ầm ầm chấn động, từng viên một bay vụt giữa trường, muốn trấn áp quần hùng. Muốn chết. Yêu vực chí tôn chấn quát, thần mâu ngang trời, chặn lại đoạn kiếm, bàn tay rung động, đánh về phía đạo lăng lồng ngực bạch y nữ chiến thần khí tức cũng leo đến đỉnh đoan, lấy ra một tôn cự đỉnh, đây là một tôn trọng khí, uy thế thiên địa, lăn lộn mà xuống, hướng về đạo lăng trấn ác. Cúc! Đạo lăng thét dài, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, như xích thần trật tự quyển thiên, đấm ra một quyền, thiên địa nổ vang, đánh yêu vực trí tôn lùi về sau. Đoạn kiếm hoành lập, phục lên thô to kiếm quang màu vàng, gắn chống đỡ một tôn trọng khí. Kinh thế huyết chiến bạo phát, đạo lăng chiêu thức đại khai đại hợp, hắn động như thần ma, đoạn kiếm ngang trời xuất kích, lập tức chém xuống một tôn thái cổ dị chủng, ở bên trong quét ngang, Dũng không thể đỡ. Đồng thời đạo lăng cũng tao ngộ rất lớn áp lực, trên người xuất hiện vết thương, ra tay quá nhiều người, đều là réo vang một phương cao thủ, hắn bả vai lại bị tạp động đậy, dòng máu ở tràn ra. Đạo lăng vừa nãy tiêu hao rất lớn, căn bản không có triệt để khôi phục lại đỉnh phong, dẫn đến lại một lần nữa bị thương. Định Tóc và người ba mắt lạnh lùng mở miệng, lại thôi thúc ra truyền thừa bí thuật, muốn ổn định đạo lăng. Ngươi cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng phát điên, lúc trước chính là tóc và người ba mắt để hắn bị thiệt lớn. Hắn trực tiếp ăn đi và dọc âm dương thần dịch, vật này trong nháy mắt liền hóa thành tinh túy năng lượng, bù đắp trong cơ thể tiêu hao. Đạo lăng sợi tóc nghịch loạn múa tung, tinh lực trời long đất lở, một tôn đạo tổ lại một lần nữa ngang trời ngồi xếp bằng, vì thế bác hoang, một tiếng gầm thét chấn bác phương nổ tung. Người ba mắt khóe miệng chảy máu, mi tâm mắt dọc đều nứt ra một cái miệng lớn, nó hoành bay ra ngoài, suýt nữa bị hống chết. Này không là toàn lực phát động, đạo lăng biết rõ môn thần thông này đáng sợ, nếu là vung xuất toàn lực phát động môn thần thông này, e sợ đứng đều không đứng lên nổi. Trấn áp Cô gái mặc áo trắng người mặc màu vàng giáp trụ, huyền ở trên không, một tôn cự uy của đỉnh ép thiên địa, náo động một tiếng tạp động xuống, một đời trọng khí uy rung thiên địa, chấn đạo lăng thân thể đang lay động, khóe miệng chảy máu. Chết đi, yêu vực chí tôn đánh giết cùng mảnh, thần mâu liên tiếp phá không, quét ra con đường phía trước, đạo lăng vị trí thiên địa đều ở nổ tung, trên người hắn có giữ tận vết thương xuất hiện, đang chảy máu. Giết! Đạo lăng chấn hống, bàn chân lực chấn đại địa, bay lên không bay đi, hai tay cầm kiếm, quanh tạp mà xuống. Yêu vực chí tôn biến sắc, thần mâu ngang trời, cắt ngang đoạn kiếm, hai người đấu, phát ra len ken vang lớn. Rầm rầm rầm. Đạo lăng thần dũng vô cùng, đoạn kiếm điên cuồng lực ép mà xuống, liên tục năm lần va chạm, đánh yêu vực chí tôn cánh tay uống lượng, cả người đều muốn bại liệt trên đất. Đoạn kiếm quá nặng, phối hợp với thiên tầm ống tay áo, quả thực nghịch thiên. Cúc! Đạo lăng gầm thét, hắn hoành ác mà đến, mang theo ngập trời tinh lực, trấn áp bất thế địch. Bịch một tiếng, bàn chân của hắn đạp hướng về yêu vực chí tôn lồng ngực, đem hắn đá hoành bay ra ngoài. Tình hình trận chiến quá khốc liệt, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy đã có người không dám xông lên, bởi vì đạo đã thuận thế giết đi vài cái. Đạo quá nghịch thiên, yêu vực chí tôn đều không là địch thủ của hắn. Đạo Lăng ở bên trong hoành xung, từng chiếc sợi tóc bay lượn, trên người đang chảy máu, hắn cũng bị thương, so với bất luận người nào đều muốn trọng. Hắn liều mạng ngăn cản quần hùng, cắt ngang con đường của bọn họ. Bị ngăn cản người đều phẫn nộ, muốn mở một đường máu, tranh cướp hỗn độn bảo thư, thế nhưng bọn họ căn bản là giết không đi vào nơi nào có một tôn tụ huyết thần ma ở đứng sừng sững, ép bọn họ lông tóc. Cự đỉnh treo ở trên bầu trời, phục lên ngập trời khí tức, liên tiếp trấn áp mà xuống, ép đạo lăng xương sống lưng đều muốn nổ tung đi. Tiểu tặc, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thần Sơn Thánh Nữ phát điên, nhìn thấy đạo dùng của nàng thiên tầm ống tay áo phát uy, mà là đẩy lùi yêu vực chí tôn. Nội tâm của nàng phi thường không thăng bằng, lấy ra một tòa thật to thần Sơn, hướng về đạo lăng thân thể trấn áp hai vị trọng khí treo ở hắn đỉnh đầu, để đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, đấu chuyển tinh di ở phát điên vận chuyển, liên tiếp tránh né trên không sức mạnh to lớn. Giết! Một phương khác, sát phạt khí nối liền trời đất, đây là tam nguyên kiếm trận ở phát động, từng đạo từng đạo kiếm khí nghịch loạn thiên địa, ép chân không ở nổ tung, che ngập bầu trời quét ngang đạo lăng. Đáng chết! Đạo lăng kêu thảm thiết, trên người đang chảy máu, bị kiếm khí xuyên thủng cánh tay, cả người đều đau nhức không gì sánh được đạo lăng bị vây công, những người này có thể không đều là người yếu, lúc này bọn họ đều nhìn ra rồi, cùng đạo chém giết gần người chính là muốn chết, chỉ có thể dùng trọng khí trấn áp hắn mới có thể. Một đám bọn chuột nhắc. Đạo lăng gầm thép, lấy ra động thiên, hắn đứng ở bên trong, khí tức kinh thế, hướng về con đường phía trước giết đi. Yêu thần trưởng. Trích lên một tiếng kinh sợ thiên địa, yêu vực trí tôn bạo sung mà đến, bàn tay của hắn đỏ đều phát tử, tinh lực sôi trào mãnh liệt, một chưởng này khủng bố không gì sánh được, đánh về phía đạo lăng động thiên. Lớn lao động thiên đều ở rung động, một chưởng này cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên có quỷ dị sức mạnh xuyên thấu động thiên, chấn đặt ở đạo lăng trên người, để khóe miệng của hắn ở chảy máu. Yêu thần pháp Đạo lăng con mắt tránh ra ánh sáng ống ánh, đây là động thiên lần thứ nhất bị đánh vào năng lượng, này một môn thần thông tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hắn lau lau khóe miệng huyết, toàn thân bạo phát chiến ý càng đáng sợ, lấy ra đoạn kiếm điên cuồng đánh giết quần hùng. Ầm một tiếng, cự đỉnh rơi xuống, trừng trừng ép xuống ở động thiên trên, bất quá đạo lăng động thiên không phải là món đồ gì đều có thể dễ dàng phá tan, đạo pháp trời sinh, càng là chống đỡ trọng khí trấn áp. Thật là đáng sợ động thiên. Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, kế mà nói rằng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khủng bố đấu kéo dài 30 hô hấp, đạo lăng thân thể có chút rung động, hắn nhanh không kiên trì được, gốc gác sắp sửa tiêu hao hết. Đại sư huynh bị thương, chúng ta đi qua tham chiến chứ? Tinh thần học viện đệ tử không nhịn được, nghĩ tới đi gia nhập chiến sự. Đều đừng nói chuyện, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt Hỗn Độn Bảo thư, trong này rất khả năng ghi chép chí cường thần thông, không thể rơi vào ở ngoài trong tay người. Tử Ngọc lắc lắc đầu, nếu là Hỗn Độn Bảo thư mất rồi, đại sư huynh cũng sẽ không dễ tha các ngươi, đây chính là hắn nắm mệnh đổi lấy. Nhưng là Học viện đệ tử con mắt đều đỏ. Xác thực đại sư huynh ở con đường phía trước liều mạng địch thủ, chính là vì tranh thủ thời gian để bọn họ nhiều quan sát hỗn độn bảo thư. Hê hey hê, hey, hảo đặc sắc đại chiến. Tiếng cười âm lãnh từ bốn phía bác hoang truyền tới, làm người sợn cả tóc gáy, ở yêu vực chí tôn ánh mắt khiếp sợ dưới. Đạo lăng bốn phía, rộng mở xuất hiện mười mấy đạo lạnh lẽo vô cùng ánh kiếm, mau đến dọa người, đây là mười mấy cái bóng đen từ trong hư không bạo vút đi, cùng nhau chém về phía trên không lơ lửng động thiên. Không được đạo lăng hoàn toàn biến sắc, này mười mấy ánh kiếm quá nhanh, của hắn động thiên đều không chịu nổi, ở dãy dụ kịch liệt, muốn đổ nát. Động thiên chớp mắt thu hồi, đạo lăng thép dài, nồng nặc sợi tóc múa tung, phục lên, chư thiên chồng sao vòng quanh thân thể mà đi, ầm ầm chuyển động đứng dậy, trấn áp khắp nơi kiếm khí. Thế nhưng những này kiếm khí thật đáng sợ, đại tinh đều bị xuyên thủng, đánh vết ở đạo lăng thể xác trên, xuất hiện từng đạo từng đạo giữ tận vết máu. Đám người kia nơi nào nhô ra, tại sao có thể có nặng như vậy sát khí đạo lăng sắc mặt trầm xuống nếu không là tam chuyển kim thân vừa nảy cái kia một hồi liền đem hắn cho giết chết cùng vừa nảy người áo đen là đồng thời có người ánh mắt sáng lên không cái gì do dự chớp mắt liền nhằm phía hỗn độn bảo thư cơ hội này không thể tốt hơn đạo lăng giận dữ lấy ra đoạn kiếm phách giết tới muốn ngăn trở cản bọn họ lại cho học viện đệ tử tranh thủ thời gian quan sát hỗn độn bảo thư Bất quá này mười mấy cái người áo đen cũng sẽ không để cho chạy hắn, lấy ra sát kiếm, đánh về đạo lăng thân thể. Muốn chết, đều cút cho ta. Đạo lăng tức giận, tinh lực cháy hừng hực đứng dậy, như một tôn thần lô đang phát sáng, trong tay đoạn kiếm lực phách, vẽ ra một đạo ống ánh ánh kiếm, phá nát một tôn sát kiếm, tại chỗ chém xuống một tôn người áo đen. Đạo lăng triệt để giận dữ, những người này tới liền muốn trảm hắn, hắn không nhịn được muốn đại khai sát giới toàn bộ thiên địa đều bị màu vàng kiếm hải nhấn chìm xuyên thủng thiên địa quét ngang này mười mấy cái người áo đen muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại mà ở hỗn độn bảo thư ra tóc và người ba mắt cái thứ nhất hoành xung mà đến hắn không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo mắt dọc thương thế đều bị hắn chữa trị đây chính là thánh nhân thế gia đáng sợ không thiếu hụt thiên tài địa bảo không giống như là đạo lăng được thứ tốt đều không nỡ dùng ngàn cân treo sợi tóc mới sẽ lấy ra kéo dài tính mạng hắn mi tâm mắt dọc phát sáng nội bộ phù văn tràn ngập ra sương mù xám xịt, nhất định ổn định đám người kia. Một đám rác rưởi còn muốn ngăn trở ta đường. Tóc vàng người ba mắt cười nhạt, bàn tay nhanh vô cùng chụp vào hỗn độn bảo thư. Muốn chết đồ vật, bản vương sách quý cũng dám đoạt. Đại hắc con mắt mở to, trong mắt của nó bên trong có kinh thế đao khí phun ra mà ra, dĩ nhiên nước toát trời cao. Đại hắc khí thế lập tức khủng bố đứng dậy, như một tôn tuyệt thế yêu thần ở phát điên, nó hiện hình người, móng vuốt xé nứt thiên địa, ngang trời bạo phát. Yêu đế trảm. Đại hắc ở trong lòng kích động rít gào, nó móng vuốt khủng bố vô biên, phục lên đen thui ánh kiếm, có một loại đáng sợ sức mạnh to lớn ở nổ xung, lệnh hư không đều đang vặn vẹo. Không được. Tóc vàng người ba mắt giật nảy cả mình, cảm giác được tài năng tuyệt thế chi ký, khóa chặt thân thể của hắn, để hắn cả người tóc gáy nổ lập. Này một trảm quá khủng bố, hắn lấy ra một tôn bảo ấn đều bị đánh mở ra, đem cánh tay của nó đều chém xuống. A! À, tóc và người ba mắt hết thảm, hắn hoành bay ra ngoài, cả người đều là chảy máu, vừa nãy kém chút bị đại hắc bị chém thành hai nữa. Đại hắc hổ cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nó thoát lực, vừa nãy một chiêu kia thật đáng sợ, rất khó kéo dài thôi thúc. Thế nhưng đại hắc sức chiến đấu kinh thế, kém chút chém xuống một tôn huyền vực tuyệt đại thiên kiêu. Thật là đáng sợ hỗn độn bảo thư. Bạch y nữ chiến thần trong con ngươi tuôn ra vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm, không trách cổ xưa địa vực điện đều ra tay đều cút ngay cho ta. Trước kia còn khiếp đảm yêu vực chí tôn lạnh trên một tiếng, nhìn ra đại hắc đã không xong rồi. Nó có chút tham lam con mắt nhìn chầm chầm hỗn độn bảo thư, trực tiếp nộ xông tới, bàn tay chụp vào cái này sách quý. Con lừa trọc nhanh hơn. Đại hắc rít gào, yêu vực chí tôn đến rồi, chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể ngăn cản lại. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng hai mắt rộng mở mở, Phật quan bắn ra bốn phía, nhìn về phía yêu vực chí tôn lạnh nhạt nói, thí chủ vật ấy cùng ngươi không duyên. Muốn chết, ngươi cút cho ta. Yêu vực trí tôn tức giận, thần mâu dương kích, điểm hướng về tiểu hòa thượng, muốn đánh nát hắn. Tiểu hòa thượng toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, Phật quan rộng thấp độ, một tôn khủng bố đại Phật bóng mờ nắm bảo ấn, tọa lạc ở trong hư không, bảo tướng kinh thế. Hồng. Tiểu hòa thượng gào to, trong cơ thể bạo phát khủng bố ngập trời khí tức, yêu vực trí tôn chu vi hư không đều rung động đứng dậy. Yêu vực trí tôn hai lỗ tai ầm ầm, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung, cảm giác cả người đều muốn đổ nát, nó khóc thúc thích mấy lần, ho ra một nguồn máu lớn, phốc. Đại hát sững sờ lăng nhìn tiểu hòa thượng, quát, đây là Phật môn lục tự chân ngôn, A-di-đà Phật đại đế Pháp. Đại hát đều nhảy lên, điên cuồng sông lên trên, gầm hét lên, nhanh truyền cho bản vương. Thí chủ, ta cùng ngươi không duyên. Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu. Đại hát chấn hống, nứt ra miệng rộng liền hướng về tiểu hòa thượng cánh tay muốn đi, muốn chiếm được này một môn kinh thế đại thuật. Hồng. Tiểu hòa thượng đoạn quát một tiếng, chấn đại hắc cả người đều là rung cầm cập, trong miệng đều phun ra bọc mép. Đế thính Đại hắc rít gào, vành tay lớn thụ lên, nằm dày đặt hoa văn, tuôn ra kỳ lạ mật lực, chặn lại lục tự chân ngôn quỷ dị năng lực. Đương nhiên tiểu hòa thượng vừa nãy không khiến xuất toàn lực, đại hắc hiện tại còn không là địch thủ của nó. Ồ, đế thính bí thuật. Tiểu hòa thượng sờ sờ đầu trọc, nói rằng, A-di-đà-phật, thí chủ ngươi cùng ta hữu duyên. Đi mẹ, cho bản vương lăng, lão tử cùng ngươi không duyên. Đại hắc kém chút khí nổ, này chính là một con quỷ tham lam. Mà ngay tại lúc này, thiên địa khí ôn chợt giảm xuống. Nổ tuyết phong sát, gió lạnh lạnh lẽo, tuyệt thế ánh kiếm, từ trong hư không thấu đi ra, chấn đứt thiên địa. Đại hắc muốn rách cả mí mắt, mi tâm của nó đều sụp ra, chảy ra huyết. Đại hắc, càng giao cùng tử ngọc kinh hải vẽ, chiêu kiếm này thật đáng sợ, gần trong gan tất, coi như là tiểu hòa thượng cũng không kịp ngăn cản. Hắc Kim Giao tức giận, nó chính đang tìm hiểu hỗn độn bảo thư bên trong được pháp, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại liền thấy cảnh này. Đây là một cái lạnh lẽo đến trong xương cô gái mặc áo trắng, cầm kiếm đánh tới. Địa vực điện bồi dưỡng được cổ máy giết người cũng tới. Bạch y nữ chiến thần nhíu mày, nàng biết phàm là bị cái thế lực này tập trung người, chắc chắn phải chết. Đây là tuyệt thế vô cùng mũi nhọn chi khí bạo phát, quá lạnh lẽo, chính là mùa đông khắc nghiệt đến, nổ tuyết phong giết cảnh tượng. Toàn bộ cổ điện nhiệt độ đều lạnh đến mức tận cùng, đừng nói là càng giao cảm giác cả người phát lạnh, coi như là trọng thương yêu vực trí tôn, đô đầu bị bốn nổ. Đây là muốn giết bao nhiêu người, mới có thể diễn hóa ra kinh khủng như thế sát khí. Tinh thần học viện một đám người đều điên rồi, đại hắc tuy rằng không giữ mồm giữ miệng, thế nhưng vẫn dẫn dắt bọn họ tranh cướp hỗn độn bảo thư, cảm tình quá thâm hậu, không cách nào mắt thấy hắn chết thảm kết cục bạch y cái bóng, nếu như kinh hồng, cầm một tôn tranh sáng sát kiếm, mũi kiếm phục lên chói mắt kiếm khí, kinh hoàng bạo phát, kém chút đâm thủng đại hắc mi tâm. Đại hắc muốn rách cả mí mắt, trong biển ý thức của nó nguyên thần đều muốn đổ nát, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đại hắc. Đạo lăng tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung mà lên, trong tay đoạn kiếm náo động một tiếng đem một cái người áo đen chém thành hai khúc. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng điên cuồng hét lên, một kiếm bạo phát mở một đường máu, chớp mắt thôi thúc đấu chuyển tinh di, bạo phúc đi. Đây là trong nháy mắt tuyệt sát, đạo lăng cũng không đuổi kịp, đối phương chắc chắn thời cơ chiến đấu tốc độ quá khủng bố. Ở đại hắc đầu lâu gần nứt ra thời điểm, nó trong mi tâm sắp nổ tung nguyên thần gào to liên tục, đang múa may một khẩu thạch kỳ. Công. Tuyệt sát mũi kiếm, ầm ầm bị mặt cờ chặn lại. Càng giao bọn họ nhất đến cổ họng lòng giả dạ ác độc tàn nhẫn ngã xuống, nhưng là này sau, cô gái mặc áo trắng tốc độ chưa từng giảm đi nửa phần, tay phải rộng mở xuất hiện một khẩu đỏ như màu máu tiểu kiếm đâm hướng về đại hắc ít hầu ám sát chi đạo cực kỳ khủng bố hống đại hắc gào thét thời khắc này cảm giác được bị tử thần nắm chặt rồi đầu lâu gần máu tươi tại chỗ nhưng mà vào lúc này bạch y cái bóng con mắt hơi co rụt lại này một tôm nắm đấm hoành áp mà xuống uy hiếp bác hoang thập địa khủng bố quyền phong đem chân không đều lật tung cho lão tử cút ngay cú đấm này khí thôn sơn hà sát phạt khí xung mây xanh bao phủ bạch y cái bóng muốn đem nàng đánh chết ở chỗ này bất quá bạch y cái bóng tốc độ quá nhanh lập tức từ thiên địa biến mất rồi đạo lăng cú đấm này đánh hụt vù vù đại hắc cả người đều là mồ hôi lạnh miệng lớn thở hỗn hển sợ hãi không thôi học viện một đám người đều thở vào nhẹ nhõm bọn họ đều tin chắc đại sư huynh đến rồi cái gì kẻ địch đều muốn đẫm máu ở dưới chân hắn đến cùng là lai lịch gì tử ngọc bàn tay nắm chặt người này rất rõ ràng cùng người áo đen là đồng thời mà cô gái mặc áo trắng này rõ ràng là đầu lĩnh đạo lăng song quyền nắm chặt mở đóng hai con mắt phun ra thần mang ở trong hư không dò xét hắn phát hiện người này biến mất rồi ẩn nấp thủ đoạn quá mức đáng sợ tí tí tách tách đạo lăng trên người có huyết không ngừng nhỏ xuống vết thương quá nhiều vết kiếm nằm dày đặc cả người đều không có một chỗ đẹp để khu vực hắn huyết chiến quần hùng tao ngộ rất nhiều trọng thương bất quá đạo lăng thân thể rất đáng sợ hắn ngoan cường vượt qua đến rồi. Đáng ghét, là ai muốn giết bản vương? Đại hắc triệt gào, cường tráng thân thể như mang long đang gầm thét, vừa nãy thiếu một chút liền xong. Đại hắc kém chút nổi giận, ánh mắt đỏ như máu, cả người đằng đằng sát khí, trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, thô bạo chết lậu quát, cho bản vương ăn, đi đưa cái này người tìm ra. Đại hắc triệt để sợ hãi, đạo lăng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới keo kiệt đại hắc, dĩ nhiên chủ động lấy ra bảo vật cho hắn, xem ra đối phương là chọc bực nó này bình ngọc xốc lên, bên trong có ba giọt âm dương thần dịch bao bọc này, để đạo lăng lấy làm kinh hải, đây chính là thứ tốt, vừa nãy hắn chính là ăn vài giọt kém chút khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Bất quá đạo lăng không cam lòng dùng, hắn cất đi, hắn biết mình vừa bước vào thoát thai cảnh sơ kỳ, nếu muốn bước vào bước kế tiếp cần rất nhiều sinh tử tôi luyện. Hiện tại hắn còn chưa tới cực hạn, hắn muốn nghiền ép tận trong cơ thể tiềm năng, đến thời điểm triệt để thăng hoa, một lần đột phá. Đương nhiên, tiền đề là đạo lăng có thể tìm được mấy vạn cân thượng phẩm nguyên. Mấy người các ngươi, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng cầm đoạn kiếm, điểm hướng về giữa trường còn sót lại năm cái người áo đen. năm cái người áo đen ở cười gằn bọn họ như là không có linh hồn, chỉ biết là giết chóc, liên thủ đi tới. ầm 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 Đạo lăng đứng bất động, khí tức nguy nga, phía sau lưng nhưng là không bình tĩnh, một tôn bàn tay lớn màu vàng ống ngang trời, ép thấp toàn bộ cổ điện, đi xuống mặt ép xuống giết năm cái người áo đen điên cuồng hét lên năm tôn sát kiếm nhằm phía trên không phục lên thô kiếm khí lớn cùng bàn tay lớn màu vàng ống đấu cùng nhau đạo lăng cầm kiếm đánh tới đoạn kiếm bạo phát từng mảng từng mảng kiếm quang màu vàng bao phủ con đường phía trước hướng về năm cái người áo đen bắt đầu cắn giết tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm đạo lăng trước mặt hư không đột nhiên nứt ra một tôn tranh sáng sát kiếm nổ ít mà đến kiếm này quá nhanh mau đến dọa người mang theo thiên ti vạn lũ hàng khí, muốn liệt thiên. Chỉ bằng ngươi cũng dám ám sát ta. Đạo lăng chấn hống, tay trái dơ lên, toàn bộ cánh tay bạo phát khủng bố thần năng, lay động, chân không nổ tung, hết thảy đều muốn sụp ra. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng song chỉ kẹp lấy lạnh lẽo lưỡi kiếm. Bạch y cái bóng con ngươi hơi co rụt lại, muốn quăng kiếm mà chạy thời điểm, đạo lăng hai con mắt lúc khép mở, bùng nổ ra một đạo khí thế khủng bố, trực tiếp đem cái bóng này cắn nát trên không trung đã chết rồi sao? Tòa ở phía sau hai mắt nhắm chặt tiểu bàn tử, hai con mắt rộng mở mở to, trong mắt có mấy cái cổ xưa mai rùa ở chìm nổi, gầm thét nói, không đúng, đây là giả, nàng ở phía sau. Câu nói này vừa mới xuất hiện thời điểm, phía sau hư không đột nhiên nửa động đậy, một tôn đỏ như màu máu tiểu kiếm nổ dết mà đến, đâm thẳng đạo lăng sau não. Đạo lăng mí mắt cũng khẽ rung, da đầu bốn nổ, nội tâm một trận sợ hãi, thật là khủng khiếp sát sinh đại đạo cho ta nạp mạng đi. Hắn chấn hống, đoạn kiếm hoành quải, áp lực vạn cân, hư không đều bị ép nhỏ bé vạn vẹo, trong này cũng thẩm thấu ra từng giọt huyết. Bạch y nữ sát thủ, bị đạo lăng đánh chết ở trong hư không. Chết rồi. Bạch y nữ chiến thần hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, huyền vực thiếu niên trí tôn, liền là ở thánh vực sông ra không nhỏ danh tiếng. Nàng quá giải cái thế lực này, một khi chết rồi một cái đệ tử kiệt xuất, sẽ dẫn tới một cái sát thần, toàn bộ huyền vực đều nên vì dừng rung rẩy. Hắn được lại là cái gì truyền thừa? Bạch y nữ chiến thần đầy hứng thú liếc mắt một cái tiểu bàn tử, cổ thái sư đệ rất hiển nhiên được truyền thừa phi thường không bình thường. Cổ thái cũng được pháp, hắn thân thể cao to, như là một tôn cự sơn ngồi xếp bằng, cổ xưa mà lại tan thương, không biết được thần thông nào, còn ở tìm hiểu. Những người này không sai, nếu như có thể thu vào dưới trướng, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, tuy rằng thực lực đều không ra sao, thế nhưng lai lịch một cái so với một cái đáng sợ. Con mắt của nàng nhảy lên một loại hưng phấn đống lửa. Nàng có một loại tâm tình, muốn đem đám người kia thu sạch vào tay dưới. Này một hồi nhìn thấy mà giật mình đại chiến mới vừa kết thúc, bên trong cung điện cổ rất nhiều ánh mắt, đều hội tụ ở hỗn độn trong cổ thư. Bọn họ đều nhìn ra rồi, đạo, tiểu hòa thượng, đại hắc, tiểu bàn tử, đều chiếm được tuyệt thế thần thông, này hỗn độn bảo thư phía trên tất nhiên còn có thần thông bằng không đạo lăng chắc chắn sẽ không huyết chiến đại địch hắn ở tranh thủ thời gian để học viện đệ tử đều nhất nhất quan sát hy vọng còn có thể tiếp tục được kinh thế thần thông thế nhưng lúc này không ai dám xông lên đạo còn đứng vẫn không có ngã xuống cầm đoạn kiếm đang chảy máu hắn có một loại cái thế khí tức ép bọn họ run sợ không ngớt ma vương ngăn trở đường liền giết cường địch không ai dám lần thứ hai xông lên đạo lăng này hỗn độn bảo thư làm sao bây giờ diệp vận cũng tỉnh lại nàng nhíu nhíu mày lại bởi vì không có chí cường thần thông. Đạo Lăng tiếp nhận hỗn độn bảo thư, con mắt sâu sắc nhìn rất nhiều mắt, tự lẩm bẩm, một người chỉ có thể được một cái, lẽ nào chí cường thần thông bị võ đế được. Hai con mắt của hắn nhìn về phía, đại ấn trên không một cái hỗn độn động, võ đế ở trong đó. Chí cường thần thông, đến tột cùng bị ai lấy đi? Đạo Lăng cau mày, võ đế phải nhận được sao? Hắn không nhìn thấy chí cường thần thông, mà võ đế đi vào liền mất tích, lẽ nào thật sự bị hắn lấy đi? hiện tại ở tìm hiểu. Ngay ở cổ điện khí tức ngột ngạt đến mức tận cùng thời điểm, âm dương lão tổ chỗ tọa hóa lỗ hổng, phi thường không bình tĩnh. Âm âm âm. Chói mắt thần hà nộ sung, có một cái đáng sợ cái bóng vọt vào, nó thật đáng sợ, toàn thân án vàng chói mắt, chính là một thân thể nhật treo lơ lửng trên không. Nó hình thể quá to lớn, đầy đủ bao trùm ngàn dặm, hai cánh dương ra, ngàn dặm hư không nứt ra. Hống. Lại là một cái bóng vọt vào, dựng đứng ở trong thiên địa, dân trào rít gào, tự hồ một tôn thần ma gào thét, tinh lực xung tới bầu trời, lệnh thiên địa rung. Không gian đường hầm rốt cục ổn định. Các cường giả đến, biết được âm dương cổ điện mở ra, chí cường thần thông hư hư thực thực hiện ra nhân thế gian, toàn bộ đều đuổi tới, muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đây là một tôn chim bằng, toàn thân ánh vàng lóa mắt, giống như một khối thần kim điêu khắc thành, bạo phát vạn trượng thần mang, soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh. Hai con mắt của nó to lớn như là hồ nước, phục lên khủng bố gợn sóng có thô to tia chớp màu vàng ống ở đánh giết thiên địa xé ra vùng thế giới này chí cường thần thông tất nhiên bị ta kim huyền được thiên bằng thân thể có tới ngàn dặm nó quá to lớn thiên địa đều không thể chứa đựng nó khi thấy một tòa hỗn độn cổ điện thời điểm trong con ngươi tránh ra vẻ hưng phấn coi như là này nhóm cường giả đối với chí cường thần thông cũng là vô cùng kích động rốt cục nó thân thể cao lớn đặt ở trên cung điện cổ trống rỗng đây là cái gì khí tức bên trong cung điện cổ một đám tu sĩ vẻ mặt đại biến cảm giác được một loại khủng bố gợn sóng cuốn vào để bọn họ đều đang phát run không được ngoại giới cường giả giết đi vào đạo lăng sắc mặt kinh biến cảm giác một tôn cự phách giết vào ép toàn bộ cổ điện đều đang rung rẩy lấy thân thể của hắn đều cảm giác được tuyệt cường áp lực toàn bộ thể xác đều muốn đổ nát này chính là cường giả khủng bố như vậy nhưng mà tình cảnh này để rất nhiều người vẻ mặt đều mừng như điên xuống đặc biệt võ điện cao thủ, từng cái từng cái kém chút ngửa mặt lên trời gào to. Ha ha, bộ tộc ta cường giả đến rồi, ta xem đạo còn có thể lật lên sóng gió gì. Võ vương bá thét dài, này không nghi ngờ chút nào là một cái hỷ sự to lớn, trực tiếp đem bọn họ tận diệt. Đạo, trọng ta thần kiếm, lần này ta muốn đem ngươi lột da tróc thịt. Thác bạc hồng âm trầm khuôn mặt rốt cục giãn ra, đến thực sự là quá đúng lúc, quả thực là muốn cái gì đến cái gì. Không được, đạo mang đến hư không trận bàn, bọn họ muốn chạy trốn chạy. Có người mí mắt kinh hoàng, nhìn thấy đại hắc lấy ra một khối đen thui trận bàn, lít nha lít nhít phù văn dâng lên, xây dựng ra một cái to lớn đường hầm hư không. Vô liêm sĩ, nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta. Võ vương bá tức giận, nếu là lần này bị bọn họ chạy mất, hết thảy đều không rồi. Đưa ta thiên tầm bảo y. Thần sơn thánh nữ cùng xông lại, muốn ngăn trở cản bọn họ lại vượt qua hư không đạo, ngươi cho ta nạp mạng đi. Yêu vực chí tôn khôi phục như cũ, cầm một tôn thần mâu nổ giết mà đến, bổ về phía đường hầm hư không. Đưa ta thần kiếm. Thác bạc hồng rít gào liên tục, theo bạo phát lại đây. Giữ hỗn độn bảo thư lại. Một đám người đều phát điên, lai lịch của bọn họ đều rất lớn, có thể nếu là đạo lấy đi hỗn độn bảo thư, liền rất khó đoạt về đến rồi. Nhưng là bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đường hầm hư không, một đám người đứng ở chỗ này mặt, hư không đại môn đóng kín, trực tiếp vượt qua đi rồi. Vù. Rốt cục, bên trong cung điện cổ, xuất hiện một cái bằng trảo, thật đáng sợ, ép thấp toàn bộ cổ điện, đem ở đây tất cả mọi người trấn áp xuống. Chí cường thần thông ở nơi nào? Đây là một đôi con mắt màu vàng ống nhìn lại, âm thanh uy nghiêm cũng nổ vang, làm cho cả cổ điện đều bắt đầu run rẩy. Tiền bối, hỗn độn bảo thư bị đạo cướp đi. Một đám người đều là trống to, trung lẫy bẫy, cảm giác được không thể xâm phạm thần uy, đây tuyệt đối là một tôn khủng bố chim bằng. Cái gì? Kim huyền phát ra nặng nề như sấm sét tiếng gào, quả nhiên có một đám người trực tiếp bị đánh chết, nó ở phát điên. Đạo kém chút chém sống tộc này dòng giỏi, hiện tại lại cướp đi nó khát vọng chí cường thần thông, nó có thể không nổi giận à. Lúc này, không ngừng có người đi vào, đến người đều phi thường đáng sợ, ở toàn bộ huyền vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Người nói cái gì? Hỗn Độn Bảo Thư bị đạo cho cướp đi. Một đám cường giả thất sắc, đạo mới là cái tiểu tu sĩ, dĩ nhiên từ này quần huyền vực hàng đầu sức chiến đấu nhân vật trong tay, đem Hỗn Độn Bảo Thư cướp đi. Lời này nói ra ai sẽ tin tưởng? Võ Vương Động cũng đi tới, biết được tin tức này, sắc mặt âm lãnh khủng bố, để Võ Vương bá bọn họ tê cả da đầu, lần này thua quá thảm, Võ Điện Tam Vương còn bị bắt sống một cái. Những cường giả này đều sốt ruột không gì sánh được, lần lượt từng cái hỏi dò. Mỗi một người đều ở hút vào khí lạnh. Đạo rất khả năng không có được chí cường thần thông, hắn triển khai chính là một môn sóng âm thần thông, mà là này hỗn độn bảo thư bên trong ghi chép không ít thần thông, đều không có âm dương trưởng manh mối. Rốt cuộc có người nói ra một câu nói như vậy, để một đám cường giả đều bình tĩnh không ít, chí cường thần thông rất khả năng còn ở. Âm dương cổ điện bên trong, võ điện một đám cường giả sắc mặt đẹp để không ít, chí cường thần thông rất khả năng bị võ đế được cũng không có thiếu cường giả đánh tới đại ấn chú ý bất quá rất đáng tiếc phàm là đụng vào tôn này đại ấn người toàn bộ đều bị đánh chết thiên bằng khiếp đảm con mắt nhìn lướt qua tôn này đại ấn cuối cùng hai con mắt của nó hội tụ ở lơ lửng ở trong hư không hỗn độn động trên trong con ngươi tránh ra một tia tia sáng một tôn khủng bố bằng trảo đưa tới chấn toàn bộ hỗn độn động bắt đầu run rẩy kim huyền đạo huynh ta khuyên ngươi vẫn là dừng tay võ vương động sắc mặt âm lãnh lạnh lùng mở miệng võ đế ở bên trong bế quan, quyết không cho phép bất luận người nào quấy rối. Thiên bằng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn đằng đằng sát khí võ điện cường giả, nó mở miệng nói, chí cường thần thông vốn là vật vô chủ, các ngươi võ điện chẳng lẽ muốn độc chiếm hay sao? Nói không sai, ta chống đỡ kim huyền đạo huynh. Một tôn to lớn cái bóng phúc bắn tới, đây là một tôn hống đứng sừng sững ở trong thiên địa, dân trào rít gào. Ta kiến nghị mở ra hỗn hỗn độn động. Một lão già ở trong hư không như ẩn như hiện, bạo phát khủng bố ngập trời khí tức, mở thanh nói rằng. Nói không sai. Âm thanh uy nghiêm nổ vang, mênh mông cùng cuộn hoàng đạo long khí uy thế mà đến, đây là một cái bóng ở trên chín tầng trời đứng chắp tay, trên người mặt long bào, khí tức khủng bố, chính là đại càng hoàng triều nhân hoàng. Mấy cái huyền vực có trọng lượng đại nhân vật đều mở miệng, còn có rất nhiều thánh địa người đều chống đỡ mở ra hỗn độn động, liền liền cùng võ điện giao hảo thế lực đều trở mặt, chí cường thần thông thật đáng sợ. Vậy thì cứ đến một trận chiến gầm thét thanh trời long đất lở, một vị áo trắng như tuyết thanh niên đi tới, phía sau dẫn dắt một đoàn tinh huyết thông thiên nhân vật tới rồi, cùng bọn họ đối lập. Hừ, ngươi một cái nhân tài mới xuất hiện, cũng dám cùng chúng ta những người này hò hét, thực sự là thật là to gan. Có một vị đại nhân vật bất mãn, đến từ thiên kiếm thánh địa, hắn trực tiếp liền ra tay, gánh vác sát kiếm xuất khiếu, bạo phát vạn trượng ánh kiếm. Ngươi không được, già rồi. Võ vương khẽ lắc đầu, mười mấy năm trước hắn liền một mình giết vào đạo tộc tộc địa, đại chiến đạo Hồng An, đã nuôi thành rất lớn ý vị. Muốn chết. Thiên kiếm thánh địa cường giả tức giận, cả người cũng giống như là một cái lão sư tử ở phát điên, cầm sát kiếm nổ ít mà tới. Cúc. Võ vương mày kiếm vào tấn, trực tiếp đoạn quát một tiếng, một quyền đánh ra thương khung rung rẩy dữ dội, chấp giật bạo phát, lệnh đạo kiếm mang này nổ tung, đánh vị này thiên kiếm thánh địa cường giả hoành bay ra ngoài. Một đám lão quái vật đều vừa kinh vừa sợ, võ điện võ vương đều đang đáng sợ đến bực này cấp độ một ít danh túc đều không là địch thủ của hắn lại có thêm mấy chục năm còn cao đến đâu thật sự có tài làm sao ngươi muốn ngăn ta trong hư không thiên bằng mở miệng con mắt nếu như hai vòng to lớn thái dương bốc cháy lên phục lên hung lực khí tức không dám võ vương lắc lắc đầu kế mà nói rằng bất quá các ngươi muốn mở ra hỗn độn động cũng muốn hỏi một chút nó có đáp ứng hay không bàn tay của hắn đột nhiên một phen một tôn cung điện cổ màu vàng ống treo ở nó lòng bàn tay trong nháy mắt hào quang chói lọi rọi sáng cửu thiên thập địa như một tôn viễn cổ thiên phượng đang thức tỉnh vì thế khủng bố mênh mông như biển rộng lăn lộn ép quần hùng đều tóc gáy dựng thẳng như đối mặt đại họa thánh binh một đám cường giả kém chút hù chết võ điện dĩ nhiên đem thánh binh đều mang đến nếu như tôn này khủng bố thánh binh đánh xuống người ở chỗ này đều sẽ bị xóa bỏ đi đây chính là thánh binh uy năng hừ được lắm võ vương làm sao ngươi dựa vào một tôn thánh binh muốn đem bọn họ đều diệt cho rằng ta bằng tộc không có à thiên bằng quát lạnh phản bối không dám chỉ là muốn nói nơi này còn tồn tại thời đại thái cổ thiên địa nếu là thánh binh đấu hủy diệt rồi nơi này vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất võ vương lạnh nhạt nói câu nói này nói đến trái tim tất cả mọi người khảm trên nơi này chính là một tôn thánh địa bọn họ đều không muốn bởi vì thánh binh ở trong này va chạm mà hủy diệt nơi này đại đa số người nhưng là đang do dự, bọn họ muốn lấy được trí cường thần thông. Ta xem vẫn là như vậy đi, chờ võ đế đi ra chúng ta cố gắng hỏi một chút, nếu như hắn được trí cường thần thông, đến thời điểm để hắn giao ra đây chính là. Có người nói ra một câu nói như vậy, để rất nhiều người đều gật đầu, rốt cuộc trí cường thần thông võ đế đến cùng có phải hay không đến vẫn không có xác nhận, như vậy khai chiến hậu quả bọn họ đều không thể chịu đựng. Như vậy cũng tốt. Bọn họ đều gật đầu, tán thành thuyết pháp này, ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía võ điện, võ vương động chỉ cần nhắm mắt đáp ứng, đây là cuối cùng đường lui. Quần hùng đều phi thường hài lòng, bọn họ cũng không lo lắng võ điện đến thời điểm đổi ý, nơi này có thể hội tụ huyền vực 9 phần 10 đại nhân vật, trừ phi bọn họ muốn võ đế chết, bằng không tất nhiên sẽ đáp ứng cái điều kiện này. Tộc lão, ta kém chút đã quên, kỳ thực lần trước liền thiếu một chút liền giết chết đạo, nhưng là không nghĩ tới tinh thần học viện người nhúng tay, đem đạo cấp cứu đi rồi võ vương bá liền vội vàng nói lá gan của bọn họ quả thực là quá to lớn lại dám cùng ta võ điện đối nghịch được lắm tinh thần học viện xem ra lần này không đem bọn họ diệt liền không biết trí nhớ võ vương động sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được trực tiếp liền dặn dò xuống ít ngày nữa liền bình điều tinh thần học viện quan trọng nhất chính là đem đạo dẫn ra cầm lại hỗn độn bảo thư đây là tất cả mọi người đều đỏ mắt đồ vật võ điện muốn cướp động thủ trước đem đạo dẫn ra Âm dương cổ điện bên trong chuyện đã xảy ra, căn bản không có bảo tồn bao lâu, liền điên cuồng truyền khắp toàn bộ huyền vực. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyền vực bạo phát ngập trời động đất. Ngươi nói cái gì? Đạo chiến thắng yêu vực chí tôn, đây là thật giả? Yêu vực chí tôn a. Không cái gì có thể nói, chỉ cần này một cái, đầy đủ làm cho cả huyền vực bạo phát động đất, vô số người điên cuồng, rất nhiều người kích động, có người đều đang gầm thét. Ngày xưa yêu vực rất nhiều thiên kiêu đi tới Hỏa Linh Thành, đối với huyền vực kỳ tài tất cả làm nhục thế hệ trước cường giả đều cảm giác rất lớn sỉ nhục nhưng là yêu vực chí tôn thất bại vượt vực, vực chinh chiến lại thua ở huyền vực trời ạ à, quá khó mà tin nổi chúng ta huyền vực dĩ nhiên có thể đi ra nhân kiệt như vật đánh bại yêu vực chí tôn yêu vực chí tôn vượt vực, vực mà đến lại bại trận mà về đây là hỷ sự to lớn a à, chúng ta huyền vực rốt cuộc muốn cuộc khởi thế hệ trước thán phục cảm giác huyền vực muốn đi ra đến một vị thiếu niên chí tôn mà là quan trọng nhất chính là đạo lực ép quần hùng, được hỗn độn bảo thư. Chính là không biết trí cường thần thông đến cùng bị ai được, có người nói 89 phần 10 bị võ đế được, bởi vì hắn từ bắt đầu đến kết thúc, liền không hề lộ diện. Đại đa số người đều liên quan đến trí cường thần thông, bởi vì loại thần thông này thật đáng sợ, có thể ảnh hưởng một vực cách cục. Đạo thực sự là nghịch thiên rồi, ta phỏng chừng hắn sớm muộn muốn cùng võ đế một trận chiến. Ta có một loại dự cảm, ngày này nhanh hơn chính là không biết là lúc nào. Huyền vực rất nhiều người đều cảm giác một hồi đỉnh phong tranh tài muốn bắt đầu rồi, trước đây phỏng chừng rất nhiều người rất khó coi đạo lăng, nhưng là hiện tại có không ít người xem trọng hắn. Rốt cuộc hắn đánh bại yêu vực chí tôn, đây là chuyện lớn bằng trời, chứng minh sức chiến đấu của hắn. Hừ, đạo có thể hay không sống sót cùng võ đế một trận chiến còn là một rất lớn vấn đề, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn à. Liền thánh nhân thế gia, thái cổ thần sơn đều bắn tiếng, muốn đạo đầu có người đang cười lạnh, toàn bộ huyền vực đã gió nổi mây vần, đạo ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, không biết giết đi bao nhiêu kỳ tài, những người này đều là các đại cổ xưa gia tộc dòng chính nhân vật, hiện tại đều chết ở một một người trong tay, đã triệt để làm tức giận những gia tộc này, cường giả đã phát động rồi, muốn bóp chết đi đạo. Nói không sai, tục truyền nghe đạo thân thể nghịch thiên, liền yêu vực chí tôn đều không phải là đối thủ của nó, ta phỏng chừng hắn muốn đột phá khó như lên trời không có một chút nào thế lực chống đỡ còn muốn cùng võ đế đấu quả thực là nói mơ giữa ban ngày lần này rất nhiều đại nhân vật mở miệng cười nhạt không ngừng cảm giác một cái tiểu thổ dân muốn cùng đứng ở trên chính tầng trời võ đế tranh đấu đây là ở mơ hảo khẩu khẩu tương truyền đạo lúc này liên tiếp vượt qua hư không tiêu tốn mười mấy cái hư không trận đài đi tới một mảnh trong sa mạc rộng lớn nơi này nên an toàn đoàn người đi ra nhân số nhiều vô cùng tinh thần học viện đệ tử đều ở bên trong khuôn mặt bọn họ tràn trề vẻ hưng phấn. Đại sư Huynh, ta chiếm được một môn đánh giết thần thông, là trong truyền thuyết xích nguyệt thần thông. Ta cũng được, chính là ngũ nhạc thần thông, cũng diễn hóa ra năm tôn núi lớn trấn áp cường địch. Tinh thần học viện một đám người hưng phấn nghị luận, có năm người đều chiếm được thần thông, tuy rằng cùng đạo lăng bọn họ được có chênh lệch rất lớn, thế nhưng loại thần thông này ở học viện cũng rất khó tìm đến có thể sánh vai. Hảo, xem ra hỗn độn bảo thư ghi chép không chỉ là 30 thần thông, phỏng chừng rất nhiều tiểu thần thông tồn tại, số lượng nên rất nhiều. Đạo Lăng cũng phấn chấn, này giống như nắm giữ một môn bảo sơn. Mặc dù đối với hắn không trọng yếu, thế nhưng đối với học viện mà nói, ý nghĩa trọng đại. Nếu như hỗn độn bảo thư rơi vào vỏ điện trong tay, hậu quả khó mà lường được, bọn họ nhất định có thể mượn cơ hội đến đến lượng lớn thần thông. Một đám không lương tâm, có cái gì tốt nói, không phải là mấy cái tiểu thần thông à. Càng giao phát điên, nhất là đại càng hoàng triều thiên chi kiêu nữ, nàng cái gì cũng không từng được. Chính là A, à, nhìn một cái các ngươi điểm ấy tiền đồ, loại thần thông này ở chúng ta tụ bảo các đạt được nhiều là. Tử Ngọc một trận mài răng, đối với hỗn độn bảo thư canh cánh trong lòng. Những này thần thông nàng tự nhiên đều không lọt nổi mắt xanh, nhưng là đối với đạo lăng, đại hắc cùng tiểu hòa thượng được ba môn cũng bố thần thông, đó là trong mà thèm không gì sánh được. Đạo lăng lắc đầu bật cười, nội tâm cũng không làm rõ được, hai người bọn họ làm sao cái gì đều không được. Diệp vận gò má tràn trề vẻ cao hứng, nàng được không là thần thông, mà là một tôn trí cao vô thượng nhân vật, luyện chế đang dược quá trình. Nàng cảm giác nếu là bế quan một quãng thời gian, thuật luyện đang tuyệt đối sẽ tiến hành một lần bay vọt. Tiểu đầu trọc, mau đưa ngươi lục tự chân ngôn lấy ra cùng chung. Đại hắc đã vội vã không nhịn nổi, lục tự chân ngôn thật đáng sợ, đại đế khai sáng Pháp. A-di-đà Phật, Pháp này tiểu tăng có thể không bản lĩnh truyền cho ngươi tiểu hòa thượng lại cười nói ngược lại ngươi đế thính bí thuật có thể để cho tiểu tăng tìm hiểu tìm hiểu đạo lăng khẽ gật đầu hắn được vô lượng đạo tổ thời điểm lúc trước nhưng là có đại đạo dấu vết mạnh mẽ đánh vào trong biển ý thức của hắn đây chính là thể hồ quán đỉnh vô thượng thủ đoạn muốn đem loại này cấp số thần thông truyền đi trên căn bản là không thể trừ phi có thể tìm hiểu thấu đáo nhưng là phi thường khó khăn ta muốn tìm một chỗ bế quan đạo lăng hai con mắt ở bốn phía dò xét một hồi liền mang theo người mở ra một cái động phủ vết thương trên người hắn thế rất nặng tao ngộ rất nhiều nội thương phải hao phí không ít thời gian chữa thương mới được đúng rồi ở âm dương động bên trong tu hành sư đệ các sư muội có thể hay không xảy ra chuyện gì lúc này đạo lăng vẻ mặt khẽ biến đại sư huynh yên tâm đi những sư đệ này sư muội lai lịch đều lớn vô cùng liền coi như bọn họ bị võ điện cường giả phát hiện bọn họ cũng không dám nắm những hài tử này như thế nào, huống hồ chúng ta từ học viện lúc đi ra, trưởng lão liền giao cho bọn họ hai bộ trở lại học viện trận bàn, ta phỏng chừng bọn họ ứng nên về rồi, chỉ là đáng tiếc chỗ kia bảo địa. Một cô gái vội vã đáp lại. Vậy thì tốt. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, bọn họ đều là học viện nhân tài mới xuất hiện, nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, đạo lăng chính là tội nhân. Chợt, hắn ngồi xếp bằng xuống, đối với người xung quanh nói rằng, ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian, nhìn có thể hay không tìm tới đột phá công xiền. Tinh thần học viện một đám người đều là gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm nghị, lần này sự tình nhưng là không phải chuyện nhỏ, võ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa, bọn họ đánh giá đại sư huynh cùng võ đế một trận chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Tiểu tử này đột phá phỏng chừng rất khó. Đại hắc nhíu mày, cần nguyên nhiều vô cùng, phỏng chừng là một bút thiên đại con số. Ta xem chờ đạo lăng thức tỉnh, có thể đi thần châu. Tiểu Bàn tự ánh mắt sáng lên, lấy Đạo Lăng bây giờ đối với địa sư thủ đoạn nắm giữ, có thể đi thần châu thần thành cắt nguyên. Nơi đó ngược lại chỗ tốt, bản vương đã không thể chờ đợi được nữa. Đại Hắc nhếch miệng rộng cạc cạc cười, thần thành thật đáng sợ, bên trong đều là đánh bạc phòng, trên căn bản đều là thâm nguyên cổ khoáng bên trong mỏ nguyên, có thể cắt ra thiên địa kỳ trân. Hừng, chờ chuyện này thoáng lắng lại, chúng ta liền đi thần thành. Cổ Thái cũng là gật gật đầu, trong động phủ rất nhanh yên tĩnh lại. Một cái học viện đệ tử nhỏ giọng nói, "Đại sư tỷ, mấy người chúng ta về học viện trước, phỏng chừng chúng ta không ở khoảng thời gian này, thanh tộc người lại đang gây phiền phức, lần này ta muốn cho bọn họ đẹp đẽ." Kể từ cùng thanh tộc các đức, học viện vẫn cùng thanh tộc phát sinh ma sát, tiểu một đời người trên căn bản mỗi ngày tranh đấu. Bất quá học viện người ở lần này rèn luyện bên trong, thực lực tăng lên lớn vô cùng, mà là vài cái đều nắm giữ ghê gớm thần thông. "Đi thôi, lần này các ngươi tu hành đều tăng nhanh như gió." thanh tộc đã không có thực lực và các ngươi tranh đấu, bất quá cũng không muốn quá lộ liễu, ta phỏng chừng võ điện sẽ không giảng hòa, để học viện trưởng lão đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp vận gật gật đầu. Tinh thần học viện người đều rời đi, càng giao cùng tử ngọc ở ngày thứ hai cũng đi rồi, các nàng đi ra thời gian quá dài, nếu như trong tộc không tìm được các nàng, e sợ sẽ phát sinh chuyện rất lớn. Đại hắc cũng không an phận, mang theo giả bác quân bọn họ hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến, tiểu hòa thượng cũng theo đồng hành đi vào. Đạo Lăng vẫn ở bế quan tu luyện, chữa thương tiêu tốn thời gian phi thường trường, đầy đủ nửa tháng mới khôi phục như cũ. Lần này liên tiếp chinh chiến, Đạo Lăng cảm ngộ rất sâu, cảm giác mình động thiên còn chưa đủ mạnh, có chút quỷ dị bí thuật vẫn như cũ có thể giết đi vào. Tòa này lớn lao động thiên huyền ở trên không, phục lên ngàn sợi điềm lành, nội bộ mờ mịt, linh sơn núi lớn có thể thấy được, càng có âm dương nhị khí ở bên trong chìm nổi. Động thiên rủ xuống từng cái từng cái thiên địa tinh hoa, tràn ra hơi thở sự sống, tỏa ra đại đạo thanh âm, nội bộ có đại dấu vết của đạo đang tràn ngập. Đạo lăng lấy ra trong tàn kinh các được cốt sách, nghiền ngẫm đọc phía trên này ghi chép các loại đạo pháp, từng bước thôi diễn động thiên. Ầm một tiếng, động thiên bên trong dâng lên cuồn cuộn tạo hóa chi khí, dâng lên ráng lành, phi thường khủng bố, bù đắp thiên địa, diễn biến đạo pháp. Xem ra ta muốn lợi dụng được những tạo hóa chi khí này mới được, ta mở ra chính đại tạo hóa khiếu huyệt, thần bí nhất chính là những tạo hóa chi khí này nhưng là ta nhưng lại không biết nên làm gì lợi dụng những tạo hóa chi khí này nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác như vậy liền bế quan đi đạo lăng nhíu nhíu suy nghĩ một hồi liền không nhanh không chậm tiến vào ngộ đạo bên trong hắn biết càng về sau tu hành liền càng khó cần tìm hiểu thiên địa đại đạo hoàn thiện tự thân đạo pháp như vậy mới có thể đi càng xa hơn con đường này cũng phi thường gian nan thời gian cực nhanh khoảng cách tranh cướp hỗn độn bảo thư đã thời gian một tháng đi qua đây là một mảnh đại sa mạc, thiên địa nhiệt độ lăn đau nóng bỏng, khô khan không gì sánh được, có rất ít sinh linh tê tê. Có một chỗ nhưng là không bình tĩnh, một tòa lớn lao tịnh thổ huyền ở trên không, dâng lên ráng lành, đem thiên địa đều nhụn đẫm huyến sáng lóa mắt. Tòa này động thiên phi thường đáng sợ, to lớn mà lại khủng bố, nội bộ đạo âm ầm ầm, lệnh khắp nơi đều đi theo bắt đầu rung rẩy. Một cái thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở động thiên bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, tay nắm pháp ấn, đột nhiên vừa nhìn thật giống là một tôn trích tiên ngồi xếp bằng, kỳ ảo mà lại an lành. Lúc này, hắn cả người khí tức bỗng nhiên bạo phát, nắm đấm nắm bảo ấn, tràn ra thiên ti vạn lũ sát phạt khí, muốn liệt thiên. Cùng lúc đó, toàn bộ động thiên đều đang phập phòng, đại địa bên trong tràn ra từng cái từng cái tạo hóa chi khí, hiện năm màu vẽ, có tạo hóa vạn vật công hiệu. Hung mảnh dân trào tạo hóa chi khí, giờ khắc này như trăm sông đổ về một biển, điên cùng tụ hợp vào đạo lăng quyền tâm đạo lăng nắm đấm tỏa ra gợn sóng, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, phục lên một loại tạo hóa chi khí, lệnh thiên địa rung 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 rung. Bạch hổ tinh túc ấn. Đạo lăng hai con mắt mở to, đoạn quát một tiếng, nắm đấm kích thiên. ầm ầm ầm. Tạo hóa chi khí dâng lên, tự hồ phá tan thương khung, thẳng tới vực ngoại, lệnh vực ngoại chồng sao theo bắt đầu rung rẩy. Ở dịp vận chấn động dưới ánh mắt, bầu trời này bên trên, rủ xuống từng sợi từng sợi ống ánh lóa mắt tinh thần chi lực, những năng lượng này đang lấy tốc độ đáng sợ tụ hợp vào đạo lăng quyền bên trong. nguyên lai like đây chính là bạch hổ tinh túc ấn chân chính hàm nghĩa. diệp vận tay ngọc nắm chặt đứng lên đến kích động nói. không trách cần mở ra tạo hóa khiếu huyệt mới có thể tu luyện. nguyên lai like này tạo hóa chi khí có thể thông thiên triệt địa tiếp dẫn chồng sao lực lượng diễn hóa ra một môn sát sinh đại thuật. diệp vận cũng nắm giữ bạch hổ tinh túc ấn thế nhưng không biết nên làm gì phát huy ra uy năng. đạo lăng cú đấm này cho nàng dẫn dắt. Nếu là như vậy, cái môn này tạo hóa bí thuật thần uy, có thể vô hạn phóng to. Hống. Một tôn to lớn bạch hổ giá lâm trong thiên địa, thần uy ngập trời, đạp tinh hà mà đi, nó khí thôn sơn hà, hô hấp khắp nơi đều đi theo nổ vang, trung trung, uy năng quá mạnh mẽ. Có bạch hổ thần uy, cái môn này bí thuật thần uy lập tức tăng cường một đoạn dài. Diệp vận hưng phấn nói, có thể cảm giác được tôn này bạch hổ đáng sợ, thật giống là chân thực bạch hổ hạ xuống đại địa, uy thế tứ phương huyền vực tinh túc ấn. Đạo lăng quyền ấn chuyển động, lại nổ ra một quyền, lệnh vực ngoại chồng sao chấn động, hạ xuống chồng sao lực lượng, hội tụ ra một tôn khổng lồ huyền vũ, ở trong thiên địa dân trào rít cao. Đây là bạch hổ cùng huyền vực chìm nổi ở động thiên bên trong, thôn nguyệt mà khiếu, bạo phát khủng bố ngập trời khí tức. Rốt cục lĩnh ngộ ra chân chính tạo hóa bí thuật, phối hợp với động thiên phát động, quy năng tâm đầu ý hợp. Đạo lăng phấn chấn, hưng phấn nói nếu có thể tìm tới chu tước ấn cùng thanh long ấn tứ tượng tinh túc ấn đồng thời xuất thế e sợ sẽ là một môn cực kỳ khủng bố thần thông mà là quan trọng nhất chính là bạch hổ cùng huyền vũ ở động thiên bên trong chìm nổi phục lên khủng bố gợn sóng chưa từng tản đi hắn tin tưởng nếu là yêu vực chí tôn hiện tại phát động yêu thần trưởng tuyệt đối không đánh vào được bởi vì sẽ bị huyền vũ cùng bạch hổ cắn nuốt mất đây chính là tạo hóa khiếu huyệt tác dụng quả thật là đáng sợ a à không trách người người đều muốn mở ra tạo hóa khiếu huyệt, nguyên lai phối hợp bí thuật sẽ có kinh khủng như thế tác dụng, thậm chí tương lai đối với thực lực ảnh hưởng phi thường sâu xa. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, hắn ở tạo khí cảnh thúc đẩy đến một cái đại viên mãn, ở cảnh giới này hắn có vô địch ngạo khí, mà cảnh giới này đối với tương lai ảnh hưởng phi thường sâu xa. Trong thiên địa dị tượng tản đi, Đạo Lăng bước chân rơi trên mặt đất, ánh mắt dò xét ở bốn phía, đối với Diệp Vận kinh ngạc nói. Làm sao chỉ một mình ngươi? bọn họ đều đi nơi nào? nghe vậy, diệp vận bật cười nói, cái tên nhà ngươi đều bế quan một tháng, đối với chuyện bên ngoài không có chút nào rõ ràng. một tháng? đạo lăng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới bế quan thời gian dài như vậy. chuyện này, nội tâm của hắn trùng mình võ đế đến cùng có không có được chí cường thần thông? hy vọng tình huống sẽ không hỏng bét như vậy. trong thiên địa chí cường thần thông đến tục cùng là hình dáng gì ta không biết, thế nhưng bị liệt chí cường e sợ không là đơn giản thần thông. Đạo Lăng cầm nắm đấm, hắn biết cùng võ đế một trận chiến càng ngày càng gần. Đúng rồi, lần này ta từ học viện đi ra, các trưởng lão để ta xin ngươi trở về một chuyến, nói là có vài thứ muốn giao cho ngươi. Diệp Vận đi lên phía trước, mái tóc hơi tung bay, tươi đẹp môi đỏ hé mở. Ngược lại cũng phải đi, lần này võ điện không biết có thể hay không đối với học viện ra tay, ta xem hay là đi phụ cận của thành, nhìn có thể hay không được một ít tin tức đạo lăng ở cái này trong động phủ lưu lại một hồi dấu ấn, để ngừa đại hắc bọn họ quay lại đến không tìm được chính mình, sau đó liền hướng về trong sa mạc rộng lớn bôn tập. Cái này đại sa mạc phi thường bao la, dấu chân rất ít, đạo lăng cùng diệp vận cúi đầu chạy cả ngày đều không tìm được đường, bất quá để hắn vui mừng chính là nhìn thấy một cái quen thuộc địa phương. Chúng ta dĩ nhiên đi đến hỏa thần sơn, này xem như là trở lại chốn cũ chứ. Diệp vận che miệng cười nói, liếc mắt một cái đạo lăng, chú ý tới thiếu niên không bình thường sắc mặt nàng cười nói làm sao xem ngươi có chút sợ sệt đạo lăng nhắm mắt nói cũng còn tốt nơi này không phải là nơi tốt lành đạo lăng nhưng là trộm chút long tàn bảo khố trộm nó gối lấy đi âm dương đạo thạch cắt ra đến một tôn kỳ lân pháp ấn nếu là chút long phát hiện sự tồn tại của hắn đến thời điểm nhưng chính là trời cao không đường dưới không cửa cũng không biết khổng tức hiện tại hoàn hảo sao đạo lăng bước chân rơi trên mặt đất trong con ngươi tránh ra một tia tư tưởng niệm vẽ tuy rằng bọn họ thời gian chung đụng rất ngắn ngủi thế nhưng có chút dấu vết đã sâu sắc dấu ấn đến trong đầu tâm tư cực nhanh một hồi đạo lăng bị bốn phía hỗn độn tình cảnh thức tỉnh hắn có chút nghi hoặc ánh mắt dò xét bốn phía bởi vì nơi này rất nhiều người kỳ quái hỏa thần sơn không là phục lên quá mà nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy đạo lăng phi thường không rõ rất nhanh hắn phát hiện một cái không bình thường đồ vật bởi vì tòa thứ chính hỏa thần sơn dĩ nhiên sụp ra một cái miệng lớn sao có thể có chuyện đó đạo lăng vẻ mặt kinh biến nơi này là cửu cực chi địa giống như thiên nhiên tuyệt thế sát trận là ai có bản lãnh cao như vậy dĩ nhiên phá tan rồi hỏa thần sơn đương đại cường giả có ai có như thế bản lĩnh đạo lăng một trận hải hùng khiếp vía hắn rất nhanh chạy đi tới đối với một lão nhân hỏi dò muốn biết chuyện đã xảy ra thiếu niên lan ngươi còn không biết a à. lão nhân phi thường kinh ngạc bởi vì chuyện này trên căn bản toàn bộ hỏa vực người đều rõ ràng lão nhân gia này hỏa thần sơn không là thời đại thái của liền tồn tại à vì tòa thứ chín liền sụp ra đạo lăng truy hỏi muốn biết đáp án chuyện này nói đến liền nói dài ra lão nhân một trận mặt mày hớn hở này muốn từ đạo bắt đầu nói tới a à? ấy đạo lăng kinh ngạc diệp vận che miệng cười ngươi cũng không biết đạo từ khi tiến vào này hỏa thần sơn sau hỏa thần sơn vẫn không bình tĩnh ngay ở đạo tiến vào âm dương lão tổ động phủ này, hỏa thần sơn một ngày so với một ngày không bình tĩnh, mỗi ngày đều có tiếng khóc truyền đến. Tiếng khóc. Đạo lăng kinh ngạc, chuyện gì thế này? Chuyện này nói đến cũng tà môn, lúc đó chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là liền một tháng trước, tòa thứ chính hỏa thần sơn liền sụp ra một cái miệng lớn. Lão nhân đều một trận hải hùng khiếp vía, không biết là người phương nào cái gọi là, lại có loại đại thần thông này. Xác thực rất quái thật đấy, chỉ sợ là chút Long cũng không bản lãnh này. Đạo lăng chật lưỡi. Này đáng nhắc tới chính là, tòa thứ chính hỏa thần sơn cũng là phun ra không ít hỏa diễm, rất nhiều người đều chiếm được, mà là ngay ở mấy ngày trước đây, chúng ta viêm thành, viêm gia tam tiểu thư, còn phải đến một đoàn thiên hỏa đây. Lão nhân tràn đầy phấn khởi nói rằng, viêm gia, tam tiểu thư. Đạo lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt, là viêm mộng vũ. Tiểu nha đầu này, dĩ nhiên được một đoàn thiên hỏa, thật là không có nghĩ đến, cũng không biết hiện tại của nàng tu hành làm sao, vừa vặn lần này tiện đường đi xem hắn một chút. Đạo Lăng cũng cười cợt, bất quá lão nhân lời kế tiếp để sắc mặt hắn khó coi. Đáng tiếc a, à, viêm gia quá nhỏ, tuy rằng được thiên hỏa, thế nhưng có thể không gánh nổi a, à, có người nói Hỏa Thần Sơn kỳ tài đã qua, muốn chiếm được này đoàn thiên hỏa. Lão nhân thở dài. Thiên hỏa phi thường quý giá, căn bản không là một cái gia tộc nhỏ có thể nắm giữ. Hỏa Thần Điện cường giả đã sớm động tâm vẫn đang ép ép viêm gia giao ra thiên hỏa. Hỏa thần điện. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, nói với Diệp Vận. Chúng ta đi, hiện tại đi viêm thành. Há, đều nghe ngươi. Diệp Vận gật gật đầu, cảm giác đạo lăng nên cùng cái này viêm mộng vũ nhận thức, nàng cũng không do dự liền đi theo. Mới vừa đi mấy bước, đạo lăng cau mày, bởi vì có cái tóc trắng như tuyết, ăn mặc trách nát đạo bào lão nhân ngăn cản đường đi của hắn. Lão nhân này năm tháng rất lớn, sợi tóc trắng như tuyết, trên gương mặt nếp nhăn phi thường sâu hai mắt vẫn đục nhìn đạo lăng điên điên khùng khùng nói đều chết rồi đều chết rồi tất cả đều chết rồi lão nhân gia ngươi làm sao đạo lăng vội vàng nói cái gì đều chết rồi tất cả đều chết rồi một cái đều không còn liền còn lại ta viêm đế cũng không còn vì sao lại như vậy tại sao ta còn sống sót sợi tóc trắng như tuyết xem ra phi thường chán nản lão nhân điên điên khùng khùng nắm lấy đạo lăng cổ áo biết mà, đại đế đều không còn, ta còn sống sót, ta còn sống sót. Đạo lăng khuôn mặt đều là vừa kéo, ông lão này lại nói đại đế. Loại này tồn tại cố sự, liền là điển tịch trên cũng không tìm tới, này phỏng chừng là người điên chứ. Diệp vận cũng phi thường không nói gì, cư nàng hiểu rõ, phía trên thế giới này căn bản cũng không có đại đế, chỉ có xa xôi thời đại thái cổ, mới đi qua như vậy vang dội cổ kim nhân vật. Thái cổ niên đại đó khoảng cách hiện tại nhưng là có nhanh trăm vạn năm lão nhân xem ra già nua, mặt trên người đạo bào cũ nát, không biết mặt thời gian bao lâu, hắn điên điên khùng khùng, nói nói không rõ. Đạo lăng lắc lắc đầu, cần phải đi trước viêm thành, bất quá sau đó trong mắt của hắn bạo phát một đạo ống ánh thần huy. Bởi vì hắn phát hiện lão nhân này cầm lấy hắn cổ áo bàn tay, như là hai cái chân long bàn ngoạ, hắn dĩ nhiên mảy may đều không lay động được. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng vẻ mặt kinh biến, ông già này lai lịch gì? sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế, lẽ nào là một tôn vương đạo cường giả vẫn không được. Tiền bối ngươi. Đạo lăng theo dõi hắn hỏi dò, một cái vương đạo cường giả là một người điên. Diệp vận trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, nàng cũng phát hiện không bình thường, đạo lăng thân thể là biết bao khủng bố, nhưng là lão nhân này dĩ nhiên có thể tóm lại cổ áo của hắn. Đều chết rồi, đều chết rồi. Lão nhân vẫn đang lầm bầm lầu bầu, hắn thương long bình thường bàn tay buông ra đạo lăng cổ áo, nỉ non, hướng về xa xa đi đến. Lão nhân động tác run run rẩy rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể ngã chổng vó, thế nhưng phương viên này như là đang thu nhỏ lại, hắn một bước bước ra, tay áo lớn phiêu phiêu, dĩ nhiên vượt qua đến đường chân trời phần cuối. Sao có thể có chuyện đó? Diệp vận vẻ mặt kinh biến, tốc độ của hắn, thật là khủng khiếp. Đây là xúc địa thành thốn. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một lần ống ánh thần quang, là thất thanh, hắn lập tức lôi diệp vận bàn tay, hướng về lão nhân điên cùng đuổi theo. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật khủng bố, dĩ nhiên nắm giữ súc địa thành thốn, đây chính là 72 đại thần thông. Đạo lăng điên cùng đuổi theo mấy dặm, thân thể cứng ngắt xuống, toàn bộ thiên địa đều không nhìn thấy của hắn cái bóng, biến mất không còn tâm hơi. Đạo lăng run rẩy run rẩy một cái, quát, lão này lai lịch gì, dĩ nhiên sẽ xúc địa thành thốn loại này thất truyền bí thuật. Đây chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, đây cũng quá đáng sợ, ta phỏng chừng lão nhân này đã đi rồi mấy trăm dặm. Diệp vận trợn mắt liếu lưỡi, cũng không nghĩ tới ở đây, gặp phải một vị kỳ nhân. Hắn vừa nãy đang nói đại đế. Đạo lăng trừng hai mắt, không nhịn được mở miệng, ông già này ngã xuống đất là ai, tại sao nói đều chết rồi, liền hắn còn sống sót. Không biết. Diệp vận cười khổ, tuy rằng lão nhân này rất nghịch thiên, thế nhưng hắn nhấc lên đại đế, điều này làm cho nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, đại đế thời đại kia đối với nàng mà nói, quá xa xưa, không cách nào đến theo đuổi. Đạo Lăng Phi thường không hiểu, bỗng dưng hắn muốn lên hỏa thần sơn, hỏa thần sơn dị tượng, có thể hay không là lão nhân này làm ra. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng cũng không làm rõ được, chuyện như vậy không tốt đoán, bất quá dưới mắt hắn không thời gian suy tư những này, mà là cùng dịp vận đồng thời hướng về viêm thành phi thường chạy đi. Viêm thành cách nơi này rất gần, lấy Đạo Lăng cước lực, gần nửa ngày liền tới rồi. Đây là một tòa rất cổ xưa thành, thế nhưng không phồn hoa, vách tường cũng phi thường cũ nát, đứng sừng sững ở trên đường chân trời, có một loại hơi thở của thời gian. Đây chính là viêm thành, có người nói này viêm thành giống như hỏa linh thành cổ xưa, bất quá nơi này nằm ở cằn cỗi khu vực, cường giả trên căn bản đều không có. Diệp vận con ngươi nhìn tòa thành cổ này, quay đầu nói với đạo lăng, làm chú ý tới hắn nhìn chầm chầm cổ thành trầm mặt không nói dáng vẻ, liền hơi nhíu mày, cũng không có nói đánh gãy hắn. Đạo lăng hai con mắt phát sáng, hơi có nhăn hình thiên địa nhãn hiện ra án vàng, này liếc mắt xem thấu cả rồi tầng tầng thiên địa, thẳng tới trong cái cổ thành này tâm. Mơ hồ, đạo lăng nhìn thấy một đạo thật khí lưu màu vàng ống nhảy vũ lên bầu trời, biến thành một tôn chân long, phục lên vạn ngàn thần diễm, dân trào riết cào. Đạo lăng hai con mắt mở to, con ngươi đều trợn lên rất lớn, giật mình ánh mắt nhìn, thế nhưng này dị tượng liền biến mất không còn tâm hơi. Lẽ nào vừa nãy là ảo giác, vì sao ta cảm giác được chí cường khí tức? Đạo lăng tâm thần nghi ngờ không thôi, cảm giác ngày này từng trải quái lạ sự tình quá nhiều, để hắn có một loại ảo giác. Mới vừa tiến nhập bên trong tòa thành cổ, Đạo Lăng liền nghe đến rất lớn tiếng bàn luận. Có nghe nói hay không, võ đế đã ở hỗn độn động bên trong ở một tháng, hắn vẫn không có đi ra, người nói hắn ở bên trong làm gì. Lấy võ đế thiên phú, vô cùng có khả năng ở tu hành trí cường thần thông, cho nên mới phải tu luyện lâu như vậy. Ta cũng có loại dự cảm này, võ đế 89 phần 10 được trí cường thần thông, đạo nguy hiểm, võ đế nếu là nắm giữ bực này thần thông, đạo mảy may phần thắng đều không còn. Nghe được bốn phía ngôn luận, đạo lăng cao mày, hắn không nghĩ tới võ đế còn chưa có đi ra. Thôi, trước tiên không muốn những thứ này, trước tiên đi xem xem viêm mộng vũ hiện tại làm sao, không biết nha đầu này hiện tại hoàn hảo à. Đạo lăng nặng nặng ngón tay, đối với bốn phía người đi đường hỏi đường, liền hướng về viêm gia đi đến. Viêm gia ở viêm thành cũng là số một số hai gia tộc lớn, phủ trạch to lớn, diện tích ngàn mẫu, môn thính hùng vĩ. Cửa lớn, một cái tháp sắt bình thường tráng háng đứng sừng sững, đối diện hướng về người đi đường, đều là dùng giống như giả thú ánh mắt nhìn chằm chằm. Bốn phía đi ngang qua người đều tê cả da đầu, căn bản liền không dám hướng về viêm trong nhà xem, vị này viêm đại hổ nhưng là viêm gia đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, nửa năm qua một đường cuộc khởi, tu hành phi thường cao cường. Xem ra viêm đại hổ tu luyện môn này thân thể công pháp, thực lực tăng cường rất lớn. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía viêm đại hổ, khẽ gật đầu, rồi cùng Diệp Vận dắt tay nhau mà đi. Viêm đại hổ cầm một tôn chiến mâu, như là một cái tháp sắt đứng ở cửa lớn, khi thấy một đôi khí chất phi phàm nam nữ đi tới chi khắc, của hắn mặt liền kéo xuống. Các ngươi đứng lại cho ta, đều nói rồi thiên hỏa không bán chính là không bán, các ngươi hỏa thần sơn không nên kinh người quá đáng. Viêm đại hổ nổ hống đứng dậy, khí thế hùng hổ, tâm thần cũng căng thẳng, mấy ngày nay hỏa thần sơn đi ra rất nhiều kỳ tài đến viêm gia đến, chính là vì viêm mộng vũ được thiên hỏa toàn bộ viêm gia đều sợ muốn chết, viêm gia ở hỏa thần điện trước mặt chính là dung dế bình thường tồn tại, bọn họ muốn thiên hỏa tự nhiên nhẫn nhịn sỉ nhục giao cho bọn họ, nhưng là thiên hỏa này bị viêm mộng vũ luyện hóa. Này không, hỏa thần điện có thể không tin một cái con nhóc con sẽ đem thiên hỏa luyện hóa đi, cả ngày phái người đến yêu cầu, nếu như không phải là bởi vì kiên kỵ mặt mũi, phỏng chừng hiện tại đã giết đến tận cửa. Đại hổ ca ngươi hiểu lầm, ta là tới xem mộng vũ, không có yêu cầu thiên hỏa ý tứ đạo lăng vội vã khoát tay áo một cái. Thiếu cho ta thấy sang bắt quàng làm họ. Viêm đại hổ liếc chéo hắn, nếu là đổi làm trước đây hắn e sợ đối với cái này tôn kính xưng hô phi thường thành khủng kinh hoảng, nhưng là hiện tại không giống nhau, đối phương chính là đến tới cửa đánh cướp, hắn cũng sẽ không cho những người này sắc mặt tốt xem. Viêm đại hổ, ta xem ngươi mới là làm càng, hỏa thần sơn kỳ tài đến chúng ta viêm gia, chúng ta viêm gia nhưng là rồng đến nhà tôm, há có thể cho ngươi ở đây ngang ngược sắc bén tiếng gào rộng mở nổ vang, đây là hai cái thanh niên đằng đằng sát khí đi tới, một người trong đó điểm hướng về viêm đại hổ mũi quát mắng, nói, ngươi là có ý gì, có phải là nghĩ cho chúng ta viêm gia đưa tới diệt môn đại họa? Vị thiếu gia này, này viêm đại hổ chính là một người bị bệnh thần kinh, tuyệt đối không nên cho bọn họ chấp nhặt Một người thanh niên khác cúi đầu không lưng nói với đạo lăng. Viêm đại hổ giận dữ, quát, viêm thanh, bọn họ tới nơi này ngươi làm gì cũng không phải không biết, mấy ngày nay đem chúng ta viêm da bức quá không đủ thảm à ta tuyệt không cho phép tiểu thư chịu đến nửa điểm thương tổn hảo ngươi cái viêm đại hổ ngươi một cái chi thứ lại dám dùng loại này khẩu khí cho lời ta nói ta xem ngươi là chán sống viêm thanh tức giận gầm thép nói còn không cho ta quỳ xuống nhận sai như vậy còn có thể miễn đi vừa chết ta xem ngươi viêm đại hổ nghĩ muốn tạo phản viêm mộng vũ một cái con nhóc con tuy nói là gia chủ con gái thế nhưng vì gia tộc tương lai liền nên đem thiên hỏa giao ra đây, không nên độc chiếm. Một người khác cũng là nổ hống đứng dậy. Các ngươi mới là tạo phản, các ngươi không phải là sợ sệt tam tiểu thư luyện hóa thiên hỏa, tương lai ảnh hưởng các ngươi ở viêm gia địa vị, thực sự là lòng muôn giả thú. Viêm đại hổ gầm thét liên tục, còn có, các ngươi hiện đang ra sức lấy lòng hỏa thần điện người, có phải là muốn đem đến mưu đoạt gia chủ đại vị? Là thì lại làm sao? Viêm thanh đang cười lạnh, gia chủ già rồi, Viêm Mộng Vũ cùng Viêm Tuyết hai cô gái làm sao có năng lực có thể trưởng quản gia tộc. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại thần phục ta tương lai còn có ngươi đường sống, nếu là ngươi ở ngăn cản xuống, ta bảo đảm leo lên gia chủ đại vị chết người thứ nhất chính là ngươi. Các ngươi, Viêm Đại Hổ Phổi đều muốn khí nổ, quát, các ngươi thực sự là phản, phản. Viêm Thanh cười lạnh một tiếng, chợt cười làm lành ánh mắt nhìn Đạo Lăng nói rằng, vị thiếu gia này, nhanh xin mời vào, lần này ta bảo đảm để viêm mộng vũ tiện nhân này giao ra thiên hỏa đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn để viêm thanh run rẩy run rẩy một cái cảm giác người này ánh mắt có chút đáng sợ mộng vũ ở nơi nào đạo lăng trầm giọng nói thiếu gia yên tâm đi viêm mộng vũ đã bị huynh để chúng ta hai cái nghĩ biện pháp nhốt lại ngài lập tức liền có thể nhìn thấy hắn viêm thanh vội vàng nói ngươi cút cho ta đạo lăng giận dữ hắn nắm đấm đột nhiên duỗi ra đi Thiếu niên trực tiếp cầm lấy viêm thanh cổ áo, lập tức liền đem hắn ném vào. Ầm một tiếng, trời cao đều bị xé bạo, một cái bóng va vào, phía trước một tòa phòng ốc đều bị đánh xuyên. Yên Tĩnh Viêm gia tộc địa, bị một tiếng vang thật lớn thức tỉnh, rất nhiều người đều từ bên trong phòng lao nhanh đi ra. Lẽ nào là hỏa thần điện người đánh vào đến rồi? Có người hoảng sợ kêu to, hỏa thần điện ở hỏa vực quá mạnh mẽ, Viêm gia ở hỏa thần điện trước mặt chính là một con kiến. Một đám Viêm gia lão nhân đều đi ra, sắc mặt đều phi thường khó coi, lần này đột phát tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hừ, lão phu đã sớm nói, viêm mộng vũ cô gái nhỏ này vẫn đang nói láo, bằng hắn làm sao có khả năng luyện hóa thiên hỏa. Ta nhìn nàng chính là không muốn đem thiên hỏa giao ra đây. Một cái thanh bào lão nhân nhanh chân đi đến, mang theo uy nghiêm khí tức, con mắt đảo qua chỗ, viêm gia rất nhiều người đều câm như hến, vị này chính là viêm gia đại trưởng lão, viêm vân đông. Viêm vân đông là viêm gia hiện tại mạnh nhất người, ở Viêm gia uy vọng phi thường cao, rất nhiều người đều e ngại hắn. Có mấy cái chống đỡ Viêm Mộng Vũ lão nhân, sắc mặt rất khó coi, lần này tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đều không nghĩ tới Hỏa thần điện sẽ đánh tới cửa. Đại trưởng lão nói rất có lý, gia chủ thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Một cái Viêm gia tộc lão lớn tiếng nói, mọi người đều rõ ràng Hỏa thần điện, nếu là chúng ta Viêm gia trước kia giao ra thiên hỏa, e sợ bây giờ cùng Hỏa thần điện quan hệ vô cùng mật thiết, nhưng là hiện tại phỏng chừng đều muộn mọi người vẫn là nghĩ muốn như thế nào bổ cứu đi. Phải làm sao mới ổn đây, nếu là hỏa thần điện công kích chúng ta viêm gia, chúng ta nơi nào có sức hoàn thủ. Có người lo lắng, đều không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều người đều lo lắng, đại trưởng lão nhưng là lớn tiếng nói, chư vị yên tâm, có ta ở đây, chúng ta viêm gia sẽ không dễ dàng ngã xuống, tiền đề là các ngươi muốn nghe ta mới được. Đại trưởng lão yên tâm, sau đó mệnh lệnh của ngài chính là gia chủ mệnh lệnh không sai, chỉ có viêm gia mạnh nhất người, mới có tư cách làm gia chủ. Một đám người đều tỏ rõ thái độ rồi, để viêm vân đông thật là thỏa mãn, cảm giác lần này là có thể nắm đại quyền, nắm giữ toàn bộ viêm gia. Gia gia, cứu ta. Ngột, một tiếng suy yếu âm thanh đột nhiên truyền đến, để viêm vân đông vẻ mặt đại biến, hắn quay đầu nhìn sang, thình lình phát hiện bị đánh người dĩ nhiên là chính mình tôn tử. Toàn trường đều kinh ngạc, bọn họ đều rõ ràng đại trưởng lão mấy ngày nay vẫn ở đập hỏa thần điện kỳ tài nịnh nọt nhưng là hắn tôn tử làm sao bị đánh môn đình ở ngoài viêm đại hổ trừng mắt con ngươi hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đúng như vậy viêm thanh lại bị thiếu niên này ném vào là địch là hữu viêm đại hổ đầu có chút không phản ứng kịp ngươi ngươi một người thanh niên khác tay run rẩy chỉ vào đạo lăng vừa muốn tức giận mắng rộng mở nhớ tới thân phận của đối phương Kẹt ở trong cổ họng lời nói mạnh mẽ thôn đi, nịnh hóc nói, vị thiếu gia này, không biết phim thanh nơi nào làm sai, ta cho ngài bồi tội. À, A du nịnh hóc đồ vật, cút cho ta. Đạo lăng hai mắt mở to, trong lúc đóng mở khí thế khủng bố dâng lên mà ra, trực tiếp đem người thanh niên này trợn lên đánh bay. A. À, tiếng kêu thảm thiết truyền vào, ở viêm gia một đám người mờ mịt dưới ánh mắt, viêm vân sơn thứ hai tôn tử cũng bị vứt vào. Đại trưởng lão đầu đầy đại hãng, nổi giận mà lại khủng hoảng tự lẩm bẩm, lẽ nào là động tác của ta quá chậm, để hỏa thần điện kỳ tài tâm sinh bất mãn. Cho nên mới đánh ta tôn nhi. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão chớp mắt quát, các ngươi đều ngắm nghía cẩn thận, hỏa thần điện há có thể là chúng ta Viêm gia có thể trêu chọc, cái này Viêm Mộng Vũ thật là kẻ gây họa. Hừ, ta xem ngươi mới là kẻ gây họa. Gầm thét thanh, còn giống như sấm rền, từ môn đình hướng về ầm 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 nổ vang, chấn phòng ốc đều muốn sụp đổ đại trưởng lão cảm giác mình nghe lầm, hắn vẫn ở lấy lòng hỏa thần điện kỳ tài, nhưng là tại sao lại phát sinh biến cố như vậy? Một đám người cũng cũng không hiểu, bất quá đều không có mở miệng, muốn nhìn một chút viêm vân sơn làm sao dễ dàng việc này. Đây là một người thiếu niên từ viêm gia cửa lớn trực tiếp đi tới, viêm đại hổ nhìn không thấu theo hắn, hắn không rõ ràng người này là ai, thế nhưng cảm giác hắn tự hồ là đến giúp đỡ viêm mộng vũ. Đại trưởng lão nhìn chầm chầm thiếu niên này, nhíu mày lên, hỏi, ngươi là hỏa thần điện vị nào trưởng lão đệ tử? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ai nói cho ngươi lão tử là hỏa thần điện người? Đạo lăng nên ngang nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không là hỏa thần điện người. Nhảy lên đến trống to không là viêm vân sơn, mà là miệng đầy là huyết viêm thanh, của hắn phổi đều muốn khí nổ. Đạo lăng chỉ là không nhìn hắn, đối với người xung quanh lạnh nhạt nói, mộng vũ ở nơi nào. Viêm vân sơn sắc mặt cũng âm lãnh xuống, hắn quát lạnh, ngươi đến cùng là ai? Vì sao thương ta Tôn Nhi? Nghe vậy, đạo lăng con mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, nguyên lai hắn chính là tôn tử của ngươi, không trách là một cái tính tình, chỉ biết là bán đi gia tộc người vì chính mình suy nghĩ, hôm nay thực sự là trướng kiến thức. Viêm gia không ít người đều cao mày, chuyện này là bọn họ rõ như ban ngày, bất quá viêm vân sơn quyền cao chức trọng, bọn họ có thể không tư cách răng dạy đại trưởng lão. Vô liêm sĩ, ngươi cho lão phu câm miệng. Viêm vân sơn giận dữ, đầy mặt đúng sai phải trái, gầm thét nói. Làm sao? Chọc vào ngươi đau đớn. Đạo lăng hừ lạnh, đều cao tuổi rồi không cố gắng an hưởng tuổi già, còn chạy đến tranh tộc chủ đại vị, ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Có mấy cái chống đỡ viêm mộng vũ lão nhân, sắc mặt rất khó coi, lần này tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đều không nghĩ tới hỏa thần điện sẽ đánh tới cửa. Đại trưởng lão nói rất có lý, gia chủ thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Một cái viêm gia tộc lão lớn tiếng nói, mọi người đều rõ ràng hỏa thần điện, nếu là chúng ta viêm gia trước kia giao ra thiên hỏa, e sợ bây giờ cùng hỏa thần điện quan hệ vô cùng mật thiết, nhưng là hiện tại phỏng chừng đều muộn, mọi người vẫn là nghĩ muốn như thế nào bổ cứu đi. Phải làm sao mới ổn đây, nếu là hỏa thần điện công kích chúng ta viêm gia, chúng ta nơi nào có sức hoàn thủ? Có người lo lắng, đều không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều người đều lo lắng, đại trưởng lão nhưng là lớn tiếng nói, chư vị yên tâm, có ta ở đây, chúng ta viêm gia sẽ không dễ dàng ngã xuống, tiền đề là các ngươi muốn nghe ta mới được. Đại trưởng lão yên tâm, sau đó mệnh lệnh của ngài chính là gia chủ mệnh lệnh. Không sai, chỉ có viêm gia mạnh nhất người, mới có tư cách làm gia chủ. Một đám người đều tỏ rõ thái độ rồi, để viêm vân đông thật là thỏa mãn, cảm giác lần này là có thể nắm đại quyền, nắm giữ toàn bộ viêm gia. Gia gia, cứu ta. Ngột, một tiếng suy yếu âm thanh đột nhiên truyền đến, để viêm vân đông vẻ mặt đại biến hắn quay đầu nhìn sang thình lình phát hiện bị đánh người dĩ nhiên là chính mình tôn tử toàn trường đều kinh ngạc bọn họ đều rõ ràng đại trưởng lão mấy ngày nay vẫn ở đập hỏa thần điện kỳ tài nịnh nọt nhưng là hắn tôn tử làm sao bị đánh môn đình ở ngoài viêm đại hổ trừng mắt con ngươi hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đúng như vậy viêm thanh lại bị thiếu niên này ném vào là địch là hữu viêm đại hổ đầu có chút không phản ứng kịp ngươi ngươi một người thanh niên khác tay run rẩy chỉ vào Đạo Lăng, vừa muốn tức giận mắng rộng mở nhớ tới thân phận của đối phương, kẹt ở trong cổ họng lời nói mạnh mẽ thôn đi, nịnh hóc nói: "Vị thiếu gia này, không biết viêm thanh nơi nào làm sai, ta cho ngài bồi tội." A à, Du nịnh hóc đồ vật, cút cho ta. Đạo Lăng hai mắt mở to, trong lúc đóng mở khí thế khủng bố dâng lên mà ra, trực tiếp đem người thanh niên này trợn lên đánh bay. A! À. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào, ở viêm gia một đám người mờ mịt dưới ánh mắt Viêm Vân Sơn thứ hai Tôn Tử cũng bị vứt vào. Đại trưởng lão đầu đầy đại hãn, nổi giận mà lại khủng hoảng, tự lẩm bẩm, lẽ nào là động tác của ta quá chậm, để Hỏa Thần Điện Kỳ Tài Tâm Sinh bất mãn. Cho nên mới đánh ta Tôn Nhi. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão chớp mắt quát, các ngươi đều ngắm nghía cẩn thận, Hỏa Thần Điện há có thể là chúng ta Viêm gia có thể trêu chọc, cái này Viêm Mộng Vũ thật là kẻ gây họa. Hừ, ta xem ngươi mới là kẻ gây họa. Gầm thét thanh, còn giống như sấm rền từ môn đình hướng về ầm 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 nổ vang, chấn phòng ốc đều muốn sụp đổ. Đại trưởng lão cảm giác mình nghe lầm, hắn vẫn ở lấy lòng hỏa thần điện kỳ tài, nhưng là tại sao lại phát sinh biến cố như vậy? Một đám người cũng cũng không hiểu, bất quá đều không có mở miệng, muốn nhìn một chút viêm vân sơn làm sao dễ dàng việc này. Đây là một người thiếu niên từ viêm gia cửa lớn trực tiếp đi tới, viêm đại hổ nhìn không thấu theo hắn, hắn không rõ ràng người này là ai, thế nhưng cảm giác hắn tự hồ là đến giúp đỡ viêm mộng vũ đại trưởng lão nhìn chầm chầm thiếu niên này, nhíu mày lên, hỏi, ngươi là hỏa thần điện vị nào trưởng lão đệ tử? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Ai nói cho ngươi lão tử là hỏa thần điện người? Đạo lăng nên ngang nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không là hỏa thần điện người. Nhảy lên đến trống to không là viêm vân sơn, mà là miệng đầy là huyết viêm thanh, của hắn phổi đều muốn khí nổ. Đạo lăng chỉ là không nhìn hắn, đối với người xung quanh lạnh nhạt nói, mộng vũ ở nơi nào? Viêm Vân Sơn sắc mặt cũng âm lãnh xuống, hắn quát lạnh, ngươi đến cùng là ai? Vì sao thương ta Tôn Nhi? Nghe vậy, Đạo Lăng con mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, nguyên lai hắn chính là tôn tử của ngươi, không trách là một cái tính tình, chỉ biết là bán đi gia tộc người vì chính mình suy nghĩ, hôm nay thực sự là trướng kiến thức. Viêm gia không ít người đều cao mày, chuyện này là bọn họ rõ như ban ngày, bất quá Viêm Vân Sơn quyền cao chức trọng, bọn họ có thể không tư cách răng dạy đại trưởng lão. Vô liêm sĩ, ngươi cho lão phu câm miệng. Viêm Vân Sơn giận dữ, đầy mặt đúng sai phải trái, gầm thét nói. Làm sao? Chọc vào ngươi đau đớn. Đạo Lăng hừ lạnh, đều cao tuổi rồi không cố gắng an hưởng tuổi già, còn chạy đến tranh tộc chủ đại vị, ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Vị đại ca này từ đâu chạy tới? Như vậy mảnh. Viêm đại hổ hưng phấn ở trong lòng rít gào, lời này là hắn nín rất nhiều ngày, không nghĩ tới thiếu niên này thế hắn nói ra. Viêm Vân Sơn tức giận đến cả người run, chỉ vào đạo lăng rít gào, "Hảo, tiểu tử ngươi một hai lần nói xấu lão phu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là cái gì thế lực người, dám như thế không coi bề trên ra gì." "Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, ngươi không cần phải lo lắng ta thế lực sau lưng, ta chính là một người cô đơn." Đạo lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Viêm Vân Sơn sắc mặt dữ tợn xuống, cười gằn nói, "Lá gan thật là lớn, chạy đến ta Viêm gia đến gây sự, hôm nay không đem ngươi phế bỏ." ta liền không họ viêm. Hắn trực tiếp bạo xông lại, già nua thân thể bạo phát hung mảnh tinh lực, hắn tuy rằng già rồi, thế nhưng khí thế rất mạnh, như là một ngọn núi lửa bạo phát, dâng lên lóa mắt xích hà. Hắn đến từ trên trời, xuất hiện ở đạo lăng trên đỉnh đầu, già nua bàn tay đè ép mà xuống, muốn đem hắn trấn áp. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ, cút cho ta. Đạo lăng chấn quát, tay áo bào đột nhiên rung lên, cương phong gào thét, chân không đều ở cuốn ngược, bên cạnh mấy ngọn núi giả đều đổ nát ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, viêm gia đệ nhất cao thủ viêm vân sơn, bị thiếu niên này một tay áo liền hất bay. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Viêm gia một đám người toàn bộ đều hóa đá, thiếu niên này mới 17-18 tuổi, nhưng là dĩ nhiên một tay áo liền đem viêm vân sơn hất bay, bọn họ cũng cảm giác mình nhìn lầm. Viêm đại hỗ trợ to mắt, thiếu niên này nơi nào nhô ra, cường có chút quá mức chứ. Sao có thể có chuyện đó? Viêm Vân Sơn cả người rung cầm cập, khóe miệng đang chảy máu, hắn bò lên, trong mắt tất cả đều là nỗi giận vẻ. Ta muốn ngươi chết. Viêm Vân Sơn đều muốn điên rồi, bị một người thiếu niên một tay áo hất bay, vô cùng nhục nhã a, à, trong lòng hắn đều không chịu nổi, gào thét liên tục. Hắn lấy ra một tôn đen thui núi nhỏ, trên không trung quay tích động đứng dậy, lập tức biến thành một ngọn núi lớn, ép đại địa đều nứt thành bốn mảnh, áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Viêm Vân Sơn ngươi cho lão phu dừng tay, lập tức dừng lại cho ta một cái sợi tóc xám trắng lão người đi ra, trên mặt có một vệt cho nguội chi khí, thấy cảnh này phẫn nộ hống lên, thiếu niên này tu hành đáng sợ như vậy, làm sao có khả năng là người bình thường. Nếu là đắc tội rồi hắn, e sợ sẽ dẫn ra viêm gia khó có thể trêu chọc thế lực. Nhìn thấy đi ra người, viêm vân sơn càng giận, đây là viêm gia tộc chủ, lúc này chạy đến là đến xem thường lão phu à. Nghiệt súc, ta tất trảm ngươi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Viêm vân sơn lại một lần nữa bảo xông lên, hắn phát huy ra toàn bộ thực lực trực tiếp liền lấy ra huyền trọng sơn muốn đem thiếu niên này trấn áp ở đây đoạt lại mất đi bộ mặt hừ ngươi lão bất tử này còn dám lại đây phá cho ta đạo lăng hai con mắt mở to ánh mắt như điện cử quyền đánh vết mà đến mang theo ngập trời cùng phong thổi tới huyền trọng sơn cách không liền sụp ra này tuyệt cường một quyền ngập trời tinh lực tràn ngập tràn ngập lệnh thiên địa ầm ầm người xung quanh rung như cày sấy Đầy trời huyết khí vàng ống đem Viêm Vân Sơn đều bị thôn vệ, chấn hắn cả người run, da thịt chảy máu, kém chút bị luyện chết ở quyền phong bên trong. Toàn bộ Viêm gia tộc địa, ngoại trừ Viêm Vân Đông ở kêu thảm thiết, những người khác đều hóa đá. Vừa nãy thiếu niên liền một quyền, đánh nổ Viêm Vân Đông bản mệnh bảo vật, mà là đại trưởng lão kém chút bị luyện chết ở quyền phong bên trong, này vẫn là người à? Cái tên này mới 17, 18 tuổi a. À. Viêm đại hổ tráng đều ông ông chấn động không rõ tam tiểu thư làm sao có thể nhận thức như vậy kỳ tài, hắn rung lên bần bật, ở trong lòng nói rằng, chờ đã, hắn vừa nãy gọi ta đại hổ ca. Lẽ nào? Viêm đại hổ trợn to trong mắt, cắt cao nhìn chồng chọc đạo lăng, nhớ tới một cái người, đạo. Nhận ra được thứ ánh mắt này, đạo lăng đối với hắn nháy mắt một cái, tình cảnh này để viêm đại hổ một cái lão đảo kém chút té lăn trên đất, đạo đến rồi. Đạo ở huyền vực hiện tại danh tiếng thật đáng sợ, đã đuổi sát võ đế, hắn nhưng là đánh bại yêu vực chí tôn, ở quần hùng liên thủ bên trong, được hỗn độn bảo thư. Tuy rằng đã một tháng trôi qua, thế nhưng toàn bộ huyền vực tu sĩ, đều là khẩu khẩu tương truyền đạo đáng sợ. Nhưng là hiện tại đạo ngay ở trước mắt mình, phim đại hổ kích động kém chút trống lên, hắn có thể là phi thường rõ ràng, tam tiểu thư đã cứu đạo mệnh A. À. Khạch khạch. Tiếng ho khang kịch liệt đánh gãy giữa trường yên tĩnh, rất nhiều người đều tỉnh ngộ, phía sau lưng đều tràn ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại người tâm phúc đều trắng bệch, ánh mắt không nghi ngờ chút nào chuyển hướng tộc chủ. Khi thấy sợi tóc xám trắng lão nhân ở ho ra máu, một đám người vẻ mặt kinh biến, bọn họ đều rõ ràng viêm thanh hoa trước đây bị thương nặng, chưa từng triệt để thanh trừ bệnh kính, cho tới lúc tuổi già phát tác, tuổi thọ không hơn nhiều. Tộc chủ, ngài thế nào rồi? Mấy cái viêm gia nha hoàng sắc mặt kinh biến, vội vàng sam viêm thanh hoa. Ta không có chuyện gì, còn không chết được. Viêm thanh hoa sắc mặt đỏ như máu, nói một câu lại kịch liệt ho khan đứng dậy, không ngừng chảy máu. Đạo lăng cao mày đi tới, tự lẩm bẩm, người này hẳn là viêm mộng vũ gia gia. Nhìn thấy đạo lăng hướng hắn đi tới, viêm thanh hoa ho khan càng thêm lợi hại, cũng là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới viêm vân đông trêu chọc như vậy cường kẻ địch. Khi thấy thiếu niên này xuề bàn tay ra ấn về phía viêm thanh hoa phía sau lưng, bốn phía ân kinh hải vẽ, một lão già cả giận nói, thủ hạ lưu người A. Bọn họ đều bạo xông tới, bất kể như thế nào gia chủ không thể xảy ra chuyện gì bằng không viêm da liền triệt để đổ nát mọi người không nên gấp gáp không nên gấp gáp viêm đại hổ vội vã ngăn cản lại một đám người hắn quá rõ ràng đạo nhưng là đang hội quán quân có lẽ có thể trị hết viêm thanh hoa thương viêm đại hổ ngươi một đám người sắc mặt khó coi chẳng lẽ viêm đại hổ làm phản hay sao bất quá khi bọn họ nhìn thấy đạo lăn lòng bàn tay tuôn ra hơi thở sự sống sắc mặt đều là lúng túng không gì sánh được hóa ra là trách quan viêm đại hổ cũng không biết trong cơ thể ta năng lượng đối với hắn có tác dụng hay không đạo lăng cũng ngờ vực ngày xưa hắn ở thông linh thác hấp thu lượng lớn sinh mệnh tinh khí cải thiện thân thể cũng có thể nói đạo lăng là sức sống thử một lần đạo lăng lòng bàn tay dâng lên màu bích lục thần hà ẩn chứa dồi dào tinh nguyên sự sống vẫn là tụ hợp vào viêm thanh hoa trong cơ thể loại này năng lượng thiên ti vạn lũ ở hắn bắp thịt trung du đi Viêm thanh hoa cả người phóng ra từng sợi từng sợi sóng sinh mệnh, trước kia mang theo cho nguội sắc mặt, từ từ chuyển biến tốt. Tình cảnh này để toàn trường người đều chấn động, người này đến cùng là lai lịch gì, sức chiến đấu đáng sợ cũng sẽ không nói, vẫn còn có như thế nghịch thiên bản lĩnh, chữa khỏi viêm da trên dưới u sầu bệnh kính. Đại Hổ A, vị này tiểu ca là ai? Một đám viêm da lão nhân đều sắp điên rồi, đối với viêm Đại Hổ truy hỏi. Viêm Đại Hổ lắc lắc đầu, do dự một hồi liền nói nói người này ta cũng không biết là ai một đám lão nhân thở dài nếu là cùng thiếu niên này quen thuộc chẳng phải là có thể trị hết tộc chủ thương thế bất quá tam tiểu thư đã cứu của hắn mệnh viêm đại hổ một câu nói này để toàn trường người đều kích động hỏng rồi ân cứu mạng a bọn họ lúc này cũng rõ ràng vì sao thiếu niên này ra tay chấn thương viêm vân đông hóa ra là bởi vì hắn cùng tam tiểu thư nhận thức khí bất quá viêm mộng vũ ở trong tộc tao ngộ mới sẽ xuất thủ còn đứng ngay ra đó làm gì? nhanh, mau đi đi tam tiểu thư cùng đại tiểu thư mời đi ra. một lão già kinh nộ gầm nhẹ đứng dậy, người xung quanh chớp mắt phản ứng lại, bọn họ liền vội vàng gật đầu, điên cuồng vọt tới hậu viện, muốn đem hai người bọn họ mời đi ra. đạo lăng cũng không nghĩ tới trong cơ thể năng lượng đối với viêm thanh hoa tác dụng lớn như vậy, lúc này hắn trên mặt huyết sắc khí lùi tán, trước kia trắng xám không huyết sắc mặt cũng chuyển biến tốt một ít, xem ra thông linh tháp bên trong năng lượng không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, nội tâm cũng linh hoạt đứng dậy, trên người hắn còn có vài giọt năng lượng màu vàng ống không có dùng, có lẽ có thể đem những năng lượng này tụ hợp vào thể chất bên trong. Tuy rằng lãng phí một điểm, nhưng có lẽ sẽ có kỳ hiệu phát sinh. Cái tên này, làm sao còn có ngón này? Diệp vận trợn mắt liếu lưỡi, cảm giác thủ đoạn này quả như nghịch thiên rồi, không cần bất kỳ đang dược liền đem một kẻ hấp hối sắp chết cứu sống. Đa tạ tiểu ca xuất thủ cứu giúp. Phim thanh hoa con mắt mở, vội vã chấp tay nói, hắn quá giải tình huống của chính mình, nhanh xuống mồ một cái người, nhưng là hắn vừa nãy trải qua vừa nãy thiếu niên trị liệu, suy yếu thân thể lại khôi phục người trẻ tuổi sức sống. Lão gia ngài có thể chiết sát ta, đã mộng vũ đã từng đã cứu ta, ta giúp ngươi trị thương là chuyện đương nhiên. Đạo lăng vội vàng nói. Viêm thanh hoa trừng mắt mắt to, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu tôn nữ, dĩ nhiên có lớn như vậy tạo hóa, cứu một cái kỳ nhân. Lúc này, hậu viện đi tới hai cô gái, một cái thiếu nữ mặc áo lam hết nhìn đông tới nhìn tây, trên người mang theo linh động chi khí, nàng da thịt nhẵn nhụi, dáng dấp càng ngày càng thủy linh, đáng giá một nói chính là toàn thân có một loại mạc danh ý nhị. Nàng cũng phi thường nghi hoặc, đến cùng là ai lại đây, chấn ngày xưa nữa giống như làm khó dễ của hắn tộc lão đều đối với mình cung kính rất nhiều. Mộng vũ, còn không mau đi cảm tạ vị này tiểu ca, vừa nãy nhưng là hắn cứu gia gia ngươi. Một cái tộc lão chỉ vào đạo lăng, kích động nói rằng. A, à, bệnh của gia gia lại phát tác. Viêm Mộng Vũ con mắt nhìn sang, đầy mặt nghi hoặc, người này hắn không nhận thức. Viêm Tuyết cũng kinh ngạc không gì sánh được, quá rõ ràng gia gia nàng thương thế, tứ phẩm đang dược đều không có bất kỳ tác dụng gì, là ai tay lớn như vậy đoạn. Viêm Đại Hổ vèo vèo chạy tới, đưa lỗ tai nói với Viêm Mộng Vũ một câu, của nàng vẽ mặt kinh hỉ xuống, lớn tiếng nói, Lăng Thiên ca ca. Nghe vậy, Đạo Lăng ánh mắt nhìn sang, chú ý tới thiếu nữ này hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ chính là cười cợt mộng vũ ta tới thăm ngươi một chút lăng thiên ca ca đúng là ngươi nha viêm mộng vũ phi chạy lên mặt mày hớn hở nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi đều để người ta đã quên đây làm sao biết ta đi ngang qua liền tới thăm ngươi một chút đạo lăng đầu cành cười cợt người xung quanh vẻ mặt đều không giống nhau thật nhận thức mà là quan hệ không bình thường là hắn nghĩ đến một hồi viêm tuyết Sắc mặt hết sức không bình thường, hắn không nghĩ tới, Huyền vực đại danh đỉnh đỉnh đạo, dĩ nhiên đi tới Viêm gia. Đại tiểu thư, bảo mật a, hiện tại Huyền vực không biết bao nhiêu người đang tìm hắn. Viêm đại hổ đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nếu là tin tức này truyền đi, toàn bộ Viêm gia đều sẽ bị lật tung. Ban đầu ta, thật không nên cảnh cáo Mộng Vũ. Viêm Tuyết cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên có thể trưởng thành đến một bước này, phóng tầm mắt toàn bộ Huyền vực thế hệ tuổi trẻ chỉ có võ đế mới có thể vượt qua hắn. Toàn bộ viêm gia đều nghị luận sôi nổi, tuy rằng không biết thiếu niên này là lai lịch gì, thế nhưng dựa vào vừa nãy một tay, khẳng định không là phàm nhân, có lẽ có thể trợ giúp viêm gia vượt qua này trường kiếp nạn. Viêm Vân đông mặt xám như tro tàn, cả người đều già nua rồi vô số tuổi, hắn thở dài liên tục đi rồi. Người xung quanh cũng không dám hỏi dò viêm mộng vũ cùng đạo là làm sao kết bạn, đối phương sức chiến đấu nhưng là vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu phỏng chừng một cái người đều có thể đem viêm da cho quét ngang. Hy vọng là chuyện tốt. Viêm thanh hoa già nua khuôn mặt trên bỏ ra nụ cười, hắn đối với người xung quanh phất phất tay, người bên cạnh đều phi thường thức thời rút đi. Ngươi dĩ nhiên là diệp vận tỷ tỷ, ta biết ngươi, là ngũ phẩm luyện đan sư. Viêm mộng vũ phi thường kinh hỉ, này vẫn là hắn mục tiêu theo đuổi. Cùng hắn so với kém xa. Diệp vận lại cười nói. Hai người các ngươi đều rất lợi hại. Viêm mộng vũ khà khà cười, con ngươi chuyển hướng đạo lăng, khi thấy hắn sững sờ dáng vẻ, liền cổ quái nói, làm sao? Đạo lăng con ngươi ở phóng to, hắn nhìn chầm chầm viêm gia hậu viện, lại một lần nữa nhìn thấy một đạo thật khí lưu màu vàng ống, diễn biến thành một tôn chân long, phục lên vạn ngàn thần hỏa. Đây là một loại, chí cường khí tức. Đạo lăng nắm đấm đều ở nắm chặt, lúc trước nếu là ảo giác, như vậy hiện tại đâu? Cũng là sai lầm giác à. Tuyệt đối không thể làm lại nhìn lầm hai lần, Lần này 8 phần 10 là chân thực tình cảnh. Lẽ nào ta ở ngoài thành nhìn thấy, chính là viêm gia trong tộc dị tượng? Nhưng là này rốt cuộc là thứ gì, càng là khủng bố như vậy. Này dị tượng có thể là không bình thường, một tôn chân long nhảy lên cửu tiêu, phục lên vạn ngàn thần hỏa, khủng bố đến mức tận cùng. Điều này làm cho đạo lăng chấn động theo, cảm giác nhìn thấy thứ không tầm thường đang diễn hóa, thật đáng sợ, hắn đều nhìn không thấu mảy may, như là chư thiên ở chuyển động, bao hàm tất cả pháp đạo lăng, ngươi nhìn cái gì chứ? Vừa nãy ở ngoài thành liền đang ngẩn người. Ngươi ngày hôm nay là làm sao? Diệp vận nhíu mày, bất mãn vô cùng thiếu niên mất tập trung dáng vẻ. Này vừa mới nói xong xuống, đạo lăng thân thể liền biến mất rồi, lưu lại hai cái phát điên nữ tử truy kích đi tới. Phim gia hậu viện không là đặc biệt lớn, khắp nơi đều phi thường cũ kỹ, có rất nhiều kiến trúc tồn tại thời gian phi thường cửu viễn. Lúc này thân thể của hắn xuất hiện ở một tòa u ám cổ động trước mặt, đạo lăng cảm giác vừa nãy cái kia một loại khí lưu, chính là từ cái hang cổ này bên trong phun phun ra. Viên gia đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao lại có kinh khủng như thế dị tượng? Đạo lăng bước chân bước vào, cái hang cổ này không là đặc biệt lớn, thế nhưng có một loại nói không được khí tức, để hắn cao mày. Bên trong cái hang cổ không còn vật gì khác, chỉ có một tảng đá, trong này che kín cho bụi, để hắn nghĩ mãi mà không ra, bởi vì nơi này không giống như là cường giả tu hành đạo trường lăng thiên ca ca ngươi đến tới nơi này làm gì phim mộng vũ phát hiện hắn dùng ánh mắt ưu oán nhìn hắn chính là nha ngươi ngày hôm nay là làm sao diệp vận cũng là nhíu mày mộng vũ cái hang cổ này tồn ở đây bao lâu đạo lăng lắc lắc đầu dò hỏi Ê! phim mộng vũ cúi đầu suy tư một hồi liền lắc đầu nói không biết ta có ký ức thời điểm liền tồn tại căn cứ ông nội ta nói cái hang cổ này từ chúng ta tổ tiên liền tồn tại vẫn không có dở bỏ. xem ra thật sự có chút không giống bình thường a. À? đạo lăng sờ sờ cầm, nhìn chầm chầm bốn phía quan sát, hỏi trong này có chưa từng xảy ra đặc thù sự tình. đặc thù sự tình. viêm mộng vũ suy nghĩ một lát sau, liền cổ quái nói có là có, ta khi còn bé ở trong bùn đất mặt đào móc ra một đoạn lưỡi kiếm, cái này lưỡi kiếm phi thường quái lạ, phi thường rộng. đạo lăng hai mắt mở to, liền vội vàng nói lưỡi kiếm ở nơi nào. Hiện tại còn có ở không các ngươi viêm gia. Hắn nghĩ tới rồi đoạn kiếm, có thể hay không là đoạn kiếm? Bởi vì quá phù hợp điều kiện. Ngươi chờ, ta lập tức gọi đại hổ ca lấy cho ngươi lại đây. Viêm Mộng Vũ chạy vội đi rồi, rất nhanh sẽ mang theo Viêm Đại Hổ đến rồi, người sau gánh một đoạn đen thui lưỡi kiếm. Diệp Vận con mắt co rút nhanh, nhớ tới đạo Lăng đoạn kiếm, cảm giác lưỡi kiếm này chính là đoạn kiếm một đoạn. Cái tên này, vận khí cũng quá nghịch thiên đi, này đều có thể tìm tới. Diệp vận lúc này cũng không biết nên làm gì ngôn ngữ, cảm giác vận khí cũng quá tốt rồi. Đạo lăng cũng vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới, lần này đến viêm gia, dĩ nhiên bất ngờ được một đoạn lưỡi kiếm. Đoạn kiếm thần uy đã cực kỳ khủng bố, nếu là ở nối liền thứ sáu đoạn, khủng bố uy năng sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Khà khà. Viêm đại hổ lắc đầu, nhếch miệng cười nói, còn chưa kịp cảm tạ lần trước ngươi cho ta công pháp sự tình. Đại hổ ca không cần khách khí, rốt cuộc ngươi cũng đã giúp ta hai chúng ta xem như là hòa nhau rồi đạo lăng cười cợt ánh mắt hỏi dò ở viêm đại hổ trên người thời điểm con ngươi hơi hiếp lại viêm đại hổ run rẩy run rẩy một cái cảm giác ánh mắt của đối phương thật đáng sợ toàn bộ thân thể đều bị nhìn thấu hắn vội vàng nói đạo huynh đệ xảy ra chuyện gì thân thể của ngươi làm sao đạo lăng hai con mắt phát sáng mơ hồ hắn nhìn thấy đại hổ bắp thịt bên trong có một loại phi thường đáng sợ tinh nguyên ở tràn ra từng bước tẩm bổ của hắn thể xác. Khà khà, điều này cũng muốn cảm tạ ngươi cho công pháp của ta, để thân thể của ta thoát biến, liền là không tu luyện cũng sẽ tăng cường. Viêm Đại Hổ hưng phấn mở miệng, công pháp này thật đúng là lợi hại a. À. Đúng nha Lăng Thiên ca ca, ta đều thật hâm mộ Đại Hổ ca, không cần tu luyện đều sẽ trở nên mạnh mẽ, đây thực sự là quá lợi hại. Viêm Mộng Vũ phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho, đẹp để nở nụ cười. Diệp Vận nhíu mày, này trên căn bản là chuyện không thể nào coi như là tuyệt đỉnh công pháp cũng chắc chắn sẽ không có loại này đáng sợ công hiệu muốn sao chính là đối phương thân thể vấn đề xem ra viêm da hoàn toàn không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy đây là huyết thống nguyên do công pháp kích hoạt rồi đại hổ huyết mạch dẫn đến hắn trong huyết mạch ẩn giấu một loại nào đó truyền thừa lặng yên mở ra đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc càng có một loại vẻ hâm mộ này quả nhiên là không cần tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ a à. Mộng Vũ nếu là dòng chính, nên cũng có chứ. Đạo Lăng ánh mắt lại chuyển hướng viêm Mộng Vũ, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn, hắn phát hiện mình mảy may đều nhìn không thấu viêm Mộng Vũ thân thể. Khá lắm, viêm gia đến cùng là lai lịch gì? Đạo Lăng nội tâm tràn đầy giật mình vẽ, chợt hỏi, Mộng Vũ, đạo kia thiên hỏa ngươi thật luyện hóa. Đúng đấy Lăng Thiên ca ca, này còn nhờ vào ngươi đang diễm, bằng không ta vẫn chưa thể luyện hóa nhiều như vậy hỏa diễm đây. Viêm Mộng Vũ vui vẻ nói, Tiếp nàng cả người đều hiện ra ống ánh lóa mắt lưu ly đang diễm. Viêm Mộng Vũ mỗi một tấc da thịt đều có màu lưu ly đang diễm ở bắn ra bốn phía, như thường u ám cổ động, ống ánh lóa mắt. Đúng đấy đạo huynh đệ, Tam tiểu thư từ khi được ngươi đang diễm ở Hỏa Thần Sơn nhưng là thường thường hấp thu hỏa diễm. Viêm Đại Hổ cũng là nhếch miệng cười khúc khích, chuyện này vẫn là bảo mật trạng thái, những người khác trên căn bản không biết. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Vận sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nàng phát hiện Viêm Mộng Vũ cả người đều ở phục lên đang diễm, này không nên là nàng có thể làm được. Đạo Lăng trong con ngươi cũng tránh ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, chuyện này không cần nói cho người ngoài. Ừ, ta ai cũng không nói cho. Viêm Mộng Vũ hì hì cười nói, nàng cũng rõ ràng chính mình đang diễm đáng sợ, nếu là tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Hữu Tâm Nhân chú ý, bởi vì của nàng đang diễm cùng Đạo Lăng giống như đúc. Nha đầu này đang diễm, nếu là giả lấy thời gian Ta phỏng chừng sẽ vượt qua ta hỏa diễm. Đạo Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hắn lúc trước cho Viêm Mộng Vũ thời điểm, chính là một tia, nhưng là hiện tại đã biến thành trăm đạo. Viêm gia đúng là không tầm thường. Đạo Lăng hai con mắt hội tụ ở cái hang cổ này bên trong, qua lại dò xét, tự lẩm bẩm, vừa nãy dị tượng, khẳng định là nơi này tỏa ra, ta nhất định phải tìm ra, bằng không chắc chắn biện pháp một cơ may lớn. Cuối cùng, bàn tay của hắn gõ gõ cái tảng đá này, ngón tay khẽ rung lên con mắt co rút nhanh bàn tay đột nhiên dùng sức chấn động cái tảng đá này dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích khá lắm phỏng chừng cùng cái tảng đá này có liên hệ rất lớn hắn ngồi xếp bằng xuống tâm thần kỳ ảo nguyên thần lan tràn ra dẫn ra cái tảng đá này nghĩ cân nhắc cân nhắc chúng ta đi thôi phỏng chừng hắn phát hiện cái gì dịp vẫn biết đạo lăng là địa sư có lẽ phát sinh món đồ gì như vậy cũng hảo ta cố gắng hỏi một chút da da cái hang cổ này lai lịch Viêm mộng vũ chỉ rõ đầu nhỏ, chuẩn bị đi trở về cố gắng hỏi một chút, nói không chắc có thể đến giúp đạo lăng. Toàn bộ bên trong cái hang cổ yên tĩnh lại, bốn phía đều phi thường yên tĩnh, nơi này rất nhanh bị liệt vào cấm địa. Ở một tòa trong phòng, viêm thanh hoa nhìn thấy viêm mộng vũ đi tới, liền vội vàng hỏi, ta ngoan tôn nữ, ngươi cùng vừa mới cái kia người đến cùng là quan hệ gì? Ai nha gia gia ngươi cũng đừng hỏi, mau nói cho ta biết chúng ta hậu viện cổ động đến cùng là lúc nào tồn tại. Viêm mộng vũ tới chính là câu này. Hậu viện cổ động, ngươi làm sao sẽ hỏi lên cái này? Viêm thanh hoa cau mày nói rằng, là ai nói cho ngươi? Lẽ nào là thiếu niên kia nói với ngươi? Là lăng thiên ca ca ở bên trong tu luyện, hắn cảm giác chúng ta cổ động có chút không giống, ta liền chạy tới hỏi một chút có cái gì không giống nhau. Viêm mộng vũ nói rằng, lẽ nào trong truyền thuyết chính là thật? Viêm thanh hoa trợn mắt lên, hắn từ khi tiếp nhận tộc chủ, phải đến một ít viêm gia chuyện đã qua, có người nói viêm gia thủy tổ chính là là không bình thường cường giả, cái hang cổ này chính là năm đó hắn tu luyện khu vực, vì lẽ đó vẫn bị bảo tồn lại. Cái gì truyền thuyết? Viêm mộng vũ hưng phấn nói. Không có gì. Viêm thanh hoa khoát tay áo một cái, con mắt nhìn lướt qua hắn tôn nữ, ở trong lòng cắn răng nói, ngược lại đã thời gian dài như vậy, cũng không có người có thể được bên trong hang cổ đồ vật, hiện tại viêm gia thành nằm ở sống còn bước ngoặt, chẳng bằng cùng thiếu niên này trèo hảo quan hệ như vậy cũng có thể cứu viêm gia. Ngươi chờ, cái hang cổ này bên trong còn có một tờ cổ sách, ta đi tìm một chút, nên còn có thể tìm được. Viêm thanh hoa quay đầu rời đi, lưu lại mờ mịt viêm mộng vũ, cái gì cổ sách nha, ta làm sao không biết a? À. Mãi cho đến đêm khuya, cổ động xuất hiện một tiếng thở dài thanh, đạo lăng vẫn không tìm được đầu nguồn. Ai, có lẽ nơi này và ta không duyên. Đạo lăng thở dài, trong mắt chảy ra vẻ thất vọng vẻ mặt, hắn cảm giác lần này tạo hóa phi thường kinh người, đáng tiếc chính mình không duyên phận được loại này tạo hóa. Thôi, không là ta ta cũng không bắt buộc. Đạo lăng nắm tay, mở mắt ra chuẩn bị rời đi lúc, con mắt rộng mở co rụt lại, trái tim đều ở rung rẩy dữ dội. Hắn nhìn thấy một cái sợi tóc trắng như tuyết điên lão nhân, chính trừng mắt mắt to, theo dõi hắn đánh giá. Sợi tóc trắng như tuyết lão nhân, ăn mặc một thân rách nát đạo bào, rõ ràng là đạo lăng gặp phải cường giả bí ẩn. Đạo lăng con mắt đều trợn to, Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải lão nhân này, mà là càng làm cho hắn kinh sợ chính là, lão nhân này không biết lúc nào xuất hiện, phản phất hắn muốn giết mình, e sợ hiện tại chính là một bộ thi thể. Tiền bối ngươi. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến, bước chân lui về phía sau đi, nội tâm cũng ngơ ngác không gì sánh được, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào người cường giả này cũng nhìn thấy nơi đây dị tượng, cho nên mới tới. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, xem ra đoán không sai nơi này tám chín phần mười ẩn giấu đi bí mật gì. Sợi tóc trắng như tuyết lão nhân, hai con mắt vẫn đục, xem ra phi thường khô lão, thế nhưng cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể cảm giác được trong mắt hắn một loại năm tháng khí tức ở tố nhiễu, làm người run. Đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, ta còn sống sót. Lão nhân tự lẩm bẩm, bóng lưng của hắn có chút chán nản, đầy mặt bi thương, vẫn đục trong ánh mắt chảy ra lão lệ, cái này cường giả bí ẩn dĩ nhiên đang khóc. Tiền bối ngươi vẫn tốt chứ? đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng không nhịn được truy hỏi, lão nhân này tuyệt không phải nhân vật bình thường, rất khả năng là từ hỏa thần sơn bên trong suốt thế người bí ẩn, quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ xuất địa thành thống loại này nghịch thiên thần thông. Sợi tóc trắng như tuyết lão nhân điên điên khùng khùng, vẫn đục con mắt nhìn chầm chầm cổ động ngây người, cái kia già nua khuôn mặt trên nếp nhăn phi thường sâu. Tiền bối ngươi nhìn ra cái gì à? Nơi này ẩn giấu đi cái gì? Đạo Lăng không ngừng truy hỏi, hắn cảm giác lấy cái này thần bí lão nhân thực lực, mặc dù coi như điên điên khùng khùng, nhưng là lấy đạo hạnh của hắn, có lẽ có thể tìm tới nơi này tạo hóa. Lão nhân xem ra phi thường chất phát, vắng lặng ở bi thương bên trong, ngoại giới người người mọi chuyện không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Bước chân của hắn ở gian nan cất bước, đi tới bên trong hang cổ duy nhất tảng đá trước mặt, nhìn chầm chầm nó ở xem. Tình cảnh này để đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn không nói gì, cẩn thận nhìn chầm chầm tảng đá quan sát, có lẽ lão nhân này có thế mở ra tảng đá bí mật cũng khó nói hắn cấp bách muốn biết cái hang cổ này tồn tại cái gì bởi vì đoạn kiếm mảnh vỡ mới nơi này tay của ông lão trưởng duỗi ra đến có chút rung động tự hồ hồi tưởng lại cái gì chuyện cũ hắn xoa xoa cái tảng đá này lắc đầu điên nói giết 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 người nói cái gì đạo lăng con mắt thu nhỏ lại phi thường cảnh giác đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong để ngừa lão nhân phát điên dết giết 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 lão nhân rộng mở ngẩng đầu lên, đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc ngổn ngang múa tung, hai con mắt phun ra sát quan, như thiên kiếm nổ sung, xuyên thủng thương khung, tự hồ dết hướng về vực ngoại. Để ngửa mặt lên trời gào to, cả người khí tức biến, lăng liệt đến mức tận cùng, như là một tôn tuyệt thế sát thần ở thức tỉnh, bùng nổ ra kinh thế gần sóng. ầm ầm ầm, Toàn bộ cổ động đều rung động đứng dậy, loại khí tức này thật đáng sợ, đạo lăng đều hoành bay ra ngoài, tạp ở trên vách tường, khóe miệng ở chảy máu nhưng mà cái hang cổ này phi thường đáng sợ, dĩ nhiên không có đổ nát, tình cảnh này để đạo lăng vẻ hoảng sợ, lão nhân này thật đáng sợ, bạo phát sát khí đều kém chút đánh chết hắn. Lão nhân phát điên, dân trào mà đứng, như là một tôn thần ma, ép thương khung đều run rẩy. Thân thể của hắn lập tức xuất hiện ở trên tảng đá, ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, cái tảng đá này phát sáng, nó như là không tồn ở trong thiên địa, chảy xuôi chư thiên ảo diệu gần sóng. Này phía trên tảng đá tựa hồ có từng viên một ngôi sao treo lơ lửng, giờ khắc này ngôi sao chuyển vị ở lẫn lộn thiên cơ. Cái gì? Tảng đá kia dĩ nhiên là một cái hư không trận đài. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cực kỳ khủng bố hư không trận đài, dẫn ra chư thiên chồng sao lực lượng, có thể vượt qua đến vực ngoại. Lão nhân đứng ở một hành tinh khổng lồ trên, thân thể nhảy lên cửu thiên, lập tức liền không thấy hình bóng. Đây là bức tranh các vì sao? Đạo Lăng hai con mắt mở to liều mạng nhìn chầm chầm cái này bức tranh các vì sao, cái này bức tranh các vì sao thật đáng sợ, mênh mông không có rễ, nó tự hồ là một cái vũ trụ. Mà là, này bức tranh các vì sao trên có tọa độ tồn tại, đạo lăng hiểu rõ đã có chút cường giả có thể vượt qua đến vực ngoại, thế nhưng dễ dàng lạc lối, có thể nếu là có bức tranh các vì sao liền không giống nhau. Đây tuyệt đối là nghịch thiên thần trân. Phải biết thế giới này quá to lớn, vực cùng vực không thể liên kết, có thể nếu là nắm giữ bức tranh các vì sao, liền có thể đi xuyên đến cái khác đại vực bên trong. Đáng tiếc cái này bức tranh các vì sao chỉ là một cái thoáng rồi biến mất liền biến mất rồi, để đạo lăng đau lòng không gì sánh được. Bất quá cái tảng đá này còn đang phát sáng, chảy xuôi chư thiên huyền ảo gần sóng, tự hồ tồn tại một loại kinh thế pháp tồn tại. Đạo lăng căn bản không có do dự chút nào, chớp mắt ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, nguyên thần gợn sóng phun trào mà ra, tuôn ra đến trong tảng đá, với loại khí tức này giao hòa tảng đá ẩn chứa khí tức phi thường kinh thế, có một loại chư thiên huyền ảo gần sóng, mênh mông không có rễ, lớn lao bao la. Đạo lăng mới vừa dung nhập vào nội bộ, lại một lần nữa nhìn thấy một tôn chân kim sắc chân long, dân trào mà đứng, nhảy lên cửu trùng thiên, phục lên vạn ngàn thần hỏa. Chân long thật đáng sợ, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng cái kia một loại thần vận, uy thế cửu thiên thập địa. Đạo lăng thể xác phát sáng, cảm ngộ chân long hàm nghĩa, hắn cả người tinh lực cuồn cuộn như một tôn thần lô đang thiêu đốt xương sống đều ở chuyển động ầm 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 vùng thế giới này đang vặn vẹo bị một loại gợn sóng vô hình ép muốn đứt đoạn đây là một cái không thấy rõ chân thực cái bóng tồn tại đạo lăng bên người đây là chân long pháp tướng phi thường khủng bố mặc dù là hư thực thế nhưng nó đã tồn tại đạo lăng quan sát chân long hàm nghĩa từ từ chung quanh hắn tồn tại một cái hư vô long ảnh một chút đáng sợ đứng dậy giống như là muốn hiện ra ở trong nhân thế đạo lăng cả người tinh lực phân tán, thân thể cổ động, trong cơ thể năng lượng bị rút khô, muốn diễn hóa ra một tôn chân long pháp tướng. Thiên địa rung động, bị một loại vô hình vực tràn quấy rầy, chân không đang không ngừng nổ tung, thậm chí hư không đều ở nhỏ bé vạn vẹo. Chân long pháp tướng thật đáng sợ, chưa từng hóa hình, đã nghịch thiên rồi. Hạt của hắn thể xác chấn động mạnh một cái, tự hồ thiêu đốt, tinh lực đang khô héo, khóe miệng ho ra một khẩu huyết. Không được, loại này bá đạo tuyệt luân pháp tướng, không là ta hiện tại có thể thôi diễn đi ra, nếu là mạnh mẽ thôi diễn lời nói, ta sẽ tiêu hao hết tinh huyết trong cơ thể tọa hóa, cần thiết năng lượng quá nhiều, không là ta hiện tại có thể chống đỡ. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ, chân long pháp tướng nằm ngoài dự đoán của hắn, thực lực không bằng liền diễn biến lời nói, tinh lực sẽ bị rút khô. Ai, quá đáng tiếc. Đạo lăng đứng lên, cái tảng đá này đã khôi phục lại quạng hiu cấp độ, cũng không còn vừa nảy động tỉnh truyền tới. Sát thực phi thường đáng tiếc, vừa nãy đạo kia dị tượng, tất nhiên là tuyệt đại nhân kiệt lưu lại, đáng tiếc hắn không tư cách biến hóa ra, thế nhưng đáng vui mừng chính là, hắn được rất nhiều thứ hữu dụng. Ngoại giới trời đã sáng, phim gia trên dưới đều vô cùng hưng phấn, tuy rằng bọn họ không biết thiếu niên này là lai lịch gì, thế nhưng nói riêng về các loại thủ đoạn, tất nhiên là ngoại giới thiên kiêu. Bất quá đây là thần sắc cao hứng hơi trầm xuống kéo dài bao lâu, liền triệt để tiêu tan, thay vào đó chính là đầy mặt nổi giận. Môn đình ở ngoài, đứng một đám người, đầu lĩnh chính là một vị thanh niên, khí thế mạnh mẽ, khuôn mặt anh Tuấn, quát lên, ta chính là hỏa thần điện nhị trưởng lão đệ tử, thiên hỏa có từng chuẩn bị kỹ càng. Là hỏa tiếu. Viêm gia một đám người sắc mặt đều khó nhìn, vị này chính là hỏa châu tên tuổi rất lớn kỳ tài, hơn nữa còn là hỏa thần điện trưởng lão đệ tử, lai lịch lớn vô cùng, phỏng chừng là vì thiên hỏa đến. Vị tiểu hữu này, nếu như chúng ta có thiên hỏa tự nhiên sẽ giao ra đây, nhưng là thiên hỏa đã bị tôn nữ của ta luyện hóa, thực sự là xin lỗi. Viêm Thanh Hoa đi tới thấp giọng nói, nội tâm cũng vô cùng nóng nảy, vị này hỏa tiếu thực lực nhưng là không phải chuyện nhỏ, mà là lai lịch lớn như vậy, hắn không biết mộng vũ ân nhân cứu mạng sẽ sẽ không xuất thủ. Đây chính là hỏa châu quái vật khổng lồ, chạm hắn một hồi, tương đương với ở con hổ cái mông trên rút mau, hắn sẽ vì viêm gia đi treo chọc hỏa thần điện à. Viêm Thanh Hoa tâm thần đều chìm vào đáy vực, cảm giác lần này viêm gia có đại kiếp nạn muốn tới, không qua được chính là tan xương nát thịt. Hỏa tiếu trong con ngươi tránh ra một tia mù mịt, hắn cười lạnh nói, ta nghe nói viêm gia tam tiểu thư tướng mạo cũng không tệ lắm, bên cạnh ta còn thiếu một cái thị thiếp, ta xem chính là nàng. Viêm gia người ở chỗ này đều vừa kinh vừa sợ, viêm gia tuy rằng không là cái gì đại tộc, nhưng là tộc chủ tôn nữ đi làm cho người ta làm thị thiếp, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Viêm gia trên dưới đều tức giận, nếu là đổi làm chi thứ huyết thống tự nhiên không thành vấn đề, có thể viêm mộng vũ là dòng chính, hơn nữa là tộc chủ tôn nữ, đi làm cho người ta làm thị thiếp là quyết không thể đồng ý. Hỏa thần điện đến không ít người, bọn họ đều đang cười lạnh, đạo này thiên hỏa có thể là không bình thường, hỏa thần điện rất nhiều kỳ tài đều động lòng, nhưng là không nghĩ tới viêm gia một hai lần ngăn cản, điều này làm cho bọn họ cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi. Trước cuộc hỏa thần điện nhưng là hỏa châu thế lực bá chủ, một cái ở trong mắt bọn họ con kiến thế lực lại dám cản trở để bọn họ đều khó chịu phim thanh hoa cưỡng chế trong lòng thoang ra lửa giận vội vàng nói thực ra không dám giấu giếm, mộng vũ còn chưa tới lấy chồng tuổi vì lẽ đó ngươi lão già này hỏa tiếu sắc mặt trầm xuống hắn quát mắng cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ ta làm hỏa thần điện nhị trưởng lão đệ tử có thể coi trọng cháu gái ngươi đó là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí ngươi lại vẫn một hai lần cản trở ta xem ngươi là chán sống ngươi. Phim Thanh Hoa sắc mặt khó coi, nắm tay đều ở nắm chặt, nhất là bộ tộc tộc chủ, bị một cái hậu bối chỉ vào mũi mắng, này vẫn là bình sinh lần thứ nhất. Phim gia trên dưới cũng đều tức giận, phim Thanh Hoa tuy rằng già rồi, thế nhưng trưởng quản gia tộc hơn trăm năm, ở trong tộc uy vọng phi thường cao, đặc biệt hắn thương cũng còn tốt, phim gia đã đem hắn xem là người tâm phúc. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nghiêm gia tam tiểu thư ta cưới vợ bé nạp định, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền bình các ngươi nghiêm gia. Hỏa tiếu cười lạnh nói. Liền ngươi cũng xứng. Ngột, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền tới, thiếu niên mặc áo trắng này đi tới. Tình cảnh này, để viêm gia người đều thở vào nhẹ nhõm, bọn họ cảm giác thiếu niên này lai lịch rất lớn, có lẽ có thể trợ giúp viêm gia vượt qua kiếp nạn này. Hỏa tiếu sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được, hắn cười gằn nói, hảo các ngươi đám rác rưởi này, ta xem viêm gia thực sự là đến cùng. Tốt, quá để ta trướng kiến thức một cái viêm gia tiểu nhân vật cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng sư huynh của ta nói chuyện, xem ra chúng ta hỏa thần điện người quá dễ bàn nói. không sai, sư huynh không muốn cùng bọn họ phí lời, là viêm gia tìm việc trước, chúng ta liền là ra tay, cũng là có lý có chứng cứ. hỏa thần điện người đều mở miệng, để ngoại giới người vây xem đều nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều cảm giác viêm gia muốn chơi đài. nói ngược lại đại nghĩa lăng nhiên, viêm gia trên dưới đều không có mở miệng, đạo lăng trực tiếp đi lên đối mặt đám người kia, lạnh nhạt nói, không biết có hay không tư cách này sang bằng viêm gia. Viêm gia lai lịch tuyệt không đơn giản, liền chỉ nói riêng cái hang cổ này, liền ẩn giấu bí mật rất lớn, viêm gia tổ tiên tất nhiên từng đi ra kinh thế cường giả. Muốn chết đồ vật, một cái viêm gia nho nhỏ rác rưởi cũng dám như vậy nói chuyện với ta, xem ra hôm nay không đại khai sát giới, ta hỏa thần điện liền khó có thể ở hỏa châu đặt chân. Hỏa tiếu cười ha ha, âm thanh truyền ra rất xa, lệnh viêm thành người đều biến sắc, cảm giác viêm da muốn đến đại mốc. Vậy thì nhìn ai là rác rưởi Đạo lăng hai con mắt mở to, quét tới, nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước, toàn bộ viêm da tộc địa, đều bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Cú đấm này quá mạnh mẽ, cuồn cuộn quyền phong phục lên, cuồn cuộn trong thiên địa, như một tôn tuyệt thế hung thú vô giết mà tới. Tình cảnh này, để toàn trường kinh hải vẽ, viêm da người đều thở vào nhẹ nhõm, cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ, ép bọn họ đều nghẹt thở. Cái gì? hỏa tiếu mí mắt kinh hoàng, chớp mắt lấy ra một khẩu nằm dày đặc phù văn màu đỏ thẩm chiến mâu, nội hàm phù văn lập tức bạo phát, xích hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm khu vực này. Đây là một tôn bí bảo, chính là nhị trưởng lão ban cho hắn, phi thường mạnh mẽ, nội hàm phù văn, xích hà bắn ra bốn phía, chặn đánh giết cường địch. Uống. Đạo lăng quét tới, toàn bộ mái tóc múa tung, cú đấm này đủ để kinh thế, đánh nổ đầy trời màu đỏ thẩm đại hỏa, tùy theo đánh vào màu đỏ thẩm chiến mâu trên. Công. Tiệt liệt vang lớn xuất hiện, người xung quanh chấn động, nhìn thấy màu đỏ thẩm chiến mâu bạo phát đống lửa, sau đó răng rắc rạn nứt âm réo vang. Đạo lăng cú đấm này hung mảnh vô cùng, đánh màu đỏ thẩm chiến mâu sụp ra, cái kia khủng bố quyền phong thổi tới mà đến, để hỏa thần điện một đám người kinh hải vẻ. A. À. trước hết gặp nạn chính là hỏa tiếu, căn bản không có cơ hội phản kháng, bị quyền phong bao phủ, làn da của hắn đang chảy máu, thân thể hoành bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, quyền phong loạn trời động, cú đấm này chưa từng đình chỉ, bao phủ hỏa thần điện một đám cao thủ, đem bọn họ từng cái từng cái đánh hoành bay ra ngoài. a, à, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết, hỏa thần điện vừa nãy đi tới người vẫn là khí thế hùng hổ, hiện tại như là chó chết như thế, bị đạo lăng một quyền oanh đi ra, nằm trên đất ho ra máu, thân thể run. Làm sao có khả năng? Viêm gia tại sao có thể có mạnh như vậy nhân vật? Viêm thành người sợ hãi đến cả người sợ hãi, đây là từ đâu chạy tới tuyệt thế kỳ tài. Dĩ nhiên một quyền liền đem hỏa thần điện người đánh văng ra ngoài. Viêm gia người đều hoảng sợ, cú đấm này so với hôm qua không biết đáng sợ bao nhiêu, xem ra thực lực của thiếu niên ẩn giấu rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa tiếu máu me khắp người, hắn rung giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được thiếu niên này đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường. Liền các ngươi cũng xứng biết. Đạo lăng quát lớn nói, để cho các ngươi hỏa thần điện thánh nữ lại đây, ta có lẽ có thể nói cho nàng. Ngươi! Hỏa thần điện một đám người kinh nộ, người xung quanh cũng đều ngây người như phỏng, bọn họ đều không nghĩ tới khẩu khí của thiếu niên này lớn như vậy. Hỏa thần điện thánh nữ nhưng là hỏa châu nhân vật đứng đầu, tuy rằng cực nhỏ xuất thế, thế nhưng ở hỏa châu uy vọng kỳ cao, quan trọng nhất chính là nàng vẫn là một tôn ngũ phẩm luyện đan sư, cùng đạo đặt tên đan đạo kỳ tài. Một người thanh niên chỉ vào hắn rít gào, ngươi thật là to gan, lại dám gọi chúng ta thánh nữ lại đây, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn hắn, một tia khủng bố gận sống tuôn ra mà đến, để thanh niên cả người đổ mồ hôi lạnh, cảm giác bị một tôn tuyệt thế mảnh thú tập trung, cả người hắn đều đang phát trung. A, à. Hắn ở kêu thảm thiết, xương trán đều rạn nứt, tao ngộ nguyên thần công kích, cảm giác toàn bộ nguyên thần đều muốn nổ tung. Đi mau! Hỏa tiếu bò lên liền chạy, hắn biết người này thật đáng sợ, hơn nữa cảm giác được sát khí, hắn không nghi ngờ chút nào nếu là đang chọc giận hắn, thiếu niên này sẽ giết đi mấy người bọn hắn. Người xung quanh ồ lên một mảnh, hỏa thần điện một đám người đều chạy trối chết, để bọn họ đều giật mình không gì sánh được, viêm gia lúc nào cùng những nhân vật này nhận thức. Đa tạ tiểu hữu ra tay giúp đỡ. Viêm thanh hoa vội vã đi tới nói cảm ơn, bằng không hôm nay ta viêm gia tất nhiên gặp nạn. Viêm tộc trưởng không cần khách khí, những thứ này đều là dễ như ăn cháo mà thôi. Đạo lăng khoát tay áo một cái. Nghe vậy, viêm thanh hoa không nhịn được cười khổ, đối với hắn là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với viêm gia nhưng là cứu mạng đại ân. Ta nghe nói tiểu hữu đối với chúng ta viêm gia tổ tiên cổ động cảm thấy hứng thú. Viêm thanh hoa nói tiếp. Đạo lăng suy tư một hồi, liền gật gật đầu, còn tảng đá sự tình hắn không có nói ra, chuyện này liên quan đến quá to lớn, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, toàn bộ viêm gia đều sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Cái hang cổ này lai lịch xác thực không bình thường, nếu là tiểu hữu cảm có hứng thú lời nói, lão phu liền mượn hoa hiến vật, đem vật ấy đưa cho ngươi. Viêm thanh hoa lấy ra một cái bản chép tay, xem ra phi thường cũ kỹ, thế nhưng phía trên này không có bất kỳ văn tự. Bản chép tay này không biết ở chúng ta viêm gia truyền bao nhiêu đời, vẫn không ai có thể mở ra bên trong bí mật, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn đưa cái này bản chép tay cầm ở trong tay, cẩn thận nặng nặng, nội tâm cũng khiếp sợ xuống, Hắn cảm giác cái này bản chết tay chất liệu phi thường kinh người, vừa nãy dùng sức ngắt một hồi, bản chết tay căn bản không hề biến hình. Lẽ nào là lưu lại tảng đá cường giả, ở bản chết tay trên ghi chép một vài thứ. Có lẽ vật này có thể giải mở tảng đá bí mật. Đạo Lăng có chút phấn chấn, nếu như đúng là nếu như vậy, bản chết tay này giá trị không cách nào đánh giá. Bên trong hang của tảng đá kia, để Đạo Lăng cảm giác không phải chuyện nhỏ, lúc trước biên lão nhân thực lực tuyệt đối phi thường e sợ đạo lăng nhưng là nhìn tận mắt đến hắn mở ra tảng đá bí mật, không biết vượt qua đến nơi nào. Xem ra ta đoán không sai, viêm gia tổ tiên, tất nhiên từng đi ra nhân vật không tầm thường. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, có chút thở dài, ở cường nhân vật lưu lại huyết mạch, sớm muộn cũng có tổn lạc thời điểm. Như vậy đi, vật ấy ta nhìn một chút, chờ thời điểm ở còn cho các ngươi. Đạo lăng trầm tư một hồi, liền nói nói, ta cũng không chiếm các ngươi viêm gia tiện nghi, vậy thì ra tay giúp ngươi chữa khỏi trong cơ thể thương, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, viêm thanh hoa khẽ thở dài một cái, thiếu niên như thế làm là không muốn nợ viêm gia, xem ra viêm mộng vũ quan hệ với hắn cũng không là hắn tưởng tượng. Vậy thì nghe tiểu hữu. Viêm thanh hoa chậm rãi mở miệng, hắn cũng phi thường chờ mong có thể trị hết trong cơ thể mình bệnh kín Viêm gia người đổ là phi thường phấn chấn, nếu là viêm thanh hoa trong cơ thể bệnh kính có thể trị hết, vậy thì là viêm gia một tôn trụ cột sinh ra đạo lăng cũng không có biểu hiện quá mức kinh diễm nói là cần vài nhật mới được buổi trưa đơn giản giúp hắn trị liệu một ít hắn liền chạy đến bên trong hang cổ đi quan sát cái này bản chép tay cái này bản chép tay hiện màu trắng bạc chất liệu phi thường mềm mại vật này phi thường kỳ lạ đạo lăng nguyên thần nỗ lực tràn vào đi tra xét thế nhưng là xuyên thấu khẳng định là cường giả lưu lại bản chép tay ta phỏng chừng cần đặc thù biện pháp mới có thể nhìn thấy đạo lăng lắc lắc đầu do dự một lát sau thử nghiệm giống như tâm thái đem bản chép tay đặt ở khối đá này trên. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chầm chầm bản chép tay dò xét, này vừa nhìn hắn liền triệt để hóa đá. Cái này có chút u ám bên trong cái hang cổ, chỉ có một cái vòng tròn hoặc tảng đá tọa lạc, có một loại dấu vết tháng năm, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Một người thiếu niên bàn ngồi ở bên cạnh, đem màu bạc bản chép tay để xuống trên tảng đá, liền xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa. Mơ hồ, cái này màu bạc bản chép tay trên, xuất hiện từng cái từng cái cổ xưa kiểu chữ, như ẩn như hiện, hiện ra một loại khí tức, phức tạp cay đắng khó hiểu. Quả thật hữu dụng. Đạo lăng vẽ mặt kinh hỉ xuống, loại này kiểu chữ phi thường bí ẩn, hắn là dùng hơi có nhăn hình thiên địa nhãn mới nhìn ra một tia tỉ mỉ. Hai con mắt của hắn đều muốn bốc cháy lên, ánh vàng đại thịnh, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm màu bạc bản chết tay nổi lên ra cổ xưa văn tự, liền nhìn thấy có từng tia từng sợi đại đạo thần văn bạo phát. Lấy đại đạo khắc lại chữ cổ đạo lăng biểu hiện rung mạnh, coi như là vương đạo cường giả đều không có bản lãnh này. Đem đại đạo biến thành một cái chữ cổ, đây là một loại khác loại thể hiện, nói rõ viết xuống cái này chữ cổ người, có vô thượng thần thông. Hắn say mê ở bên trong, quan sát đại đạo thần văn, không thể tự kiềm chế. Một vòng động thiên treo ở sau đầu của hắn, như là một cái khay thần, ở phục lên đại đạo khí tức, toàn bộ động thiên nội bộ, đều đang phát sinh nhỏ bé biến hóa, đạo âm càng ngày càng vang dội. Phía trên này ghi chép đồ vật phi thường đáng sợ, không là cái gì kinh thế bí thuật, hơn nữa một loại đối với đại đạo thể ngộ, dùng chữ cổ biến hóa ra, từ từ rường ra, quả nhiên là kinh thế. Đây là không thiếu sót cổ kinh văn. Đây là cổ kinh văn thật đáng sợ, trên căn bản đều là nhân vật vô thượng mới có thể viết ra, đem đạo lĩnh ngộ hết mức tràn vào chữ cổ bên trong, trợ giúp sau người tu hành thiên địa đạo pháp. Có thể nói như vậy, này một quyển không thiếu sót cổ kinh văn ý nghĩa trọng đại có thể nói hắn giá trị một tôn trọng khí, cũng có thể nói nó giá trị 10 tôn, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì thứ này liền là bị cường giả được, một khi có thể tìm hiểu ra một chút, tu hành đều sẽ tiến bộ thần tốc, nếu có thể mượn cơ hội đột phá, chà chà, cái kia giá trị quả thực không thể đi cân nhắc. Thời gian cực nhanh, đoán một cái chính là 10 ngày đi qua. Viêm gia tộc địa hậu viện, bị liệt vào trọng địa, chu vi có lão nhân ngồi xếp bằng, trung sợ không gì sánh được. Hắn được cái gì? Diệp Vận cũng hoảng sợ, nhan dung tràn ngập kinh sắc, bởi vì hắn nhìn thấy đạo văn ở hiện ra. Này không nên là đạo lăng hiện tại tiếp xúc, đạo văn là đại đạo khác loại hình thái, mà một khi nắm giữ đạo văn, liền nói rõ đối phương đã bắt đầu ngộ đạo, tìm hiểu thiên địa đạo pháp. Nhưng là thứ này, trên căn bản đều là cường giả mới có thể tiếp xúc, cần muốn thời gian dài đi tìm hiểu đại đạo. Nhưng là đạo lăng mới 17, 18 tuổi, cũng đã ở tìm hiểu đại đạo, hơn nữa nắm giữ một chút thần uy, hiện ra đạo văn, bước đi này phi thường gian nan, ở toàn bộ viêm gia, cũng chỉ có viêm gia tộc trưởng mới làm đến một bước này mà thôi, có thể thấy được loại này độ khó. Nơi sâu xa có một cái cổ động, phục lên ráng lành, sương mù mông lung, có chói mắt thần hà bắn ra, tạo hóa khí tức lăn lộn, đạo văn nằm dày đặc trong thiên địa. Trong này, có chính tôn tiểu khiếu huyệt đang phát sáng, không thể nói là khiếu huyệt, chỉ có thể nói là chính cái động thiên, phun ra thần hà, tiên hoa phân tán này như là chính vần mặt trời treo lơ lửng, thần thánh bà lại trang nghiêm, giờ khắc này tiếp thành một mảnh, kết thành một cái to lớn động thiên, hùng vĩ vô cùng, đại đạo luân âm nổ vang. Cái này động thiên rủ xuống từng sợi từng sợi đạo văn, phi thường đáng sợ, tỏa ra ánh sáng hừng hực, một khi bạo phát uy năng tuyệt cường. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí chất thoát phàm thoát tục, liên tục 10 ngày làm quan, khí chất của hắn càng ngày càng xuất trần, có một loại phiêu phiêu như tiên ý nhị. Hắn thể xác đang phát sáng, kỳ ảo mà lại an lành, thế nhưng có một loại rất đáng sợ thể hiện, trong cơ thể hắn, đạo âm ầm ầm chấn động, thân thể rủ xuống từng sợi từng sợi đạo văn. Đạo văn này tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có tóc tia lớn như vậy, bất quá phi thường đáng sợ, trực tiếp liền đè nát chân không. Đạo lăng hai con mắt nhìn chầm chầm màu bạc bản chép tay, hắn cảm giác cái này bản chép tay trên chữ cổ càng ngày càng đáng sợ, như là chư thiên tinh đấu ở chuyển động, nhật rơi nguyệt hủy. Đây là một loại mênh mông cuồng cuộn khí tức, ép thấp một vực, đáng sợ đến đỉnh đoan. Đạo Lăng thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng của hắn ở chảy máu, động thiên đang vặn vẹo, bị một loại vô hình đại đạo khí tức xung muốn sụp ra. Thật là đáng sợ, càng ngày càng đáng sợ. Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia kinh sợ, nội dung phía sau hắn xem không tiến vào, nếu như mạnh mẽ quan sát, nhất định sẽ bị những chữ cổ này thần vận đánh chết. Không đúng, này không là lưu lại tảng đá người viết. Nhưng mà đạo Lăng trong mắt nhưng là tỏa ra một loại kinh sợ tảng đá kia tỏa ra một loại chư thiên huyền ảo gợn sóng mà màu bạc thu lễ tuy rằng mạnh thế nhưng không có loại này chí cao vô thường không cách nào phỏng đoán gợn sóng có lẽ có cường giả ở đây tìm hiểu được lưu lại tảng đá chủ nhân tạo hóa vì lẽ đó lưu lại bản chép tay tặng cùng viêm da cũng khó nói cũng hay là viêm da cường giả gây nên nhưng là lại lưu tại bên trong hang cổ này có chút khó mà nói đạo lăng suy tư một hồi cuối cùng cảm giác bản chép tay nặng trình trịch hắn tự lẩm bẩm vật ấy tuy hảo thế nhưng là không thuộc về ta. Bảo vật phi thường quý giá, đạo lăng đều đỏ mắt, cường giả đều không liệt vào, bởi vì giá trị của hắn thật đáng sợ, đạo lăng chỉ là tìm hiểu chừng mười nhật, liền ngộ ra đại đạo hoa văn, tuy rằng chỉ là gia lông, thế nhưng truyền đi cũng sẽ hù chết một mảnh. Mà này chữ cổ ẩn chứa giá trị không chỉ dừng lại tại đây, nếu như có thể toàn bộ tìm hiểu ra đến, đạo lăng tin tưởng toàn bộ huyền vực sẽ đi ra một tôn tuyệt đại nhân vật. Thế nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo, đây là đạo lăng hành sự nguyên tắc. Ngoài cổ động mặt, viêm gia một ít lão nhân ở quan sát, viêm mộng vũ cũng trừng hai mắt nhìn, khi thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đi ra, bọn họ đều đứng lên đến rồi. a Nhìn thấy người vây xem, đạo lăng hơi kinh ngạc, sau đó đã nghĩ thông, phỏng chừng là lúc trước ngộ đạo, đã kinh động những người này. Viêm gia rất nhiều người ánh mắt đều nhìn tay lễ, ánh mắt nóng rực, bọn họ cảm giác mấy ngày nay thiếu niên sở dĩ có thành tựu như vậy, có lẽ cùng bọn họ viêm gia đời đời kiếp kiếp tương truyền tay lễ có quan hệ. Viêm gia chủ, đa tạ. Đạo Lăng trực tiếp đi hướng Viêm Thanh Hoa trước mặt, lấy tay lễ đưa tới. Này. Viêm Thanh Hoa con mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiếu niên này sẽ đem vật ấy còn cho bọn họ. Trong mắt của hắn rất nhanh tránh ra một tia kiên quyết vẻ, nói thẳng, như vậy tiểu hữu, lần này ngươi giúp giúp chúng ta viêm gia hóa giải này trường kiếp nạn, vật ấy liền biếu tặng ngươi. Viêm Thanh Hoa xem như là nhìn ra rồi, thiếu niên này phi thường đáng sợ, hiện tại tặng hắn bảo vật như vậy, ngày sau nhất định sẽ che chở Viêm Gia. Cái này cũng là một cái lâu dài dự định. Xem ra Viêm Gia chủ không biết vật ấy dịu dụng. Đạo Lăng cười cợt, vật này hắn là rất muốn, bất quá kích phát điều kiện quá khó khăn, hơn nữa hắn không thể vẫn giữ lại Viêm Gia. Bảo kiếm bội anh hùng, ta Viêm Gia được vật ấy không biết bao nhiêu năm, vẫn bỏ đi như lý, trái lại tiểu hữu được phải đến lớn như vậy tạo hóa, xem ra vật này thật cùng chúng ta viêm gia không duyên. Viêm thanh hoa thở dài. Đạo lăng nghĩ đến một hồi, liền nói nói, ta xem như vậy đem viêm gia chủ, vật ấy liền giao cho mộng vũ, vật này sau đó liền thuộc về mộng vũ làm sao. Này! Viêm thanh hoa liếc mắt một cái ở bên cạnh mặt tươi cười viêm mộng vũ, lại nhìn một chút thiếu niên không là bảo vật lay động dáng vẻ, trong mắt của hắn tránh ra một tia tháng phục, gật đầu nói, như vậy cũng hảo, sau đó vật này chính là mộng vũ như vậy rất tốt. Đạo Lăng lấy tay lễ giao cho viêm mộng vũ, nói cho hắn mở ra phương pháp, có thể hay không đến tới đây mặt truyền thừa, liền vận mệnh của nàng. Đạo Lăng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì người cường giả này tay lễ cố nhiên mạnh, thế nhưng trong này tự sẽ có biến mất một ngày, con này thích hợp một cái người đi toàn diện tìm hiểu. Một gian xa hoa bên trong cung điện, màu bích lục thần hà từng cái từng cái bắn ra bốn phía, toàn bộ cung điện đều mông lung một tầng mênh mông sóng sinh mệnh. Viêm Thanh Hoa ngồi xếp bằng ở trên không, hắn toàn bộ thân thể đều ở cùng cuộn thịnh liệt tinh lực, loại khí tức này càng ngày càng đáng sợ, hơn nữa làn da của hắn chảy ra đen thui huyết. Đây là ngày xưa bệnh kính, giờ khắc này đều bị loại bỏ đi, cái này cường độ cao chữa thương ròng rã kéo dài một ngày, Viêm Thanh Hoa khí tức khôi phục lại đỉnh phong. Lão này thực sự là kiếm bộn rồi. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, mà Viêm Thanh Hoa nhưng là tinh thần sung mãn. Ngay ở Đạo Lăng mới vừa muốn rời đi lúc, một loại khủng bố ngập trời khí tức chập trùng, như một tôn cổ long đang thức tỉnh, ép toàn bộ viêm gia đều rung động. Loại khí tức này thật đáng sợ, ẩn chứa một loại uy nghiêm đáng sợ, tự hồ một tôn vương giả đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ viêm gia đều khiếp sợ, cảm giác một loại khủng bố uy nghiêm chi khí đang thức tỉnh, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Có người bước vào vương đạo cường giả. Diệp vận trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía trong cung điện, kinh ngạc nói, mạng của người này cũng quá tốt rồi, dĩ nhiên đột phá. Đạo lăng hóa đá, hắn không nghĩ tới, lần này viêm thanh hoa không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa chạm được vương đạo cường giả ngưỡng cửa. Chuyện này quả thật là nhảy một cái hóa rồng. Cũng có thể nói có đại tài nên trưởng thành muộn. Toàn bộ hỏa châu mới mấy tôn vương giả. Bài bài ngón tay đều có thể đếm ra, nhưng là viêm thanh hoa quãng thời gian trước vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết, bây giờ lại đột phá. Này quả nhiên là tạo hóa treo người. Đa tạ tiểu hữu, lớn như vậy ân lão phu suốt đời khó quên, ngày sau tất có chỗ báo. Viêm thanh hoa kích động rống lên một tiếng, hắn có thể cảm giác được chính mình muốn đột phá, tất cả những thứ này đều là bái đạo lăng ban tặng. Viêm thanh hoa lúc này không kịp cùng đạo lăng nhiều lời, thân thể liền biến mất rồi chuẩn bị bế quan bước vào vương đạo cấp độ. Đột phá vương đạo không phải là đơn giản như vậy, cần bế quan thời gian rất lâu mới được, hơn nữa này trung gian rất có thể sẽ thất bại, hắn cũng không dám có tựa hồ qua loa lão này cũng quá cuốn lên. Đạo lăng lắc lắc đầu, nội tâm cũng phi thường ước ao, đại danh đỉnh đỉnh vương đạo cường giả A, toàn bộ huyền vực cũng không có bao nhiêu, loại này vận may lớn càng là bị viêm thanh hoa va vào. Ai, luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành này nhóm cường giả. Đạo lăng cầm nắm đấm, hắn biết mình đường còn dài lắm. Bước chân hắn liền xuất hiện ở bên ngoài, lúc này viêm gia còn không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác một loại làm bọn họ sởn cả tóc gáy khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hiết, tiểu ca gia chủ đi nơi nào? Một đám kinh ngạc, ngẩng lên đầu đi vào trong quan sát, bọn họ còn không biết chủ nhà bọn họ đã muốn bước vào trong truyền thuyết đại nhân vật hoành liệt. Hắn đi bế quan, phỏng chừng muốn bế quan một quãng thời gian, các ngươi đều đi hộ pháp đi. Đạo Lăng nói một câu, liền ở trong lòng cười cợt, viêm gia phỏng chừng muốn quật khởi. Một tôn vương đạo cường giả tuổi thọ có tới một, hai ngàn năm, vẫn là lại có thể được một ít khi thế bảo dược kéo dài tuổi thọ, e sợ sống cùng thời gian liền càng xa xưa, mà viêm gia đủ để mượn này chút thời gian nhảy lên một cái. Một đám người đều là liền vội vàng gật đầu, tuy rằng không biết gia chủ vì sao bế quan, thế nhưng đối với thiếu niên lời nói xem là thánh chỉ, mỗi một người đều hùng hục chạy tới cho viêm thanh hoa hộ pháp. Thời gian gần đủ rồi, nên đi. Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn có một loại cảm giác gấp gáp, nhất định phải tăng nhanh thực lực tăng lên tốc độ nên trở về học viện lần này ngươi được lớn như vậy tạo hóa đã có sung kích thoát thai trung kỳ cơ hội kém chính là nguyên thạch dịp vận gật gật đầu đạo lăng vừa muốn bước ra bước chân rời đi lúc lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu ngẩng đầu nhìn phía trên không gầm thét nói đi ra màu xanh thẳm lam thiên đột nhiên rủ xuống từng cái từng cái ngọn lửa màu đỏ rực nương theo chập chờn quần dài màu đỏ bỗng dưng hiện ra đây là một cái mới nhìn phong tình vạn chủng thiếu nữ da thịt hiện ra ráng hồng quần dài màu đỏ theo gió đung đưa, đem nàng tôm lên có một loại nữ vương phong độ. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên có thể phát hiện tiểu nữ tự ẩn nấp chi thuật, tại hạ khâm phục. Hỏa linh châu gắn bó ống ánh, cả người có một loại không nói ra được linh động chi khí, mở miệng hơi mỉm cười nói. Ngươi cũng không kém. Đạo lăng nhúng vai một cái, hỏi, ngươi đến đây làm gì? Lớn mật, ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta thánh nữ nói chuyện, ta xem ngươi thực sự là chán sống đây là hỏa tiếu nhảy ra ngoài cùng quãng thời gian trước sợ hãi dáng vẻ không giống một bộ hung hăng càng quấy dáng vẻ trăng dậy đứng dậy im miệng hỏa linh châu con ngươi hơi trầm xuống lạnh lùng nói không biết ghi nhớ xem ra quãng thời gian trước ngươi trải qua quá thoải mái đạo lăng lạnh trên một tiếng giơ tay liền hướng về trên không đánh chết mà đi ngươi hỏa tiếu vừa kinh vừa sợ hắn không nghĩ tới thánh nữ ở đây hắn còn dám động thủ tiểu tử này lá gan làm sao lớn như vậy Giờ khắc này toàn bộ viêm gia người đều thức tỉnh, từng cái từng cái mặt rất lo lắng, không biết thiếu niên này là không phải là đối thủ của Hỏa Linh Châu, trái lại mấy cái lão nhân thì lại là phi thường bình tĩnh, bọn họ tận mắt nhìn thiếu niên ngộ đạo cảnh tượng. Bọn họ phi thường rõ ràng, phỏng chừng Hỏa Linh Châu đều không có đạt đến tầng thứ này, thiếu niên này trên căn bản sẽ không thua đi. Đạo hữu chậm đã động thủ. Hỏa Linh Châu một chỉ điểm ra, ung tùng ngón tay ngọc bạo phát một đạo màu đỏ thần hà, cắt đứt đánh tới đánh giết. Hừ sai rồi liền muốn đánh, ta có thể bảo vệ được hắn sao? Đạo lăng mở thanh quát lên, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, không biết tại sao có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn muốn lập uy một lần, cho viêm gia tranh thủ một ít thời gian, chờ viêm thanh hoa một khi đột phá, đến thời điểm hỏa thần điện cũng phải cân nhắc một chút. ầm một tiếng, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, toàn thân thần hà bạo phát, tay nắm quyền ấn, cú đấm này bùng nổ ra đi, thiên địa rung rẩy dữ dội, càng có từng sợi từng sợi đạo văn nộ quyển mà đi. Khủng bố chấn động ngập trời hoành áp mà đến, để hỏa linh châu con ngươi hơi trầm xuống, giật mình nói, ngươi ngộ ra đạo. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, hỏa linh châu trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngọc trưởng ngang trời trấn áp, phục lên từng cái từng cái thô to hỏa diễm, quyển tịch mà xuống. ầm ầm ầm. Đạo lăng cú đấm này hung hăng bá tuyệt, tinh lực cuồn cuộn dâng lên, trước tiên có đạo văn hoành sung, mỗi một tia đạo văn đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, trực tiếp liền đem mạng thiên hỏa diễm xóa bỏ đi. Đạo hữu ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng nghĩ ở trước mặt ta hại người, e sợ còn không làm được. Hỏa linh châu gào to, quần dài màu đỏ phấp phới mà đi, trong cơ thể nàng có một loại làm người sợ hãi khí tức đang thức tỉnh, đặc biệt của nàng mỗi một tấc da thịt đều ở phục lên ráng hồng, ẩn chứa nóng trực gợn sống. Ồ, tình trạng của nàng ngược lại cùng mộng vũ có chút tương tự. Đạo lăng trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn cười lớn một tiếng, thân thể chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Thánh nữ tất nhiên có thể trấn áp hắn. Hỏa tiếu đầy mặt hung sát khí, bất quá vẻ mặt này chưa từng duy trì bao lâu, liền bị một tầng khủng hoảng chiếm cứ, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một tôn nắm đấm vàng, đánh giết mà trên. A. À. hỏa tiếu sợ đến da đầu bốn nổ, cú đấm này căn bản không có đánh tới, bất quá này khủng bố quyền phong phun phun ra, đem hắn đánh hoành bay ra ngoài, ngã chổng vó ở ngàn trượng có hơn, như là cái chó chết ngất đi. Viêm gia mọi người đầy mặt kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới thực lực của thiếu niên đáng sợ như vậy, liền hỏa linh châu đều không ngăn được hắn. Đạo lăng thu quyền, hắn không có hạ sát thủ, rốt cuộc giết hắn, hỏa thần điện tất nhiên sẽ gây phiền phức, đạo lăng tuy rằng không sợ, thế nhưng viêm gia liền triệt để nguy hiểm. Ngươi là đạo. Ngay ở hắn quay đầu thời điểm, hỏa linh châu lời nói, để nội tâm của hắn hơi trầm xuống, nói rằng, ta không là. Thanh khách, đại danh đỉnh đỉnh đạo, Dĩ nhiên cũng có không dám thừa nhận thời điểm, ta Hỏa Linh Châu tự hỏi thực lực không yếu, này huyền vực trừ bọn ngươi ra mấy cái, e sợ cũng lại không người là ta đối thủ. Hỏa Linh Châu trong mắt tránh ra một tia vẻ ngạo nghễ, con mắt hiếp lại cười nói, huống hồ, ngươi vừa nãy vượt qua hư không bí thuật, cùng đạo nắm giữ phi thường phù hợp. Lại bị nàng nhận ra, lần này phiền phức. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, toàn thân khí tức mơ hồ đáng sợ xuống. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Hỏa Linh Châu cổ quái nói: "Ở đây sao nói ta trả lại quá ngươi hồn tinh, ngươi xuống tay được à?" Đó là giao dịch, đừng quên ngươi chiếm món hời lớn. Đạo Lăng hừ một tiếng: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận? Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi giết không được ta, huống hồ ta hiện tại nói một câu, e sợ toàn bộ Hỏa Châu sẽ tới rồi vô số cường giả tru sát ngươi." Hỏa Linh Châu mở miệng cười, trong con ngươi tránh ra ra uy hiếp vẻ mặt. Điều này làm cho Đạo Lăng trở nên đau đầu, nàng nói không sai, lấy Hỏa Linh Châu độ cao, chớp mắt xóa bỏ nàng là không thể. Diệp Vận cũng là nhíu mày, cảm giác nàng Lai Giả bất thiện, bất quá đối phương nên có cái gì nhu cầu, bằng không nàng không sẽ nói thẳng ra thân phận của Đạo Lăng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đạo Lăng hỏi, có chuyện nói mau, ta không thời gian ở đây cho ngươi làm phiền. Ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hỏa Linh Châu hít sâu một cái, trực tiếp liền mở miệng thời gian của ngươi cũng không nhiều, ta liền nói trắng ra, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, bảo đảm viêm gia tường an vô sự, hơn nữa nói cho ngươi một tin tức. Vậy ngươi muốn cái gì? Đạo lăng đầy hứng thú mở miệng, ta nhưng là nghèo rất mồng tơi, cái gì đều không có. Hừ, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta hỏa linh châu khuyết bảo vật sao? Ta muốn mượn hỗn độn bảo thư nhìn qua. Hỏa linh châu nở nụ cười, cười đứng dậy có chút muốn ăn đòn, nàng cũng đi tới, màu đỏ rực mới quần dài theo gió phấp phới, nàng yêu kiều thước tha, da thịt hiện ra ánh lửa, xem ra có chút yêu diễm. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, hỗn độn bảo thư bên trong có nghịch thiên thần thông, được một cái liền thiếu một cái, này bàn tính đánh cũng quá tốt rồi chứ. Hắn có chút không vui, cảm giác hỏa linh châu đây là dở công phu sư tử ngoạm, ra sao tin tức trị cái giá này. Hỏa linh châu trong mắt tránh ra giảo hoạt vẻ, tiếp tục nói, ta hiện tại đem vừa nãy tin tức đưa cho ngươi, tinh thần học viện ngàn cân treo sợi tóc, võ điện đã điều động nhóm lớn người, do vương đạo cường giả đi đầu giết đi vào. Ngươi nói cái gì? đạo lăng sắc mặt chớp mắt khó coi xuống, cả người đều bùng nổ ra một loại khủng bố sát khí. hai con mắt của hắn nhìn chầm chầm hỏa linh châu, từng chữ từng chữ quát lên, lặp lại lần nữa. thật nặng sát khí. nhìn thiếu niên cái kia trương có chút khuôn mặt dữ tợn, hỏa linh châu trong mắt tránh ra kinh sắc. hắn cảm giác người này chỉ cần bất tử, tương lai cũng là một cái tuyệt thế hôn nhân. diệp vận đôi mắt đẹp cũng chặt rút vào một chỗ lập lòe ra khí lạnh tận xương, tay ngọc đều vẹn vẹn nắm, cánh tay ở hơi rung. Hỏa Linh Châu nhìn hai người, trong mắt của nàng tránh ra gian kế thực hiện được mùi vị, liền nói nói, ta là cao quý hỏa thần điện thánh nữ, ngươi cảm giác sẽ hố ngươi à. Võ điện Đạo lăng cắn răng gầm nhẹ, hắn không nghĩ tới võ điện động tác sẽ nhanh như vậy, võ đế còn chưa hề đi ra, võ điện đã không thể chờ đợi được nữa ra tay. Nội tâm của hắn lòng như lửa đốt, võ điện quá mạnh mẽ, hiện tại muốn tấn công tinh thần học viện khẳng định làm đủ chuẩn bị mới sẽ xuất thủ khi nào thì bắt đầu diệp vận trầm giọng nói nàng phi thường rõ ràng học viện thực lực nếu là võ điện điều động cường giả đánh tới đến thời điểm liền triệt để nguy hiểm hiện tại còn không muộn nha các ngươi lẽ ra có thể theo kịp hỏa linh châu cười cật bất quá ta phải nói cho ngươi toàn bộ hỏa châu đường hầm hư không trên căn bản đều bị các tộc cường giả chiếm cứ đạo ngươi giết nhiều như vậy thượng cổ thế gia người thậm chí ngay cả thác bạc gia đều có, ngươi cảm giác ngươi đi được đi ra ngoài sao? Ngươi có ý gì? Đạo lăng trầm mặt nói rằng. Để ta quan liếc mắt nhìn hỗn độn bảo thư, ta mở ra đường hầm hư không cho ngươi đi thanh châu. Hỏa Linh Châu cười nói. Ngươi thật là biết tìm thời điểm mở miệng. Đạo lăng da mặt đều là vừa kéo, bất quá dưới mắt cũng không có cách nào, hỗn độn bảo thư cho nàng xem cũng không sao, có thể hay không được thần thông vẫn là chưa biết. Đạo Lăng đem hỗn độn bảo thư lấy ra đưa cho nàng, Hỏa Linh Châu biểu hiện có chút kích động, nhận lấy sau con mắt đi vào trong nhìn lại. Mông mông lung, một mảnh hỗn độn thiên địa, một tôn Linh Châu chìm nổi ở trong thiên địa, phục lên tạo hóa khí tức, có một loại khai thiên mùi vị, hiện ra ở trong đầu của nàng. Đây là cái gì? Hỏa Linh Châu nhíu mày, vừa nãy hình ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nàng mơ hồ cảm giác một loại dấu vết tiến vào trong biển ý thức của nàng, liền triệt để bình tĩnh lại đạo lăng con mắt nhìn nàng không biết nàng được thần thông không dùng nói chung trong này thần thông đều phi thường mạnh mẽ được một môn liền thiếu một môn nhìn thấy nàng nhíu mày đạo lăng cảm giác nàng sẽ không có được mà hỏa linh châu liếc xéo hắn một cái nhíu mày nói ngươi cho ta không phải là giả chứ đạo lăng một cái liền đem hỗn độn bảo thư đoạt lại nói rằng ngươi cho ta tạo một cái giả hỗn độn bảo thư cho ta nhìn một chút hiện tại không phải là đùa dẫn thời điểm lập tức mở ra đường hầm hư không ta muốn đi thanh châu đáng ghét thực sự là tiện nghi ngươi hỏa linh châu chửi bới một tiếng liền mang theo đạo lăng cùng dịp vận hỏa nhanh rời đi nơi này chạy tới liền tiếng cổ thành mở ra một tòa thật to hư không truyền tống trận tiểu tử chúc ngươi nhiều may mắn nhìn mở ra đường hầm hư không hỏa linh châu nhíu nhíu mày lại tự lẩm bẩm cũng không biết ta nói cho hắn có đúng hay không nếu là đạo chết ở thanh châu đến thời điểm có thể không ai có thể cùng võ đế chống lại cách xa ở thanh châu thành đâu đâu cũng có hơi thở ngột ngạt vô số người ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái màu vàng hư không đạo mở ra trong nháy mắt tinh lực trời long đất lở từng vị nhân vật mạnh mẽ đi ra cầm đao nắm thần mâu hai con mắt lạnh lẽo toàn thân sát phạt khí ngập trời toàn bộ thanh châu thành trong nháy mắt ngột ngạt đến cực điểm bởi vì bọn họ nhìn thấy một tôn nhân vật khủng bố xuất hiện ở trong hư không như ẩn như hiện mông lung một tầng khủng bố vương giả thần uy trời ạ à, một tôn vương giả dáng thế là võ điện vương giả bọn họ hướng về tinh thần học viện đi tới hỏng rồi đạo từng ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa gặp nạn bị tinh thần học viện đệ tử cứu đi hiện tại võ điện đến tấn công học viện song song đạo vẫn là học viện đại sư huynh lần này có thể xong võ điện lần này làm lớn chuyện chắc chắn sẽ không giảng hòa thanh châu rất nhiều người đều trong lòng run rẩy dữ dội tình cảnh này rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy tinh thần học viện sừng sững ở thanh châu vô số năm tháng bồi dưỡng được rất nhiều nhân kiệt không ít gia tộc nhân vật kiệt xuất đều ở học viện tu hành quá nhưng là hiện tại lại gặp phải ngập đầu tai ương ta thanh tộc ở binh sĩ ở nơi nào một tiếng nặng nề tiếng gào nổ vang thanh tộc tộc chủ xuất quang xuất lĩnh chư hơn cao thủ cũng theo võ điện đồng thời dết vào tinh thần học viện lúc này toàn bộ tinh thần học viện đều mông lung một tầng sát khí một đám người đứng ở cửa này cùng quãng thời gian trước so ra ít người hơn nữa học viện đi rồi rất nhiều người những người này đều là sợ sệt võ điện tấn công học viện, trực tiếp liền đi, hoặc là bị gia tộc mạnh mẽ mang đi, tinh thần học viện có thể nói nguyên khí đại thương. Thế nhưng còn lại hơn 400 người, từng cái từng cái đứng ở ở học viện cửa lớn, bọn họ đều thẳng tắp thân thể. Đối mặt mênh mông cuồng cuộn đánh tới cao thủ, lù lù không sợ. Bọn nhỏ, các ngươi có sợ chết không? Tàng kinh các thủ hộ giả, tôn nguyên hóa ngồi xếp bằng ở trên không, nặng nề âm thanh theo vang động tại bọn họ bên tai không sợ. rất nhiều đệ tử mở thanh gầm thép, toàn thân bùng nổ ra khí tức, này tinh lực xuyên qua mây xanh, chiến ý trong lúc nhất thời ngập trời. chúng ta tuy rằng không có đại sư huynh cường đại như vậy, thế nhưng chúng ta không sợ chết, muốn tới thì tới đi. một đám hùng hài tử gào gào kêu to, từng cái từng cái thực lực đều phi thường mạnh mẽ, ở âm dương động được rất lớn tạo hóa. hảo, các ngươi đều là khá lắm, đều là học viện chúng ta kiêu ngạo. tôn nguyên hóa trầm trọng gật đầu, nói rằng. Thế nhưng các ngươi đều nhớ kỹ, lần này xâm lấn chi địch phi thường mạnh mẽ, sau đó ta mang theo các ngươi dết ra ngoài, các ngươi tận lực đi ra ngoài, vì ta học viện lưu lại một điểm mồi lửa. Lần này đến quá đột nhiên, công nguyên hóa căn bản là không nghĩ tới võ điện sẽ đến nhanh như vậy, đánh hắn một trở tay không kịp. Hiện tại bố trí hậu chiêu đã không kịp, chỉ có thể làm hết sức dết ra ngoài, cho học viện bảo tồn một ít mồi lửa. Ta không đi, ta từ nhỏ đã ở học viện trưởng lớn, học viện chính là ta gia ta muốn cùng học viện cùng tồn vong. Một cái đột nhiên đứng lên đến, rít gào đứng dậy, quá mức chính là một cái chết, ta không đi, ta tuyệt không đi, ta muốn cùng học viện cùng tồn vong, nơi này là ta gia. Ta cũng không đi, ta muốn cùng học viện cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Gia ở người ở, gia chết người chết. Kẻ địch muốn giết vào học viện, liền muốn từ thi thể của ta trên bước qua đi, bằng không ta tuyệt không đáp ứng. Một đám người đều đang gầm thét, thanh chấn mây xanh, khí thế ngập trời, sát khí lăng nhiên, tôn nguyên hóa vẻ mặt kích động dị thường, khóe mắt đều chảy ra lão lệ, nhưng vẫn là quát, bọn nhỏ các ngươi sai rồi, các ngươi tuy rằng đều rất dùng huyết tính, thế nhưng học viện chúng ta đại thù ai tới báo, ta già rồi, dựa vào đều là các ngươi a, các ngươi phải cố gắng sống tiếp. Học viện trưởng lão đều mở miệng, tâm tình phi thường trầm trọng, bọn họ có một ít đều ở học viện ở một đời, cảm tình quá thâm hậu, toàn trường đều trầm mặt bỗng nhiên có một người mở miệng, quát, học viện chúng ta có đại sư huynh ở, chỉ cần đại sư huynh bất tử, hắn là học viện chúng ta báo thù là chuyện sớm hay muộn. đúng, chúng ta có đại sư huynh, đại sư huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. học viện người đột nhiên vô cùng kích động, đại sư huynh đánh bại yêu vực chí tôn, huyết chiến quần hùng, tranh cướp hỗn độn bảo thư, chính là đương đại nhân kiệt, đây là bọn hắn học viện đại sư huynh, bọn họ là này mà cảm thấy kiêu ngạo. Công nguyên hóa biểu hiện cũng dị thường kiêu ngạo, tuy rằng học viện không có cho đạo lăng cái gì, thế nhưng hắn là từ học viện đi ra ngoài, bọn họ đều vì này mà cảm thấy kiêu ngạo. Hê hê, cái gì chó má đại sư huynh, sớm muộn cũng phải chết ở ta dưới chân. Khí thế cũng bố che ngập bầu trời đè ép lại đây, đây là một cái thanh bào người bắn mạnh mà đến, lấy ra một chiếc đỉnh, ép hướng về học viện một đám người, muốn đem bọn họ tế sống. Hắn giao cho ta. Học viện hóa thạch sống đi ra cả người đều muốn làm khô hắn phi thường già nua đều nhanh 2 ngàn tuổi chính là học viện đại trưởng lão trên căn bản không từng ra thế hiện đang đối mặt học viện đại địch trực tiếp đi ra đối đầu thanh tộc tộc chủ ngập trời đại chiến động một cái liền bùng nổ thanh tộc trước tiên giết vào võ điện cũng ngang trời đánh tới võ điện đến quá nhiều người lít nha lít nhiếp đem toàn bộ học viện đều cho vây quét đầu lĩnh vương đạo cường giả gầm thét nói giết cho ta không giữ lại ai không cần lo bọn họ là lai lịch gì toàn bộ đều giết chết. Âm dương lão tổ chỗ tọa hóa chuyện phát sinh, để võ điện triệt để nổi giận, 10 đại cao thủ hết mức chết thảm, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được anh kiệt từng cái từng cái tổn lạc, triệt để để võ điện thứ khổng lồ này tức giận, bọn họ đã quản không được cái khác. Hiện tại chỉ có chết rửa sạch nhục nhã. Giết A. Tinh thần học viện đệ tử mỗi một người đều bạo sung tứ phương, nên chiến đến địch, chỉ là một cái hô hấp, toàn trường đều mông lung một tầng sương máu. Toàn bộ học viện đều bị vây lên, bọn họ hiện tại chỉ có thể làm được, chỉ có giết. Đều cho ta ra bên ngoài xung. Học viện trưởng lão rống to, muốn mở một đường máu. Chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, trước hết lao ra chính là học viện một đám trưởng lão, đánh về đoàn người, nên vì học viện hài tử mở một đường máu. Ha ha, một bầy kiến hôi còn muốn chạy. Quả thực là mơ hảo. Võ điện cao thủ đang cười lạnh, nhằm phía muốn giết ra ngoài nhân vật, muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại trong này một tôn tinh lực mạnh mẽ, cầm trong tay chiến mâu nhân vật cách không quét ngang, xem là bốn, năm cái đệ tử bay ngang, một tôn trưởng lão đều bị đánh nửa tàn. Ta thích nhất chính là thu gặt tính mạng. Hắn liếm môi một cái, như là một cái ác ma, dết vào trong đám người, chiếc kia huyết mâu đâm hướng một cái học viện đệ tử trẻ tuổi lồng ngực, đem hắn bốc lên đám người lui tới bên trong ném tới. Vô liêm sĩ, chết đi cho ta. Một cái ngân bào lão nhân bạo sung mà đến, cả người giết hết ngập trời, cầm một tôn thiên mâu xuyên thủng thiên địa tại chỗ liền đưa cái này ác ma lồng ngực xuyên thủng máu tươi ở bay ngang hắn là tôn hướng sơn là học viện số lượng không nhiều cao thủ một trong đã sắp bước vào vương đạo cấp độ cầm một tôn thiên mâu ở chỗ này quét ngang nên vì học viện hài tử mở một đường máu cùng tiến lên đem lão bất tử này dết đi võ điện người giận dữ dết hướng về tôn hướng sơn đầy đủ mười mấy người cao thủ cùng nhau phát động rồi tôn hướng sơn thân thể liên tiếp lui về phía sau hắn rất nhanh bị thương nặng, võ điện đến quá nhiều người, những cao thủ này tụ hợp lại một nơi, cùng nhau đánh giết mà đến, chấn tôn hướng sơn ở ho ra máu. Đều cút cho ta lại đây, lão tử hôm nay muốn giết cái đủ. Tôn hướng sơn rống to liên tục, tiểu tử ngươi phải cố gắng sống sót, tương lai cho học viện báo thù, chớ để những sư đệ này các sư muội chết không nhắm mắt. Đại sư Huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, đáng tiếc ta chưa từng thấy hắn. Có học viện đệ tử lão đà lão đảo, mí mắt rung lên, cảm giác được một cái tiếc núi. Toàn bộ học viện đều bị khủng bố sát khí bao phủ, bốn phía bác hoang giết người tiến vào quá nhiều, đại chiến quá khốc liệt. Học viện có thể lưu lại người, tuy rằng đều là sức mạnh trung kiên, thế nhưng đối mặt quá nhiều người, bọn họ đều rất khó triển khai thần thông, liền bị mấy người đi tới vây công cái chết. Ngoại giới người vây xem đều sợ mất mật, tinh thần học viện tổn thất quá nặng nề, phỏng chừng tử thương đều quá bán, lúc này mới bao lâu. Chủ yếu là học viện hai vị lão vương giả, đều là thanh tộc cùng võ điện cường giả ngăn cản, bằng không có thể mở một đường máu hộ tống bọn họ rời đi. Hừ, Tôn Hướng Sơn ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một cái thanh tộc cao thủ đang cười lạnh, cầm một tôn bảo đao đánh giết mà tới. Ta tuy rằng già rồi, nhưng cũng không phải ai muốn giết cứ giết. Tôn Hướng Sơn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trống to, trong tay thiên mâu đều đều là đỏ như màu máu, khốc liệt khí tức bạo phát, hắn không biết giết bao nhiêu địch thủ, ở bên trong hoành xung đều thiêu đốt sinh mệnh. Đánh vị này thanh tộc cao thủ hoành bay ra ngoài. Bọn nhỏ nhanh đi theo ta. Tôn Hướng Sơn gào thét liên tục, hắn ở hộ tống một nhóm hùng hài tử, những người này đều ở Âm Dương Động được nghịch thiên tạo hóa, tương lai có thể trưởng thành lên thành cao thủ tuyệt đỉnh, ở đây chết rồi quá uổng phí. Ta không muốn đi, ta muốn cùng các sư huynh cùng nhau. Một đám thiếu nam thiếu nữ đều đặc biệt có huyết tính, muốn cùng học viện cùng chết sống, từng cái từng cái nắm chặt nắm đấm. Bọn họ không sợ chết đừng nói ngốc nói, các ngươi muốn sống sót, đem đến giúp đỡ đại sư huynh của các ngươi cho học viện chúng ta chết qua người báo thù đều muốn sống sót. tôn hướng sơn trống to, hộ tống bọn họ giết vào nơi sâu xa, trên người không biết tao ngộ bao nhiêu tầng sáng, dòng máu không ngừng. người lão già này hung hăng quá mức chứ, đến hiện tại còn muốn đi ra ngoài, thực sự là nói chuyện viển vông. một cái cục một tay bà lão đi tới, sắc mặt lạnh lẽo, nàng là võ bạc lệ, tuy rằng đứt đoạn mất một cánh tay thế nhưng thực lực phi thường đáng sợ, lấy ra một tôn cự đỉnh, ép thiên mâu rung rẩy dữ dội, suýt nửa từ tôn hướng sơn trong tay bóc ra. Tiếp nàng một chưởng nổ ra đi, đánh tôn hướng sơn khóe miệng ho ra máu, tam trưởng lão đã không xong rồi, liên tiếp đại chiến tiêu hao hết sức sống. Võ bạc lệ âm lãnh sắc mặt nhìn chầm chầm này quần hùng hài tử, cười lạnh nói, rất tốt, các ngươi chính là đạo sư đệ sư muội ta trước tiên từ trên người các ngươi cầm lại một điểm lợi tức. Cánh tay của nàng chính là bị đạo lăng đánh gãy, đối với đạo hận đến mức tận cùng, giờ khắc này khuôn mặt giữ tận đánh giết mà đi, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Muốn giết liền đến đi, chúng ta không sợ chết, đại sư huynh sẽ vì chúng ta báo thù. Một đám hùng hài tử trống to, căn bản không sợ nàng. Đại sư huynh, hừ, sau đó sẽ không có đại sư huynh, đều chết đi cho ta. Võ bạc lệ gào thét, bất quá động tác này mới ra hiện thời điểm, trong thiên địa rộng mở bùng nổ ra khủng bố nổ vang. Toàn trường đều bị đã kinh động, vô số đạo ánh mắt nhìn sang, bọn họ nhìn thấy một tôn khủng bố bàn tay màu vàng ống che lấp trên không, cách vài bên trong, điên cuồng nổ cuốn tới. ầm ầm ầm, phương viên này đều ầm ầm đứng dậy, này khủng bố ngập trời tinh lực tràn ngập ra, lệnh thiên địa run rẩy, lệnh bốn phía người chấn động. một chữ này nổ đập mà đến, lật tung trời, vây chặt cửa học viện mấy chục người, xem là liền bị hất bay, thậm chí có mấy cái cách không liền nổ tung. đây là một cái bóng quét tới như một tôn hung long đột nhiên xuất hiện đạo lăng ngang trời xuất kích toàn bộ mái tóc múa tung phía sau lưng chập trùng bàn tay lớn màu vàng ống chặn lại trên không ầm 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 bàn tay lớn màu vàng ống đập động trước tiên đè ép con đường phía trước cửa học viện vây chặt đám người mỗi một người đều ở bay ngang biến thành một cái khu không người một chưởng này bá tuyệt vô song tốc độ của hắn quá nhanh toàn thân phù văn màu vàng bạo phát tinh lực cháy hừng hực như một tôn thần lô dương kích xuất kích toàn trường kinh hãi vẽ, cũng không biết đây là người nào đánh giết mà đến, thế nhưng ông lão rất mạnh. Mà cửa học viện còn có rất nhiều kẻ địch, lúc này cả người đều là rung, cảm giác một tôn tuyệt thế hung thú đánh giết mà đến, bọn họ muốn chạy thế nhưng căn bản liền chạy không ra được, thân thể đều bị ép rung rẩy, Đều cho lão tử cút. Đạo lăng chấn hống, bay lên không dương kích, nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước, đánh thiên địa rung rung, khắp nơi ầm ầm. Cú đấm này quá mãnh liệt, xuyên thủng trời cao, ánh vàng bạo phát, giống như ti chớp màu vàng ống ở bổ ngang, liền như vậy nổ giết mà tới. A, à. mười mấy người cả người phát hưu, quyền này thế chưa từng đè xuống thời điểm, trước tiên có hung mảnh vô cùng quyền phong quét ngang, bọn họ những người này tại chỗ hoành bay ra ngoài, có mấy người đều bị đánh bay ngược đến trên không. Oanh, cái bóng này rơi xuống mặt đất trên, như là một tôn thời kỳ thượng của núi thần rơi xuống mà xuống, đập cho liên miên đại địa rạn nứt, thô to vết rạn nứt hướng về bốn phía phun ra. A. À. Bốn phía có người ở kêu thảm thiết, đây là khe lớn đang dệt lại đây, rất nhiều người đều ngã chổng vó ở bên trong, bị bùng đất nhấn chìm. Thiếu niên áo trắng như tuyết, y không nhúng máu quang, mang theo rất khí tức kinh khủng, lập ở đây, khí thôn sơn hà. Kẻ thật là đáng sợ. Toàn trường kinh hải vẻ, đến người thật đáng sợ, đấm ra một quyền thô bạo vô song, ép quần hùng đều đẫm máu nơi đây, mạnh mẽ lãm sóng to bá tuyệt thần tư. Vô số đạo ánh mắt tụ vào ở khói bụi tiêu tan khu vực đây là một vị thiếu niên mặc áo trắng xuất hiện, sợi tóc phấp phới, đứng ở trên mặt đất, khí thế ngập trời. Đại sư Huynh Mười mấy cái hùng hài tử trước tiên rít gào đứng dậy, con mắt đều đỏ, này không là đại sư Huynh à? Cái gì? Là đại sư Huynh đến rồi. Giờ khắc này, học viện phần lớn người đều đang liều chết, chưa từng bị vừa nảy khí thế xúc động, nhưng mà câu nói này để bọn họ tâm tình run rẩy dữ dội, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở, rơi vào cửa học viện đứng cái bóng trên là đại sư huynh học viện tồn tại người đều kích động phát điên từng cái từng cái gào thét đứng dậy kỳ thực rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đây chính là học viện truyền kỳ là một tòa vô địch phong bi tiểu tử này cách đó không xa một lão già cả người run da dẻ chảy máu thở dốc suy yếu khi thấy cửa thiếu niên khuôn mặt hắn dâng lên ra một loại kích động cùng vui mừng vẻ tôn hướng sơn không muốn đạo đánh tới nhưng là vừa hy vọng hắn có thể ở học viện sống còn bước ngoặt đánh tới đây là một loại rất mâu thuẫn trong lòng hắn chính là đạo ngoại giới ồ lên một mảnh toàn bộ đều mặc lộ vẻ kinh sợ vẻ bọn họ không nghĩ tới đạo sẽ giết tới rất nhiều người đều ở kích động thanh châu thành người đều ở quan sát đối với đạo bọn họ nổi danh đã lâu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn diện mạo thật sự không nên tới a à. tôn nguyên hóa đang cùng vương giả liều mạng nhìn thấy đến thiếu niên hắn thở dài nội tâm vừa hy vọng hắn đến cũng không hy vọng hắn đến võ điện tay lớn như vậy bút, nhất định là vì bức bách đạo đi ra, hỗn độn bảo thư, âm dương đạo thạch, này hai loại đồ vật đủ để làm người phát điên. Tiểu tử này rốt cục đến rồi, lão phu không uổng công chờ đợi a. À. Võ điện vương giả cũng là một lão già, hắn ở âm lãnh cười, thân thể rộng mở bạo vút đi, muốn đi đánh giết đạo. Hừ, người hiện tại đối thủ là ta. Tôn Nguyên Hóa cười nhạt, lập tức đem hắn ngăn trở cản lại, lòng bàn tay bạo phát nóng rực gần sóng, đánh về võ điện vương giả. Hê hey hê, hey, nói cũng là, bất quá tiểu tử này có thể không sống được lâu nữa đâu. Võ điện vương giả đang cười lạnh, đều lo lắng làm gì. Sấn hiện tại tru diệt hắn. Này vừa dứt lời dưới, mảnh này nhún máu đại địa, trong thời gian ngắn bạo phát mảnh liệt vô cùng sát khí, đây là mười mấy cái nhún máu người đi ra, trên căn bản đều là 30 tuổi người trung niên. Hết cách rồi, võ điện thế hệ tuổi trẻ người, trên căn bản đều bị đạo chém giết ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa bọn họ tu hành đều phi thường đáng sợ trên người có rất nhiều huyết trên căn bản đều là học viện đệ tử huyết lúc này đều là âm lãnh cười ngươi chính là đạo để chúng ta một trận hảo đẳng lúc này toàn trường liều mạng động một cái liền bùng nổ học viện tiếp tục sống sót đệ tử trống to liên tục điên cuồng hướng về đại sư huynh áp sát mà tới đều ngăn bọn hắn lại cho ta một cái cũng không muốn buông tha võ bạc lệ ở cười gằn nhìn chầm chầm đạo lăn lạnh lẽo âm trầm nói rằng ngươi cái này nghiệt xúc Hôm nay liền để ngươi nhìn tận mắt xem, tinh thần học viện nhân ngươi mà diệt vong, ngươi này quần tiểu sư đệ sư muội, cũng sẽ nhân ngươi mà chết thảm, ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm chú ý tới nàng đối mặt chính là học viện một đám hùng hài tử thời điểm, cả người đều bùng nổ ra một loại hung lực sát khí, muốn liệt thiên. Đại sư huynh không cần lo chúng ta, chúng ta không sợ chết. Một đám hùng hài tử trống to, đối mặt vô giết mà đến võ bạc lệ, bọn họ lẫn nhau dựa vào nhau phung ra non nớt nắm đấm đấu đi tới. Đạo lăng thân hình đột nhiên từng cái tránh, chớp mắt hướng về mảnh này chiến trường vượt qua mà đi, như một tôn thiên bằng dương cánh, khí tức hung mảnh vô cùng. Ha ha ha, đạo ngươi nắm giữ thần thông cố nhiên mạnh, thế nhưng ngươi chạy không ra được, đối thủ của ngươi là chúng ta. Mười mấy người đang cười lạnh, mỗi người bọn họ lấy ra từng vị bảo cốt, nội hàm thiên địa đại thế thức tỉnh, vùng thế giới này đều bị phong tỏa lại, cách cách hết thảy vượt qua hư không bí thuật. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng chấn hống, đánh ra một tôn đoạn kiếm, áp lực nặng nề lệnh thiên địa đều ao hãm, bùng nổ ra chói mắt kiếm quang màu vàng. Chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, cắn giết thiên địa, quét ngang mà đi, chập trùng không ngớt thần năng như nước thủy triều ở cuồn cuộn, tại chỗ chính là mấy tôn bảo cốt đều đánh nổ ở trên không. Thật mạnh. Này mười mấy cái trung niên người kinh hải vẻ, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm đoạn kiếm, bảo vật này làm sao sẽ như vậy cường. Bán thành phẩm thông thiên linh bảo đều bị đánh mở ra lúc này võ bạc lệ còn chưa từng phát hiện tình huống phía trước nàng tuy rằng đứt đoạn mất một cánh tay thế nhưng tu hành thậm chí khủng bố một chưởng liền chấn một người thiếu niên máu phun phè phè xương nứt toát lão cẩu cho ta nạp mạng đi tiếng trống giận dữ chấn động thiên địa vùng đất này đều chấn động đứng dậy đây là một cái màu vàng cái bóng quét tới mang theo khủng bố sát phạt khí quét ngang bác hoang thập địa cái gì võ bạc lệ trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc chớp mắt lạnh lùng nói nhanh ngăn hắn lại cho ta, ta muốn cho cái này nghiệp xúc nhìn tận mắt đến sư đệ sư muội của hắn nhân hắn chết thảm. Đại sư huynh không cần lo chúng ta, chúng ta không sợ lão bất tử này. Mười mấy cái hùng hài tử cả người đều là thương, thế nhưng có một loại rất đáng sợ huyết tính, từng cái từng cái rống to đứng dậy. Muốn chết đồ vật, nguyên bản còn muốn cố gắng cùng ngươi vui đùa một chút, xem ra không đem các ngươi giết, mãi mãi cũng sẽ không câm miệng. Võ bạc lệ giữ tận quát, giơ bàn tay lên bao phủ một đám người, muốn xóa bỏ đi bọn họ. Đạo, cút ra ngoài đi. Phía sau, một người trung niên nhất theo một tôn thần mâu bảo cướp mà đến, đâm hướng về mi tâm của hắn. Liền ngươi cũng xứng ngăn trở ta đường. Cút cho ta. Đạo lăng giận dữ, cánh tay như là mang long giống như vậy, nhanh như tia chớp xuất kích, náo động một tiếng liền tóm lấy vị thần này mâu. Làm sao có khả năng? Người trung niên khuôn mặt khiếp sợ, thiếu niên này dĩ nhiên tay không gắn chống đỡ hắn bảo vật cái này cần rất mạnh thân thể mới có thể làm đến. Cúc Đạo lăng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trống to, sơn hà rung động, lệnh người trung niên phủ tạng đều nát, ngã xuống đất hoành bay ra ngoài, thân thể bắt đầu nứt thành bốn mảnh, bị đạo lăng hống chết ở chỗ này. Lão cẩu ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng điên cuồng hét lên, hai mắt dựng thẳng, bạo phát khủng bố sát quan, hắn cầm vị thần này mâu, náo động một tiếng quan động đi ra ngoài mới vừa giơ bàn tay lên trấn áp học viện đệ tử võ bạc lệ phía sau lưng đột nhiên rét rung cảm giác tử vong nguy cơ kéo tới nàng quay đầu nhìn sang con ngươi đột nhiên phóng to nhìn thấy một tôn thần mâu nổ ít mà tới soạt vị thần này mâu quá nhanh như là một tia chớp lập tức xuyên thủng võ bạc lệ cái trán nàng hoành đi xuyên qua huyết dịch cuồng phi thần mâu phá không kéo động thân thể nàng đóng đinh ở ngoài một dặm một ngọn núi lớn trên ngọn núi này rung động mấy lần liền ầm ầm đổ nát toàn trường ồ lên bọn họ tận mắt nhìn thiếu niên tuyệt thế phong thái ở quét ngang dết vào trong đám người dết rơi mất võ bạc lệ tộc lão võ điện một đám người vừa kinh vừa sợ võ bạc lệ tu hành tuy rằng không cao thế nhưng nàng ở võ điện địa vị phi thường cao nhưng là lại bị chém xuống đạo quả thực cùng nghe đồn giống như vậy sức chiến đấu siêu quần ở thoát thai cảnh đã nuôi thành tuyệt đỉnh sức chiến đấu không sai nhân kiệt như vật đủ để quét ngang bác phương địch trừ phi một ít kỳ tài có thể chống lại, những người khác căn bản không đáng chú ý. Hắn ở âm dương cổ điện liền trấn áp quần hùng, bằng không hỗn độn bảo thư cũng sẽ không bị đạo lấy đi. Ngoài học viện giới vây xem không biết bao nhiêu người, đều đang sôi nổi nghị luận, đạo thể hiện ra thực lực cũng làm cho bọn họ chấn động. Đại sư Huynh Một đám hùng hài tử kinh hỉ cũng không nghĩ tới then chốt chi khắc, đạo lăng giết tới, vừa nãy bọn họ cũng đã làm tốt cùng học viện cùng chết sống chuẩn bị, các ngươi đều không có sao chứ đạo lăng ánh mắt ở trên người bọn họ dò xét chúng ta không có chuyện gì nhưng là tam trưởng lão nhanh không xong rồi một cô thiếu nữ lo lắng nói rằng nhìn thấy tôn hướng sơn cả người chảy máu thân thể nứt thành bốn mảnh tam trưởng lão đạo lăng sầm mặt lại bước chân liền vội vàng đi tới tam trưởng lão sắc mặt suy yếu khắp nơi ngưng trọng nói đạo lăng ngươi có thể đến ta rất vui mừng bất quá lần này không phải chuyện nhỏ Ngươi cản mau rời đi nơi này, cố gắng tu luyện, tương lai thực lực mạnh mẽ, đang vì chúng ta học viện đòi lại một cái công đạo. Tam trưởng lão ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đi rồi. Đạo Lăng nắm tay, lạnh lẽo hai con mắt nhìn quét ở bốn phía, lúc này học viện không biết tổn rơi xuống bao nhiêu người, những này bi thảm tao ngộ đều là do hắn mà xảy ra. Ta đã sai qua một lần, ta tuyệt sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Lạnh lẽo âm thanh, để thiên địa khí ôn chợt giảm xuống, rất nhiều người đều sợ hãi cảm giác một tôn sát thần đi ra. Ha ha ha, đạo ngươi quả thực càng rỡ, lại dám ngông nghênh giết đi vào, ngươi chính là ở chịu chết. Trong thiên địa này, đi ra từng vị tu hành nhân vật đáng sợ, ở thoát thai cảnh niết tạo kỳ cao, hơi một tí đều là đỉnh phong nhân vật, bọn họ đem đạo lăng bọn họ tầng tầng vây chặt đứng dậy. Ngươi tu hành là rất mạnh, chính là không biết có thể ở chúng ta những người này trong tay kiên trì bao lâu. Giết chúng ta võ điện nhiều người như vậy, hôm nay chính là ngươi đền mạng ngày võ điện cao thủ đều đang cười lạnh, bọn họ lấy ra bảo vật, có người lấy ra thần thông, chuẩn bị đem đạo đánh giết ở chỗ này. Tôn hướng sơn sắc mặt khó coi, những người này hơi một tí đều có thoát thai cảnh tuyệt đỉnh sức chiến đấu, hơn nữa nhân số rất nhiều, dù cho là hắn vừa đối mặt đều sẽ bị chấn thương. ầm ầm ầm, Võ điện người căn bản không cho đạo lăng cơ hội thở lấy hơi, ấp ủ đã lâu sát sinh đại thuật chớp mắt đánh ra, dân trào thần mang nghịch loạn thiên địa, hết mức hướng về con đường phía trước bạo phát ở trong này chen lẫn từng vị khí tức mạnh mẽ sát khí, treo ở trên bầu trời, đều là hướng về con đường phía trước cái bóng đánh rơi xuống. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết ta. Đạo Lăng chấn hống, không cái gì có thể nói hắn, hắn trực tiếp lấy ra đoạn kiếm đánh giết mà tới. Hiện tại toàn bộ học viện đâu đâu cũng có kẻ địch, bọn họ không muốn lãng phí thời gian, Đạo Lăng càng là không có chút nào nghĩ lãng phí thời gian. Thiên địa rung động, rất nhiều linh sơn đều sụp đổ, đây là một phần treo thô to kiếm khí màu vàng ống xem ra tựa hồ là tinh hà giống như vậy, ép thấp toàn bộ thiên địa. giết. đạo lăng thét dài, đoạn kiếm nổ ít mà đến, thô to kiếm khí màu vàng ống không biết đánh nát bao nhiêu tôn đồ vật, bất kỳ sát sinh đại thuật đều bị sóng sờ sờ đánh nổ. một cái màu vàng cái bóng chìm nổi ở trong thiên địa, hắn khí thôn sơn hà, hô hấp khắp nơi đều đang run rẩy, người xung quanh vì vậy mà run rẩy. a, à. tại chỗ có mấy chục người ở kêu thảm thiết, trực tiếp bị kiếm khí màu vàng ống chém ngang hông viết dịch ở phun mạnh, khó có thể chịu đựng loại này ánh kiếm. Cái này đoạn kiếm làm sao sẽ như vậy cường? Có người phát ra rung rẩy âm thanh, loại này cấp số bảo vật, có cổ chi trọng khí phong thái. Ở trong hư không cùng tôn nguyên hóa truyền đấu võ điện vương, làm thấy cảnh này sắc mặt của hắn khó coi xuống, gầm thét nói. Võ điện người đều cho ta đi giết tên tiểu súc sinh này, hắn ở cường cũng kinh không lên chiến thuật biển người. Tiếng hát này hống chấn động toàn bộ học viện, rất nhiều cao thủ chớp mắt bạo sung mà đến, muốn liên hợp lại cùng nhau trấn áp đạo. Nhân số quá nhiều, hàng trăm hàng ngàn, mỗi một người đều phi thường mạnh mẽ, tụ hợp lại một nơi tuyệt đối có thể trấn áp cường địch. Mà học viện bên này, vừa mới bắt đầu cũng là liên tiếp rút lui, tổn lạc rất nhiều đệ tử, hiện tại đạo đến rồi cho bọn họ giảm bớt rất nhiều áp lực, sau đó dịp vận cũng tới, cùng học viện đệ tử tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, từ từ đứng lại cước. Võ điện người đều đi rồi, bọn họ muốn vây công đại sư huynh. Có đệ tử trống to chúng ta nhanh đi giúp đại sư huynh. Mọi người không cần loạn. Diệp vận trầm quát một tiếng. Các ngươi không muốn là đại sư huynh bận tâm, hắn không như vậy yếu, trước tiên theo ta đi, đem thanh tộc người đánh rơi khỏi. Đúng, giết thanh tộc ban này cẩu vật, huynh đệ ta sẽ chết ở thanh tộc trong tay. Có học viện đệ tử ánh mắt đỏ như máu. Giết A, chặt thanh tộc ban này cẩu vật. Thiên địa rung rung, chồng sao lực lượng hạ xuống, đây là chu thiên tinh đấu đại trận tổ hợp lại với nhau, như một tôn tuyệt thế mảnh thú ép hướng về thanh tộc trong đám người. Toàn bộ học viện, đều biến thành một cái to lớn chiến trường, lúc này võ điện trong đám người, toàn bộ đều là hướng về một cái bóng bạo sung, người còn chưa từng đến, đáng sợ sát khí đã nổ cuốn tới. Tình cảnh phi thường kinh sợ, đạo lăng bốn phía đều biến thành một cái khu không người, không ai có thể sống chạy đi, trong tay hắn đoạn kiếm đang chảy máu. Hôm nay liền đại khai sát giới. Đầy đất thi thể, để đạo lăng trong lòng đau buồn, nằm xuống người có rất nhiều đều là học viện đệ tử. Hắn trong lúc nhất thời phát điên nộ, mở thanh rống to. Đều cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Oanh! Toàn bộ đoạn kiếm đều thiêu đốt, ống ánh lóa mắt, nặng nề như núi, ép chân không nổ tung. Chiêu kiếm này chém đi đi ra ngoài, rọi sáng thập phương thiên địa, như một vòng màu vàng thái dương đi ngang trời. Chiêu kiếm này chém đi đi ra ngoài, thật đáng sợ, kiếm khí màu vàng ống như là một ngọn núi lớn, dị tượng lộ ra, đều có mặt trời đỏ ở treo lơ lửng. Ầm ầm ầm. Toàn bộ học viện đều bao phủ một tầng tài năng tuyệt thế chi khí, thiên địa xuất hiện răng rắc thần âm, có từng tòa từng tòa núi lớn không chịu nổi, bắt đầu đổ nát. Từng cái từng cái đen thui khe lớn sinh ra, khốc liệt không gì sánh được, mỗi một cái khe lớn đều ở thu gặp người sinh mệnh, nhằn nhịp khắp nơi vài bên trong. A. À, mưa máu cùng phi, không biết bao nhiêu người đẫm máu trong lúc nhất thời máu nhuộm thiên địa. Bên ngoài người vây xem bị cốt phát lạnh, trung lẫy bẫy, nhìn thấy một tôn sát thần đứng sừng sững ở trong thiên địa, ở đại khai sát giới. Đạo, ngươi thật là ác độc, dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Võ điện cao thủ đang phát trung, chuyện này quả thật là một đời thiếu niên trí tôn, ở cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn. Dẫn người công đánh học viện chúng ta, lại nói ta giết quá nhiều người, cút cho ta. Đạo lăng hoành xung mà đến, bàn tay rung động, chấn mới người này chia năm sẽ bảy. Đều chết đi cho ta hắn căn bản chưa từng lưu thủ, ở bên trong đại khai sát giới, giết đám này khu vực đều máu chảy thành sông. Bên ngoài người vây xem đang phát trung nhìn thấy chí tôn giận dữ, bách lý chảy máu khủng bố tình cảnh. Đại sư Huynh quá mạnh mẽ. Học viện đệ tử đều hò hét đứng dậy, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, cảm giác lấy đại sư Huynh sức chiến đấu ở đây không người là hợp lại chi địch. Học viện trưởng lão đều kích động, cũng không nghĩ tới lúc này mới thời gian 2 năm không gặp, Đạo Lăng đã đáng sợ như vậy, sức chiến đấu đã vượt qua bọn họ. Toàn bộ tinh thần học viện đều bao phủ ngập trời huyết quang, lúc trước vẫn là nghiêng về một phía, từ khi đạo dứt vào trong, ở bên trong nếu như chỗ không người, triệt để chuyển về tình thế. Hê hey hê, hey, này vừa mới bắt đầu, các ngươi lấy làm kết thúc à? Cao hứng không khỏi cũng quá sớm. Mông Lung sương máu trong thiên địa, đi ra một đám người, sợi tóc bay lượn, mang theo một loại sát khí lạnh lẽo, tổ hợp lại với nhau tựa hồ một tôn hồng hoang mảnh thú dáng thế. Đám người kia mặc áo đen, áo bào trên theo một cái, giết tự, xem ra dữ tợn không gì sánh được, là màu máu giết tự. Tình cảnh này để ngoại giới người đều sợ hãi, nhận ra đám người kia lai lịch. Dĩ nhiên là võ điện ám sát điện người. Có chút ở phát hưu, đây là một cái cực kỳ khủng bố thế lực, đều là do sát thủ tạo thành, đã từng ám sát quá vương đạo cường giả, hơn nữa thành công. Tin tức này đã từng chấn huyền vực đều bạo phát động tỉnh rất lớn, bọn họ đều là võ điện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, toàn bộ đều là sát thủ, tinh thông ám sát chi đạo, nắm giữ đại sát khí. Bên ngoài người xem cuộc chiến đều sợ hãi, rất nhiều lão cường giả đều cảm giác đầu lâu phát lạnh, vương giả đều ám sát quá, điều này làm cho bọn họ run sợ. Đạo lăng khoảng cách vương đạo cấp độ trên lệch quá lớn, hắn có thể gánh vác được à? Coi như là tôn nguyên hóa đều biến sắc, ám sát điện hắn nghe nói qua, hắn còn từng tao ngộ cái thế lực này ám sát học viện đệ tử đều căng thẳng xuống bọn họ cũng đều biết tôn nguyên hóa cũng bị ám sát ngày đó còn bị thương may mà hắn tu hành đáng sợ mới tránh thoát kiếp nạn này có thể tưởng tượng một ít cái thế lực này khủng bố liền vương đạo cường giả đều hoảng sợ tồn tại a à? đạo rất bất hạnh ngươi gặp phải ta tính mạng của ngươi đem ở trong tay ta kết thúc đây là một người thanh niên đang tàn nhẫn cười nhạt đạo lăng trong tay đoạn kiếm đang chảy máu hắn đứng trong vũng máu ánh mắt lạnh lùng quét về phía bọn họ nói rằng loại này mạnh miệng ta không biết nghe qua bao nhiêu lần thế nhưng rất đáng tiếc ta còn sống sót mà bọn họ đều chết rồi thanh niên ngửa đầu cười to dếp mấy tên rác rưởi liền coi chính mình rất đáng gờm à xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi vậy hãy để cho ta tới xem một chút các ngươi là không là rác rưởi đạo lăng chấn quát toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung hắn nhảy lên trên không khí thế hung mảnh vô cùng như một tôn núi cao hoành áp mà xuống giơ tay lên bên trong đoạn kiếm hướng về đám người kia nổ ít đoạn kiếm đang phát sáng, phục lên thô to kiếm quang màu vàng, đầy đủ ngàn trượng trường, lập tức liền chém đi mà xuống, lệnh trên không đều ở nước toát. Hê hey hê, hey, muốn giết hắn, trước hết trấn áp thân thể của hắn. Một cái già nua bàn tay đưa ra ngoài, đây là một cái toàn thân khí tức lạnh lẽo lão nhân, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn không trung đạo lăng, hắn lạnh lẽo nói rằng, ngươi vận may đến cùng. Lòng bàn tay của hắn nâng một tôm đen thui hoa sen, mông lung đen thui sát khí, nội hàm khí tức lập tức cuồn cuộn mà ra, cái kia trầm trọng khí tức ép người xung quanh đều rung. Này đen thui hoa sen, không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành, so với đoạn kiếm còn nặng hơn, lăn lộn ở trên không, tràn ngập ra trầm trọng uy thế khí tức, càng là đem ánh kiếm bị đánh nát. Công này đen thui hoa sen dị thường tà môn, huyền ở trên không, cắm rễ ở đây, cánh sen càng là nở rộ, đài sen phục lên đen thui huyết diễm, ép thiên địa nghẹt thở. Hơn nữa không chỉ như vậy, từng đạo từng đạo đen thui huyết diễm phóng xạ tứ phương, vùng thế giới này đều bị bao phủ trung tâm có một đóa yêu diễm đen thui hoa sen ở nở rộ. Ầm ầm ầm. Nặng nề như núi áp lực, trong thời gian ngắn dâng lên mà ra, vùng thế giới này đều đang vặn vẹo, muốn sụp ra. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn cảm giác được cực áp lực kinh khủng, trấn áp hắn thể xác, dẫn đến động tác của hắn chậm chậm rất nhiều. Tình cảnh này, để toàn trường khiếp sợ, đạo thân thể đều chống không ngừng. Này có thể hay không là trong truyền thuyết huyết sát thần liên? Có người lấy làm kinh hãi người xung quanh nghe vậy đều đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, này huyết sát thần liên không là tế luyện ra, hơn nữa đất trời sinh ra. Đúng rồi ta nghĩ tới. Một cái lão cường giả đột nhiên kinh ngạc thốt lên đứng dậy, khoảng chừng trăm năm trước, thần châu thần thành cắt ra tới một cái hắc liên, thật giống chính là trong truyền thuyết huyết sát thần liên. Rất nhiều lão nhân đều nghĩ tới, trăm năm trước còn huyên náo sôi sùng sục, bởi vì đây là thâm nguyên cổ khoáng, vật liệu đá bên trong cắt ra đến chí bảo. Vật này chính là thiên địa phôi thai các ngươi mau nhìn, huyết sát thần liên dẫn ra thiên địa đại thế, đang hấp thu này bốn phía năng lượng, nó ở tự động thức tỉnh, trấn áp đạo thân thể. Người xung quanh khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy này một cây đen thui hoa sen cắm rễ ở trong thiên địa, phục lên năng lượng đất trời, dẫn ra thiên địa đại thế, khí thế ngập trời. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, này huyết sát thần liên dĩ nhiên đang hấp thu bốn phía dòng máu, trở nên càng ngày càng khủng bố. Quả thực có thể truyền thuyết như thế, đây là một tôn tà khí, có thể thôn vệ huyết sát khí. Có người sợ mất mật, bởi vì nơi này chết rồi rất nhiều người. Đạo lăng thân thể đều hơi run run, bị trấn áp suýt nữa mới ngã xuống đất. Thật mạnh bảo vật. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ánh sáng ống ánh. Làm sao? Lão nhân này đang khẽ cười, hắn quá giải cái này bảo vật, sẽ càng ngày càng mạnh. Bảo vật không sai, ta trước tiên vui lòng nhận. Đạo lăng lại cười nói. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, quả thực càng rỡ, xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, đi đem hắn giết. Người thanh niên này rất cuồng ngạo, căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt, để bốn phía thủ hạ đem hắn chém xuống. Để cho ta tới đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Một người trẻ tuổi đi ra, cả người khí tức rất lạnh, hắn lấy ra một tôn chiến mâu màu máu. Chiến mâu màu máu phục lên sát âm, nương theo người trẻ tuổi múa đứng dậy, khủng bố hào quang đỏ ngào xuyên thủng thiên địa, huyết diễm cuồn cuộn bạo phát. Người đi chết đi cho ta. Người trẻ tuổi liếm chống đỡ môi, thân thể ngang trời, chiến mâu màu máu xuyên thủng hướng về bị trấn áp đạo lăng. Không sai, lại là một tôn báu vật. Đạo lăng mở thanh trống to, toàn bộ thân thể bạo phát ống ánh lóa mắt án vàng, tam chuyển kim thân mở ra trong nháy mắt, lực chiến đấu của hắn cùng bạo. Công. Hắn một quyền lấy ra, tinh lực nếu là lũ bất ngờ tuyệt đề, đánh nổ đầy trời hào quang đỏ ngầu, đánh về phía cái này chiến mâu màu máu. Người xung quanh đều thất sắc, đạo thân thể quá mạnh mẽ, nắm giữ thân thể thần thông, huyết sát thần liên đều rất khó trấn áp hắn. Bất quá sau đó sắc mặt của bọn họ kinh biến, đạo lăng quyền cùng chiến mâu màu máu đấu cùng nhau thời khắc, tôn này chiến mâu màu máu lập lòe ra yêu diễm hồng quang. Mà đạo lăng thân thể khẽ rung, hắn cả người lăn lộn huyết khí vàng ống, lập tức bị màu máu chiến hút đi một đại đoàn. Cái gì? Này dĩ nhiên là thị huyết ma tinh luyện chế mà thành chiến mâu. Có người thất thanh riết gào. Thị huyết ma tinh, chuyên môn thông vệ người tinh lực dù cho là thân thể ở cường người cũng sẽ bị hấp xả thành người khô toàn trường đều náo động liên tục hai vị kỳ bảo xuất thế đạo có thể không thể chống đối trụ làm sao cái này tuổi trẻ đầu lưỡi liếm chống đỡ môi ở âm lãnh cười ngươi bảo vật không sai đáng tiếc ngươi quá yếu đạo lăn lắc lắc đầu học viện chúng ta hiện tại thiếu hụt bảo vật không nghĩ tới các ngươi võ điện như thế hùng hồn cho chúng ta đưa tới câu nói này để người trẻ tuổi sắc mặt khó coi thế nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác thiếu niên này có chút đáng sợ. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở bốn phía, quát lạnh, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ngày sau ai dám bắt nạt tinh thần học viện, kết cục liền giống như bọn họ. Gầm thét thanh truyền khắp vùng thế giới này, tại chỗ để sắc mặt của rất nhiều người khó coi, đây là thân thể lỏa uy hiếp. Ngươi tìm chết hay sao? Người trẻ tuổi gầm nhẹ nói, mức độ này ngươi còn cười được, hôm nay không giết ngươi. Lời nói của hắn còn chưa từng nói xong, Ngân tiếp hắn chính là khủng bố hình ảnh, một tôn lớn lao động thiên huyền ở trên không, ầm ầm chấn động, đạo âm phục lên, thần năng như nước thủy triều lăn lộn. Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi kinh hải vẽ, cái này động thiên thật đáng sợ, ở phục lên đạo văn. Đạo lăng đứng sững ở động thiên bên trong, khí tức khủng bố, như một tôn thần vương hạ giới. Đáng giá một nói đúng lắm, huyết sát thần liên tuy rằng dẫn ra thiên địa đại thế, thế nhưng căn bản đối với động thiên căn bản vô dụng, đạo lăng động thiên quá mạnh mẽ, nội hàm đạo pháp, tạo hóa khí tức phục lên, vạn pháp bất xâm. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi vẻ, cảm giác đạo lăng động thiên thật đáng sợ, tạo hóa khí tức như vực sâu ở phục lên, đạo tận thần bí huyền diệu. Tên tiểu súc sinh này. Võ Điện Vương giả con mắt lạnh lẽo, hắn cũng không nghĩ tới đạo lăng đã tiến triển đến một bước này, coi như là võ đế cũng là lần trước trở về hỏa châu thời điểm, mới bắt đầu ngộ đạo. Hắn đến cùng mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt có người đang run rẩy, bởi vì loại này tạo hóa khí tức quá mạnh mẽ, vần quanh động thiên vận chuyển, chặn lại bất kỳ quấy rầy. Giết! Đạo lăng gầm thét, hung hăng bá tuyệt, hơi dơ tay nhấc chân, khí thế khủng bố ngập trời. Một bàn tay đưa ra ngoài, ép người trẻ tuổi thở dốc gấp gáp, hắn chớp mắt vung lên màu máu thần mâu xuyên thủng đạo lăng. Đáng tiếc hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, bị loại khí tức này ép trầm một tiếng liền mới ngã xuống đất, cảm giác một tôn thần ma ở nổi giận. Không được, Khuyết sát thần liên mất đi hiệu lực, nhanh xuyên thủng hắn động thiên. Thanh niên thất thanh rít gào, phía sau hắn mười mấy người chớp mắt động, chiêu thức quỷ dị khó lường, toàn bộ đều nắm giữ báu vật, vết hướng về đứng sững ở động thiên bên trong cái bóng. Đạo Lăng một cước đạp bay nằm trên đất người trẻ tuổi, hắn ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái này quần giết tới người, tự lẩm bẩm, nhìn gần nhất ngộ ra pháp, làm sao? Giết hắn. Nhìn thấy đạo đứng ở động thiên bên trong không hề bị lay động, thanh niên cảm giác được vô cùng nhục nhã, gầm thét liên tục. Như vậy liền từ ngươi bắt đầu rồi. Đạo lăng tay nắm bảo ấn, toàn bộ nắm đấm đều đang phát sáng, tuôn ra huyền ảo gần sóng, tùy theo động thiên bên trong năng lượng đang lăn lộn, một đám lớn một đám lớn tạo hóa khí tức tụ hợp vào hắn quyền bên trong. Khá lắm, Đạo Thiên Phú quả thực siêu tuyệt, nắm giữ tạo hóa chi khí, chỉ cần hắn không chết trẻ, có thể chứng cường giả. Ngoại vi quan chiến lão cường giả lấy làm kinh hãi, tạo hóa chi khí rất khó nắm giữ nhưng là đạo dĩ nhiên đang diễn hóa thần thông xem này giống như đơn giản kỳ thực phi thường gian nan cần đem động thiên tu luyện phi thường hoàn thiện mới có thể mượn cơ hội diễn hóa ra các loại khó mà tin nổi thần thông đây là tam trưởng lão sắc mặt tái nhật rộng mở kinh hỉ xuống hắn cảm giác được chư thiên chồng sao lực lượng ở dáng thế không chỉ là hắn tinh thần học viện một ít trưởng lão cũng cảm ứng được vẻ mặt mặt danh mừng như điên xuống bạch hổ tinh túc ấn đạo lăng gầm thét thanh chấn động thiên địa trong thiên địa sát âm cuồn cuộn một tôn thần uy lẫm lẫm bạch hổ xuất hành chân đạp tinh hà xúc động chư thiên tinh thần chi lực vào bạch hổ khí tức lập tức đáng sợ một đoạn dài toàn thân khí tức khủng bố vô giết mà tới thanh niên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi cảm giác khủng bố gợn sóng ép thân tôn này bạch hổ quá mạnh mẽ như là chân thực tồn tại móng vuốt lớn nhất lên đánh chân không ở nổ tung đại địa đều sụp ra mà tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm cách xa ở tinh thần học viện nơi sâu xa, một cái to lớn tinh hà tọa lạc nơi đây. Yên tĩnh trên mặt sông, đột nhiên nhấc lên to lớn đầu sóng, đây là tinh hà đang lăn lộn, kịch liệt không gì sánh được, và chạm thiên địa đều xuất hiện vang lớn. Đặc biệt ngôi sao sông lớn phía dưới, có rất nhiều kiến trúc tồn tại, giờ khắc này những kiến trúc này vật bị một loại huyền ảo khí tức thức tỉnh, bắt đầu bạo phát ống ánh lóa mắt thần hà, sông thẳng tới chân trời. Năng lượng quá mênh mông, vặn vẹo thiên địa, lệnh chư thiên chòm sao đều cộng hưởng theo, so với đạo lăng bạch hổ ấn xúc động còn đáng sợ hơn vô số lần. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tinh thần học viện như là một tôn cự long thức tỉnh, vô biên vô hạn chòm sao lực lượng, mênh mông cuồn cuộn ép thấp toàn bộ trên không, sau đó bắt đầu điên cuồng tụ hợp vào bạch hổ thể xác bên trong. Hống. Bạch hổ đang gầm thét, nó hình thể đang nhanh chóng lớn mạnh, có tới ngàn trượng cao. Giống như một tôn hổ vương đột nhiên xuất hiện, khí thôn sơn hà, vi thế thiên địa, lệnh người ở chỗ này đều rung. Tiếng hát này hống, tự hồ là bạch hổ bộ tộc đại thần thông, đem thanh niên tư sống hống chết ở trên không, mặt sau một đám người đều ở hoành bay ra ngoài. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Này thần thông uy năng, đều nhanh theo kịp vương đạo cường giả. Người bên ngoài phát ra khó mà tin nổi tiếng gào, mà có người cũng nhìn thấy tinh thần học viện dị tượng, mênh mông cuồn cuộn tinh hà tràn ngập ra, nội hàm từng viên một đại tinh, đây là nhật trầm miệt hủy khủng bố dị tượng trời ạ à, lẽ nào là tinh thần học viện chấn giáo sát trận thức tỉnh có người ở run rẩy cảm giác được một loại cổ xưa ý niệm ở thức tỉnh ép rất nhiều cao thủ đều tê cả da đầu cảm giác đại họa đến nhưng là tinh thần học viện chấn giáo sát trận đã rất nhiều năm không có thức tỉnh đây là người nào đem đại trận phục sinh còn có đạo đánh ra thần thông ở tăng cường này cùng sát trận có quan hệ rất lớn rất nhiều người đều đang bàn luận học viện đệ tử đều mờ mịt một mảnh không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ phi thường kinh hỉ, bởi vì đại sư huynh đánh ra thần thông đang hiện lên thẳng tắp tăng vọt. Hống. Bạch hổ trống to ngập trời, khí tức càng ngày càng khủng bố, nó như là một tôn hổ vương ở xuất hành, chân đạp chòm sao, khí thế ngập trời. Được được được. Tôn hướng sơn nắm đấm nắm chặt, kích động nói, đây là không thiếu sót bạch hổ tinh túc ấn, có thể dẫn ra ta học viện tứ tượng tinh túc trận, ta học viện chấn giáo sát trận rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời học viện rất nhiều trưởng lão đều rõ ràng chuyện này bất quá loại này chiêu số chỉ có thu quân quân có thể phát huy được mà hiện tại lại xuất hiện một cái đạo thành công kích hoạt rồi học viện chấn giáo sát trận đạo lăng cũng kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình đánh ra bạch hổ tinh túc ấn dĩ nhiên dẫn ra học viện một loại nào đó thần bí năng lượng dẫn đến môn thần thông này uy năng tăng vọt một đoạn dài sao có thể có chuyện đó ám sát điện người dọa sợ cảm giác một tôn vương giả vô dết mà đến sợ hãi đến bọn họ can đảm sắp nát ha ha đều chết đi cho ta đạo lăng không nhịn được thét dài hắn thúc đẩy bạch hổ tinh túc ấn hướng về con đường phía trước hoành áp mà đến chấn này quần sát tay thân thể nứt thành bốn mảnh trực tiếp bị bạch hổ đè nát bọn họ căn bản chống không ngừng một đòn võ điện tồn tại người đều nhanh hù chết rất nhiều người đều đang chạy trốn bọn họ nhìn ra rồi đạo ở trong học viện ngoại trừ vương đạo cường giả trên căn bản đều là vô địch các ngươi chạy trốn nơi đâu đạo lăng rống to, nghịch xung mà đến, chân đạp bạch hổ, bắt đầu ở trong này săn vết võ điện cao thủ. Đại sư Huynh uy vũ. Tinh thần học viện người đang cùng thanh tộc liều mạng, thấy cảnh này đều hống lên. Thanh tộc mặt người sắc đều phi thường khó coi, hiện tại đạo lăng nắm giữ bực này cấp số pháp, để bọn họ lấy cái gì để ngăn cản. Trừ phi có vương giả xuất thế mới có thể đem trấn áp, bằng không người nơi này đều sẽ bị quét ngang. Ngoại giới người ồ lên một mảnh, nhìn thấy đáng sợ hình ảnh, một tôn bạch hổ hống động thiên địa, không biết đánh chết bao nhiêu võ điện cao thủ. Đại sư Huynh khá lắm. Học viện rất nhiều nửa tàng đệ tử đều gào thét đứng dậy, con mắt của bọn họ đỏ như máu, vừa nãy học viện chết rồi rất nhiều người, hiện tại bọn họ nhìn thấy đại sư Huynh ở cho người bị chết báo thù, mỗi một người đều kích động rít gào. Đạo, ngươi giết nhiều người như vậy không sợ tao thiên phạt à? Võ điện tồn tại người đều nhanh dọa sợ, bọn họ căn bản không có chống lại năng lượng, bị giết quan mũ cởi giáp đều đang điên cuồng chạy trốn ha 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 thực sự là buồn cười các ngươi dẫn người công đánh học viện chúng ta hiện tại lại nói ta giết nhiều người đều chết đi cho ta đạo lăng giận dữ toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung chân đạp bạch hổ trống to liên tục lệnh bầu trời đều ở rung động năm sáu người hoành bay ra ngoài chết không thể lại chết rồi trực tiếp bị bạch hổ gào vỡ thân thể toàn bộ tinh thần học viện đều bao phủ một tầng huyết quang tụ mà không tiêu tan mơ mơ hồ hồ một tôn bạch hổ như ẩn như hiện phục lên khủng bố gần sóng. Đạo Lăng đứng ở bạch hổ trên lưng, bàn tay đột nhiên loáng một cái, đem huyền ở trên không tự chủ tỏa ra huyết sát thần liên trấn áp lại. Tôn này huyết sát thần liên không phải chuyện nhỏ, vừa nãy Đạo Lăng liền nhìn ra chỗ bất phàm, ngày sau có thể trưởng thành đến ghê gớm cấp độ. Ngươi dám? Võ Điện Vương giả tức giận, này không phải là bình thường bảo vật, chính là đất trời sinh ra, đang tế luyện một khoảng thời gian liền là không bình thường chí bảo làm sao có thể để đạo như vậy lấy đi. Ha ha ha, đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Tôn Nguyên Hóa thoải mái cười to, cũng không nghĩ tới đạo lăng ngộ ra huyền vũ tinh túc ấn chân thực hàm nghĩa, kích hoạt rồi học viện sát trận một phần uy năng. Các ngươi học viện là đang tìm cái chết. Âm lãnh con mắt nhìn ngăn cản chính mình Tôn Nguyên Hóa, võ điện vương giả tức giận, gầm thét đứng dậy. Nghe vậy, Tôn Nguyên Hóa thần tình lạnh lùng đến cực điểm, hắn gào thét nói, chết lại có ngại gì nợ máu trả bằng máu. Hắn khô lão thân thể bạo phát vạn trượng thần hà, như là một tôn to lớn núi lửa ở phục lên, hướng về võ điện vương giả đánh giết mà đi. Đáng ghét. Võ điện vương tức giận, quát, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau làm thịt cái này nghiệt súc, chẳng lẽ muốn nhìn võ điện người chết hết mới chịu ra tay không thành. Lẽ nào? Tôn Nguyên hóa vẻ mặt đại biến, lẽ nào võ điện đi ra hai vị vương giả không thành? Nếu là như vậy, đạo lăng liền triệt để nguy hiểm vương giả thật đáng sợ, không tới cảnh giới này, trên căn bản không cách nào đi chống lại. Ha ha, xem ra ta không ra tay là không xong rồi, mười mấy năm trước ân oán, liền ở trong tay ta hiểu rõ đi. Trong hư không, một cái như ẩn như hiện lão nhân xuất hiện, tràn ngập khủng bố gần sóng, mở đóng con mắt lấp lóe khiếp người ánh vàng. Võ vương khanh đến rồi, phi thường đáng sợ, so với bình thường vương đạo cường giả phải mạnh hơn một đường, hắn cũng rất ít ra tay, hiện tại hắn ra tay. Giờ khắc này, hắn giơ lên có chút già nua bàn tay, trực tiếp liền hướng về bạch hổ trấn áp tới, trong lúc nhất thời khí tức thông thiên. Thương khung đều âm trầm lại, bên trong học viện bao phủ ngôi sao quan đều nổ tung, hơi thở này hung mảnh bạch hổ, căn bản không chịu nổi loại này vương giả thần uy, bị ép cách không nổ tung. Không được. Đạo lăng vẽ mặt đại biến, vừa muốn di chuyển đấu chuyển tinh di thời điểm, cả người đều bị ép vỡ, xương ở nứt toát, thân thể hoành bay ra ngoài, phun máu phè phè đạo lăng cảm giác cả người đều phải bị đè nát nội tâm của hắn ngơ ngác đây chính là vương đạo cường giả thực lực khủng bố như vậy đây là một cái bóng từ trong hư không đi ra diện mạo tuy rằng già nua thế nhưng tinh thần chấn hưng trong cơ thể càng là tràn ngập khủng bố gợn sóng tình cảnh này để toàn trường kinh hãi vẽ dĩ nhiên là võ điện danh túc võ vương thanh đến rồi lần này phiền phức lớn rồi võ vương thanh xuất đạo thời gian quá xa xưa hắn có tới 2 ngàn tuổi coi như là tôn nguyên hóa đều không phải là đối thủ của hắn hỏng rồi võ điện dĩ nhiên đến rồi hai vị vương đạo cường giả hiện tại tinh thần học viện hai vị vương giả đều có đối thủ lấy võ vương khanh sức chiến đấu không có vương giả ngăn cản hắn hoàn toàn có thể ở đây quét ngang lẽ nào học viện muốn xong có người đều đang phát trung không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất ho ra máu đạo lẽ nào này một vị sánh vai một vực chí tôn tuyệt thế thiên kiêu phải chết ở chỗ này ai quá oan uổng Thanh Châu Thành rất nhiều người tầng tầng thở dài, võ vương thanh thực lực vượt qua đạo lăng quá nhiều, đây là không cách nào tới so sánh, liền là đạo ở nghịch thiên, cũng không là vương đạo cường giả đối thủ A. Đại sư Huynh Tinh thần học viện đệ tử kinh hải vẽ, từng cái từng cái điên cùng hét lên đứng dậy, đại sư Huynh chạy mau, không cần lo chúng ta, chạy mau. Liền là tôn hướng sơn vẽ mặt đều cho nguội một mảnh, này nhóm cường giả đánh tới, đạo lăng liền là có hư không trận, đều chạy không ra được, khoảng cách quá gần rồi, căn bản là chạy không được hỏng rồi tôn nguyên hóa vẻ mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới võ vương khanh loại này bối phận so với hắn còn cao hơn đại nhân vật dĩ nhiên có thể xệ mặt xuống đối mặt một người thiếu niên ra tay muốn chạy đây là không thể võ vương khanh lắc lắc đầu hắn phi thường bình tĩnh đừng nói là đạo dù cho là tôn nguyên hóa đều rất khó ở trong tay hắn chạy mất đạo lăng nhẫn nhịn ngực đau nhức hắn đứng lên lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm võ vương khanh nói rằng lão cẩu mười mấy năm không gặp, ngươi còn sống sót a? À. Nghe vậy, võ vương Khanh sắc mặt âm lãnh xuống, hắn lạnh lẽo nói: ngươi tên tiểu súc sinh này, ta thật hối hận lúc trước chưa hề đem ngươi cho giết. Hiện tại ngươi chọc lớn như vậy họa, giết chết ngươi thực sự là tiện nghi ngươi. Ta còn không có giết đủ. Đạo lăng đi về phía trước, thân thể có huyết dịch nhỏ xuống, hắn cười lạnh nói: bất quá võ điện người thật nhiều, giết đều giết không xong. Thập đại cao thủ trẻ tuổi giết một cái tới một cái không biết võ điện tam vương có thể hay không giết một cái cũng tới một cái. Võ vương thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ, đạo lăng ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, có thể nói cho võ điện một lần trọng thương. Võ điện cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đều là từ thế hệ tuổi trẻ đi ra, nhưng là đạo tru diệt quá nhiều, thậm chí ngay cả hàng đầu cao thủ trẻ tuổi đều giết rất nhiều, chớ nói chi là hắn còn trấn áp võ vương công. Ta không biết ngươi nơi nào đến sức lực dám như vậy nói chuyện với ta. Võ vương thanh lạnh lẽo mở miệng, Bất quá lão phu cũng vui mừng, năm đó đem ngươi bản nguyên rút ra, bằng không ngươi hiện tại chính là huyền vực chí tôn, bất quá rất đáng tiếc loại này tạo hóa nhất định bị ta võ điện được. Ngươi liền không sợ ta đem các ngươi võ điện làm việc này, nói ra. Đạo lăng cười lạnh nói, còn có nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng con ngươi hiếp lại, nhìn chầm chầm võ vương khanh, đáy mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, cùng một tia khủng hoảng vẻ, thậm chí có một loại làm hắn trung hoảng sợ. Nguyên thủy thánh thể đến cùng liên quan đến cái gì? Tại sao muốn võ điện như vậy e ngại? Đạo lăng có chút không nghĩ ra, đây chỉ là thể chất, chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì bí mật lớn hay sao? Nơi này đã bị ta phong tỏa, ngươi nghĩ bây giờ nói ra đi, là không thể. Võ Vương Khanh nhưng là đang cười lạnh, vừa nãy hắn liền sợ sệt đạo nói ra việc này, liền đem vùng hư không này niêm phong lại, bọn họ nói chuyện người bên ngoài căn bản là không nghe được. Đạo lăng hừ lạnh nói, các ngươi võ điện cũng sẽ làm một ít không chịu nổi mặt bàn sự, võ đế không là rất mạnh à. Không là các ngươi võ điện hòn ngọc quý trên tay mà, để hắn lăng đi ra đánh một trận. Đạo lăng ở gầm thép, chiến ý ngập trời, toàn bộ mái tóc ở múa tung. Võ vương thanh lạnh lẽo mở miệng, ngươi cũng đừng nằm mơ, liền ngươi cùng võ đế sách giày cũng không xứng, còn muốn cùng võ đế đánh một trận. Ta xem các ngươi võ điện là sợ. Đạo lăng cười lạnh nói. Ngươi phí lời quá nhiều hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Võ Vương Khanh trong con ngươi tránh ra mù mịt vẻ, dơ lên già nua bàn tay, liền hướng về đạo lăng đè ép. Tình cảnh này, để người xung quanh thở dốc gấp gáp, lẽ nào đạo liền như thế chết rồi. Đại sư Huynh Học viện một đám đệ tử gào thét liên tục, nghĩ vừa qua khỏi đi cứu viện, rất đáng tiếc vùng không gian này bị Võ Vương Khanh phong tỏa, ai cũng không vào được. Dám giết ta học viện tối đệ tử kiệt xuất, chúng ta tinh thần học viện cùng võ điện không chết không thôi tôn nguyên hóa gào thét, mang theo sát khí ngập trời muốn vọt qua đến, võ điện vương giả cũng sẽ không bỏ mặt hắn xấu đi một một chuyện tốt, trực tiếp ngăn cản hắn. Chỉ một mình ngươi tới sao? Thanh âm bên ngoài đạo lăng không nghe được, hắn ở hỏi tới. Ha ha ha, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, giết ngươi một mình ta là đủ. Võ vương thanh cười ha ha, bàn tay của hắn cuối cùng bay xuống, thiên băng địa hãm tình cảnh bạo phát, thương khung đều rung động đứng dậy. Đạo lăng hai tay nắm quyền ấn, tay phải bạch hổ ấn, tay trái huyền vũ ấn. Hai ấn cùng thời gian đánh ra, đánh nổ trên không, làm cho cả tinh thần học viện đều rung động rung động mà đến, khủng bố chấn động ngập trời ầm 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 vụt lên từ mặt đất. Hai đạo tứ tượng tinh túc ấn, muốn so với lúc trước kích hoạt năng lượng đáng sợ gấp mấy lần. Đây là tứ tượng tinh túc trận kích hoạt rồi non nửa thần uy, trên bầu trời chìm nổi bạch hổ cùng huyền vực khí tức ngập trời, ép thiên địa rung rẩy. Được lắm tứ tượng tinh túc trận, lợi hại là lợi hại, thế nhưng đối với lão phu còn chưa đáng kể. Võ Vương Khanh trong mắt tránh ra kinh sắc, này nếu là hoàn chỉnh, phát ra động thần uy, quả thực là nghịch thiên, hắn đều công không tiến vào, thế nhưng cái môn này chấn giáo sát trận tàn khuyết quá mức. Già nua bàn tay lớn đè ép mà xuống, đổ nát thiên địa, bạch hổ cùng huyền vũ đều đang vặn vẹo, khó có thể chịu đựng loại khí tức này, bắt đầu từng tất từng tất đổ nát. Phốt! Đạo lăng thân thể rung động, lồng ngực tự hồ bị một khẩu búa lớn bắn trúng, cả người đều hoành bay ra ngoài, hắn ngực nước ra rồi, chảy ra tảng lớn huyết, kém chút bị chấn nước thành bốn mảnh. Đạo lăng Diệp vận cánh tay đang phát trung, khóe mắt có nước mắt thoáng hiện, điên loạn trống lên, ngươi phải cho ta sống sót, ngươi không thể chết được. Đại sư Huynh Học viện đệ tử con mắt đều đỏ, có chút thiếu nam thiếu nữ đều ở chảy nước mắt. Thiên muốn vong ta tinh thần học viện à. Công hướng sơn cả người run, môi rung cầm cập, khóe miệng đang chảy máu. Tình cảnh này, để ngoại giới đều yên tĩnh, rất nhiều người đều đang thở dài, như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu chết rồi, chết quá oan uổng. Tộc lão, có thể hay không cứu cứu nàng? Càng giao thân thể ở hơi rung động, đỏ mắt lên nói, hắn đã cứu ta, nếu không là hắn ta sẽ chết ở bên trong. Một cái đại càng hoàng triều lão cường giả lắc đầu nói, không phải lúc, võ điện lúc này ra tay, chính là phòng ngừa nhân hoàng nhúng tay, hơn nữa nhân hoàng ở tranh cướp chí cường thần thông, chúng ta cùng võ điện quan hệ không thể chuyển biến xấu sẽ không, phụ hoàng nhất định sẽ ra tay. Càng giao không tin, nàng lắc đầu, con mắt cút khỏi giọt nước mắt. Đem tiểu công chúa dẫn đi, nàng đã không thích hợp đang quan chiến. Vị cường giả này vẻ mặt lạnh lẽo, lần này liên quan đến chí cường thần thông, dù cho là có một tia hy vọng, đại càng hoàng triều cũng không thể cùng võ điện quan hệ chuyển biến xấu. Coi như là bên cạnh tụ bảo các cũng là, các chủ cũng ở hỗn độn động chờ đợi, tụ bảo các cũng lựa chọn trầm mặt, chí cường thần thông cùng đạo lăng so ra, bọn họ cảm giác vẫn là chí cường thần thông trọng yếu. Trước cuộc hiện tại cứu người đã không kịp, hơn nữa quan trọng nhất chính là, võ điện cùng đạo lăng quan hệ quá tệ, có võ đế ở, đạo lăng rất khó quật khởi. Chí cường thần thông có trọng yếu như vậy à? Tử Ngọc thân thể mềm mại cũng ở hơi rung, trong ống tay áo nắm đấm nắm chặt, nàng cũng bị tụ bảo các người mang đi, thế nhưng là tự lẩm bẩm, các ngươi làm sao sẽ biết, võ đế nhất định sẽ được, đạo lăng liền không chiếm được chí cường thần thông. Võ Vương Khanh đi tới Đạo Lăng phụ cận, cúi đầu nhìn khóe miệng hắn chảy máu dáng vẻ, cười lạnh nói: "Cần gì chứ, ngươi hiện đang bằng là một cây dược, hiện tại đã thành thục rồi, là thời điểm hái tạo hóa thời điểm." Võ Vương Khanh tin tưởng nói Lăng Bản Nguyên khẳng định khôi phục, bằng không hắn sẽ không mạnh như vậy, nếu như đem hắn bản nguyên đang đào ra đến, nói không chắc hay là bồi dưỡng được một cái võ đế. Hắn quả nhiên sẽ không giết ta, sẽ đem ta mang đi. Đạo Lăng ánh mắt nhìn Võ Vương Khanh bắt tới bàn tay, tự lẩm bẩm: Ngươi nói cái gì? Võ Vương Khanh cao mày. Quá đáng tiếc, chỉ một mình ngươi đến, Võ Vương động cái này lão cẩu cũng tọa được, hắn tôn nữ cũng là ở ta trong hư không túi. Đạo Lăng lắc đầu, cảm giác một trận tiếc hận. Câu nói này, để Võ Vương Khanh sợn cả tóc gáy, tiểu tử này đến cùng là điên rồi, vẫn là ở giả vờ giả việc. Hắn xác định có thể giết một tôn vương đạo cường giả. Người vây xem nhiều vô số, có thể sử dụng người ta tấp nập để hình dung, thế nhưng toàn trường lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Đạo, có thể nói là một cái tiểu thổ dân, từ Thanh Châu đi ra, một đường cuộc khởi, xông ra một cái có một cái truyền kỳ, càng là đánh bại yêu vực chí tôn, có thể nói đối với huyền vực có một loại công lao. Nhưng là hiện tại loại này tuyệt thế thiên kiêu muốn quốc tức chết đi, bọn họ đều cảm giác được tiếc hận, không biết bao nhiêu người thở dài. Bất quá khi thấy đạo lăng trong tay một tôn nứt ra đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, đều là cao mày, đạo lăng còn phải tiếp tục chống lại à. Chiếc đỉnh nhỏ này có chút cũ nát, nắp đỉnh có một vết nứt tồn tại, như là tuy là muốn đổ nát. Vật này, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, học viện đệ tử gào thét âm thanh không còn, mấy cái bé thò lò mũi ở khóc thúc thiết, cũng từ từ đình chỉ tiếng khóc. Đây là cái gì? Rất nhiều người cũng không thấy, thế nhưng ở đây mấy tôn vương giả, sắc mặt lập tức nghiêm nghị xuống, mà võ vương thanh nhưng là nghi ngờ không thôi, bước chân của hắn muốn lùi về sau. Muộn, lão cẩu mệnh ngươi ta muốn định. Đạo lăng rộng mở rống to, nhảy một hồi vụt lên từ mặt đất, trong tay đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bị hắn chớp mắt ném về võ vương khanh. Khoảng cách của hai người quá gần rồi, dù cho là võ vương khanh đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian, chủ yếu là bởi vì tôn này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thức tỉnh. ầm ầm ầm, vạn sợi thần hà bạo phát, đây là một loại khủng bố làm người kinh sợ khí tức, giống như một tôn cổ hoàng đang thức tỉnh, ép toàn bộ thiên địa nghẹt thở, thương khung rung rẫy dữ dội cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thật đáng sợ treo ở trên bầu trời trầm trọng vô cùng lệnh hư không đều ở nổ tung đây là một tôn cấm khí ở bên ngoài không biết bao nhiêu cường giả nhảy lên đến gào thét trời ạ à, một tôn sánh vai thánh binh cấm khí sao có thể có chuyện đó ai sẽ nắm giữ cỡ này thần vật sắc mặt của bọn họ hết sức không bình thường có người đều kém chút hù chết bởi vì tôn này cấm khí giá trị thật đáng sợ làm bọn họ run rẩy đạo dĩ nhiên nắm giữ một tôn cấm khí, hắn đến cùng từ nơi nào làm ra. Vô số người đang gầm thét, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày, toàn bộ huyền vực ai có tay lớn như vậy bút. Quảng chi là võ điện đều không có. Học viện rất nhiều người tuy rằng không biết cấm khí là cái gì, thế nhưng ngoại giới không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, để bọn họ phi thường rõ ràng, đại sư Huynh lấy ra đồ vật, để bọn họ đều sợ hãi, vương đạo cường giả đều run. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc chìm nổi ở trong hư không, nó thật đáng sợ bạo phát thiên ti vạn lũ xích thần trực tự phục lên đại đạo luân âm kinh sợ thiên địa không võ vương khanh đang thét gào sợ hãi đến kém chút mới ngã xuống đất hắn cảm giác cả người đều không tự chủ được muốn nát tan đi cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc tuy rằng nứt ra một cái lỗ hổng thế nhưng hơi thở của hắn thật đáng sợ hoàn toàn không là võ vương khanh có thể chống đỡ hơi một tí đều có thể đánh chết hắn hắn hiện tại xem như là rõ ràng vì sao đạo mới vừa nói võ điện đến quá ít người, hắn không biết đủ nghĩ diệt đi mấy tôn vương đạo cường giả. Muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, ta sai qua lần thứ nhất, sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Đạo lăng ở rống to, một tuổi nhiều hắn tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết, mặc cho võ điện đào đi hắn bản nguyên hắn vẫn là cái gì đều không rõ ràng, thậm chí ngay cả ký ức đều biến mất. Này lần thứ hai, võ điện còn muốn lấy đi hắn bản nguyên. Đạo lăng sao lại để hắn tọa nguyện, hắn lòng tham chính là không nên dựa vào gần đạo lăng, bằng không không đến nỗi bị đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trực tiếp trấn áp lại. Này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, cũng là đạo lăng từ cung ngọc thành trên người được. Ta hận a. À. Võ Vương Thanh ngửa mặt lên trời rít gào, lúc này cả người hắn đều bị chấn chia năm xẻ bảy, thế nhưng Vương Đạo Cường giả sức sống phi thường ngoan cường, hắn lại vẫn không chết hết. Lão cẩu, ta muốn đánh ngươi tiến tầng 18 địa ngục. Đạo Lăng điên cuồng hét lên, toàn bộ mái tóc múa tung, hắn tay nắm bảo ấn, toàn bộ cánh tay đều bạo phát khủng bố thần hà, tỏa ra nóng trực ánh sáng. Kim lân phù văn từng viên từng viên thiêu đốt, mãnh liệt tinh lực bạo phát, nội hàm một tôn chân long bóng mờ, dân trào rít gào. Tôn này chân long bóng mờ phi thường đáng sợ, như là chân thực, có một loại trí cường uy thế. Đạo lăng ở viêm gia được đại tạo hóa, tìm hiểu ra một chút chân long ảo diệu, môn thần thông này ở trên người hắn bắt đầu rực rỡ hào quang. Người tên tiểu súc sinh này. Võ Vương Khanh giữ tận riết gào, hắn nhìn ra đây là võ điện bí mật bất truyền, chân long tí. Người xung quanh đều ngơ ngác, cảm giác đạo lăng nắm giữ chân long tí, tự hồ luận võ điện rất nhiều tuyệt thế kỳ tài đều còn đáng sợ hơn, hắn đến cùng là lúc nào học được chân long tí. Đây chính là chân long thần thông, chính là võ điện bí mật bất truyền A. Liền để ngươi mở mang, võ điện chân long tí. Đạo lăng rống to, lao ngược lên trên, cử quyền oanh tạp mà đi, một đạo chân long phù quan bạo cướp, lệnh hư không vặn vẹo. Cú đấm này xuyên thủng trời cao, huyết dịch ở bắn ra, võ vương thanh lồng ngực đều bị đạo lăng bị đánh xuyên, chân long phù quan bạo sung mà đến, đem mấy dặm ở ngoài một ngọn núi lớn đều bị sụp ra. Võ vương thanh ít hầu nghẹn ngào mấy lần, mang theo một loại không cam lòng, liền một đầu mới ngã xuống đất. Một tôn vương đạo cường giả, máu nhúng đỏ trường không. Này một cái khủng bố hình ảnh, hình ảnh ngắt quảng ở bốn phía người trong đầu, rất nhiều người tráng đều ở ông ông da đầu bốn nổ đạo dĩ nhiên tru diệt một tôn sắp chết vương đạo cường giả vương đạo cường giả thật đáng sợ toàn bộ thanh châu thành cũng là như vậy mấy tôn nhưng là hiện tại bị một người thiếu niên chém rớt bọn họ cả người đều rét run đây là sự thực máu me ngay ở trước mặt mọi người chém xuống một tôn vương đạo cường giả Hống hống, đại sư huynh uy vũ toàn bộ học viện đều sôi trào bọn họ đều đang gầm thét, mỗi một người đều nhảy lên đến trống to vô cùng kích động võ điện một tôn vương giả thảm chết ở chỗ này loại này chiến tích thật đáng sợ đủ khiến võ điện nhục đau rung cái tên này dĩ nhiên giết một tôn vương giả diệp vận môi run rẩy nàng xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt dở khóc dở cười nói rằng sau đó để hắn đẹp đẽ kết cục này siêu ra bất kỳ cái gì người dự liệu võ điện tổn hại một tôn vương giả đây là chuyện lớn bằng trời làm sao có khả năng võ điện vương giả sắc mặt tái xanh cánh tay đều đang phát run lại bị giết thân phận của võ vương thanh quá cao so với hắn muốn cao hơn rất nhiều cũng là hắn trưởng bối nhưng là lại bị một người thiếu niên cho chém xuống đây là vô cùng nhục nhã a à. tôn nguyên hóa ở cười ha ha kết cục này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn chiến tích quá kinh người giết rơi mất một tôn vương giả cho tới đạo lăng trả giá đánh chết tôn nguyên hóa hắn cũng không tin đạo lăng tôn này cấm khí là mua được bởi vì như thế đáng sợ cấm khí hắn phỏng chừng huyền vực cũng không tìm tới đệ nhị tôn. Lúc này, đã sắp ban đêm, ánh nắng chiều bắn ra bốn phía, rơi ra ở một cái bóng trên, đem hắn tôn lên như là một tôn thần ma, khinh thường thiên địa. Không biết tại sao, rất nhiều người đều tê cả da đầu, tính cả này một cái, đạo đã giết chết thứ hai vương đạo cường giả. Đây là một ma vương, không thể nhạ. Còn có một chút rụt rà rụt rịch, muốn tranh đoạt hỗn độn bảo thư gia tộc, đều là hút vào khí lạnh bọn họ không nghĩ ra thiếu niên có còn hay không cái khác lá bài tẩy, có thể xóa bỏ đi vương đạo cường giả. Vừa nãy hình ảnh, triệt để kinh sợ, các gia tộc lớn đối với đạo lăng có thêm một vệt vẻ kiên dè, bọn họ cũng đều biết người này không thể nhạ, nếu là chọc liền muốn giết chết, nếu là giết không chết sẽ chờ tương lai khốc liệt trả thù. Đạo lăng hít sâu một cái, hai con mắt của hắn nhìn võ vương thanh thi thể, tự lẩm bẩm, cha mẹ, ta này xem như là cho ta báo một lần đại thù, cũng là cho chúng ta đạo tộc báo một cái cừu, các ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đòi lại mười mấy năm trước nợ nần, vì ta đạo tộc đòi lại một cái công đạo. Võ vương động, võ vương, hai người các ngươi cho ta chờ, một ngày này sẽ không quá xa. Đạo lăng cầm đoạn kiếm, cắt xuống võ vương khanh đầu lâu. Tình cảnh này để không biết bao nhiêu người trong cơ thể hơi lạnh bắn ra bốn phía. Ngươi cái này nghiệp súc. Yên tĩnh không hề có một tiếng động thiên địa dưới, đột nhiên xuất hiện một tiếng thanh âm già nua, ẩn chứa một loại lửa giận, làm cho cả thanh châu thành, đều lạnh lẽo một mảnh, nổ tuyết phong giết. Là ai? Tôn Nguyên hóa thất thanh, loại khí tức này để hắn đều bị cốt phát lạnh. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, xa xôi phía trên đường chân trời, bạo phát vạn trượng thần hà, một phần mặt trời, ngang trời mà lên. Đây là một cái bóng, hắn thật đáng sợ, phóng ra một đôi con mắt màu vàng ống, trong lúc đóng mở hỗn độn khí bạo phát, đứt ra rồi ngàn dặm thiên địa. Lão tổ đến rồi. Võ điện vương giả rung giọng rít gào, đây là bọn hắn võ điện lão tổ, năm đó qua tử chân, chính là hắn đánh gãy.